Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 4. Lúc này, trong phòng học, vài người đang vây quanh bàn tử. Cầm đầu là một nam sinh mặc đồ thể thao màu trắng, không cao không lùn, mày kiếm mắt sáng, gương mặt thanh tú. Tóc ngắn đen tuyền, vô cùng chỉnh tề, bất luận là chỉ khẽ nâng cằm, hay vẻ mặt ngạo nghễ, đều giống như tài trí hơn người. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cũng ở bên cạnh, cười mỉa nhìn bàn tử. Bàn tử, nghe nói học sinh mới tới đánh cả huấn luyện viên Dư, rất uy phong đó. Tống Trung vỗ mặt bàn tử hỏi. Tống Trung mới mở miệng, xung quanh lập tức sửng sốt. Buổi sáng hôm nay có rất nhiều người bàn luận tin tức này, một học sinh mới tới không chỉ đánh bại Triệu Phi thiên tài Taekwondo, còn đánh bại huấn luyện viên, làm huấn luyện viên không còn mặt mũi dạy học. Chẳng lẽ học sinh mới này là Mạc Phàm mới tới hôm qua sao? Ngay cả lớp trưởng Vương Vân cũng sửng sốt, sau đó lắc đầu thở dài. Huấn luyện viên kia có thể dạy ở trường trung học Đông Hải, tuyệt đối không phải là người bình thường, một người mới tới dám trêu chọc người như vậy, không biết tự lượng sức mình, thực sự cho rằng mình là Đường Ngạo Thiên, người ta hung hãn cũng là ông chủ hung hãn, cậu ta có cái gì, chỉ không ngừng gây phiền phức, mình gây phiền phức thì thôi đi, làm liên lụy đến những người khác trong lớp. Nghĩ vậy, ấn tượng của Vương Vân với Mạc Phàm càng kém hơn. Là huấn luyện viên tự mình khiêu chiến Mạc Phàm, liên quan gì đến tôi? Bàn tử nắm chặt tay thành quả đấm, tức giận nói. Ôi ôi, tên mập chết bầm, Triệu Phi nói tao còn không tin, đúng là gan lớn không ít. Tống Trung nhíu mày, đá vào bụng bàn tử một cái. Bàn tử lùi về sau vài bước, đụng vào tường, trên mặt lộ vẻ sợ hãi và phẫn nộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Trung. Tôi không có đắc tội các người, cậu dựa vào đâu mà đánh tôi? Mày không đắc tội chúng tao, nhưng người mới tới đuổi huấn luyện viên Dư là thân thích của Vương Thiếu chúng tao, cậu ta đắc tội Vương Thiếu của chúng tao. Tống Trung cười âm hiểm nói. Vương Thiếu sao? Xung quanh khiếp sợ, chỉ có Triệu Phi, Đinh Tuấn Kiệt biết được nội tình, bình tĩnh cười. Vương Thiếu là ai? Ở Trung học Đông Hải chỉ có 4 người được xưng là Thiếu, là tứ thiếu của Đông Hải. Vương Thiếu là Vương Kinh Phi, là một trong những học sinh rất có tiền ở Trung học Đông Hải. Nhà Vương Kinh Phi chủ yếu làm buôn bán bên ngoại trừ buôn bán bên ngoài ra, còn có điền sản, y dược, thực phẩm và một đống lớn công ty, hầu như có thể nói là khắp ngành nghề. Đến siêu thị, lấy bừa một món nào đó, phía trên đều có hai chữ, Vương Thị. Nhà Trương Siêu xem như là có tiền, nhưng so với Vương gia, căn bản chính là gặp sư phụ. Có thể nói, chỉ một câu của Vương Kinh Phi, có thể làm nhà Trương Siêu tổn thất hơn 1.000 vạn. Lại càng có thể làm nhà bàn tử phá sản. Tống Trung này là một con chó thuộc hạ của Vương Kinh Phi, bình thường vô cùng hung hãn. Nếu Triệu Phi dẫn người tìm Mạc Phàm gây phiền phức, bọn họ có thể khuyên được thì khuyên, dù sao cũng là bạn học, nhưng người tới gây phiền phức là Vương Kinh Phi, chuyện này xong rồi. Vì một người không quen biết trêu chọc Vương Kinh Phi, mất nhiều hơn được, vẫn nên thôi đi. Thật xin lỗi, quan hệ không tốt như vậy. Vương Vân đeo tai nghe điện thoại, cúi đầu làm đề hóa. Bàn tử cũng khiếp sợ, sắc mặt trắng xanh, huấn luyện viên là thân thích của Vương Kinh Phi sao? Lần này phiền phức lớn rồi. Sao thế, sợ à? Tống Trung ngậm cây tăm, đắc ý nói. Mạc Phàm đắc tội Vương Thiếu, các người có bản lĩnh thì đi tìm Mạc Phàm, tìm tôi làm gì? Bàn tử tức giận nói. Tống Trung này cũng không phải là Vương Kinh Phi, cũng chỉ dám động vào anh ta, dám động vào Mạc Phàm thử xem. Còn cãi à? Tống Trung lại đạp bàn tử một cái. Ai bảo mày thân thiết với tên mới tới như vậy? Tôi thân thiết với ai liên quan gì đến các người? Mày thân thiết với ai cũng không liên quan đến chúng tao, tao thích đánh mày đó, mày có thể làm gì? Tống Trung lại đấm mạnh vào bụng bàn tử. Dầm một tiếng, hai tay bàn tử ôm bụng, khom người giống như tôm, mặt nhăn lại vì đau đớn. Rốt cuộc các cậu muốn thế nào? Bàn tử kêu lên. Muốn thế nào sao? Tống Trung thấy bàn tử nhanh như vậy đã sợ, cười đắc ý. Đám Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt ở bên cạnh khóe miệng cũng nhếch lên, nhìn nhau cười. Tên mập chết bầm, thân thiết với tên hai lúa như vậy, bị đánh cũng là đáng đời. Vương Thiếu của chúng tao thấy bình thường mày thành thật, cho mày hai con đường. Thứ nhất, mày nói trước mặt cả lớp Mạc Phàm là tên khốn nạn, sau đó không bao giờ chơi với cậu ta nữa, chúng tao tạm tha cho mày. Thứ hai ấy à?
Tống Trung cười lạnh lùng, lại vỗ khuôn mặt mũm mĩm của bàn tử. Mày có thể tiếp tục chơi với tạp chủng mới tới kia, nhưng mỗi ngày chúng tao đều hầu hạ mày một trận, hai con đường này tự mày chọn một. Bàn tử run run, tay nắm chặt lại có kích động muốn cho Tống Trung mấy quả đấm. Tuy anh ta và Mạc Phàm mới quen một ngày, ngày hôm qua Mạc Phàm giúp anh ta giáo huấn Triệu Phi, nhất chiến thành danh ở quán Taekwondo. Tối hôm qua còn giúp anh ta cứu Hoàng Giao Giao ra, ngoại trừ cha mẹ anh ta ra, chưa có ai tốt với anh ta như vậy, anh ta đã coi Mạc Phàm là bạn tốt rồi. Bảo anh ta mắng Mạc Phàm như vậy trước mặt nhiều người, còn tuyệt giao với Mạc Phàm sao? Thế nào, mập mạp chết bầm, mày muốn chọn lựa chọn thứ hai à, có phải mày ăn gan hùm mật gấu hay không? Có tin Vương Thiếu cho siêu thị nhà mày đóng cửa, cho cha mẹ heo mập của mày ngủ ngoài đường không? Những lời này làm bàn tử kích động, anh ta đẩy tay Tống Trung ra. Mày không được phép mắng cha mẹ tao. Tống Trung sửng sốt, không ngờ bàn tử dám ra tay với anh ta, trong mắt hiện lên tàn khốc. Tao mắng thì sao chứ, cha mẹ mày không chỉ lớn lên giống heo mập, mà cũng giống như heo mập, nếu không thì sao lại sinh ra được con heo mập con như mày chứ? Những lời này làm bàn tử đỏ mắt, đánh về phía Tống Trung. Ông đây liều mạng với mày. Tống Trung giật mình, rất nhanh lại khôi phục bình thường, không ngờ tên bàn tử này bình thường nhìn hiền lạnh, vậy mà cũng có mặt kiên cường như vậy. Chỉ dựa vào mày sao? Khóe miệng Tống Trung nhếch lên nụ cười mỉa, vẫy vẫy tay. Vài người xung quanh lập tức giữ chặt bàn tử nhìn đầy thịt, nhưng đều là dầu, sức lực cũng không mạnh, rất dễ bị mấy người đè lại. Tên mập đáng chết, toàn thân mày đầy thịt heo, mày lấy cái gì liều mạng với tao? Một quyền lại một quyền của Tống Trung đánh vào bụng thịt mềm của bàn tử. Lấy gì liều mạng với tao hả? Bàn tử cắn răng, không kêu ra tiếng, mặc cho Tống Trung đánh một quyền lại một quyền. Trong lòng bạn học xung quanh không đành lòng, nhưng không dám mở miệng. Đủ rồi, có bản lĩnh thì tìm Mạc Phàm đi, lấy bàn tử ra chút giận làm gì? Vương Vân tháo tai nghe ra, tức giận nói. Ôi, lớp trưởng Vương tức giận rồi hả? Tống Trung dừng tay, nhìn về phía Vương Vân với vẻ trêu tức. Tên hai lúa Mạc Phàm trốn rồi, đợi chúng tôi thu thập tên béo này sẽ đi tìm cậu ta, nếu lớp trưởng Vương thích chõ mõm vào, chúng tôi sẽ tìm lớp trưởng Vương gây phiền phức trước đó. Tống Trung vừa dứt lời, vài người cười âm hiểm đi về phía Vương Vân. Vẻ mặt Vương Vân khẽ động, lộ ra vài phần khiếp sợ hiếm thấy. Các cậu muốn làm gì? Chỉ muốn tìm lớp trưởng Vương tâm sự về hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác thôi mà. Cậu dám, không sợ tôi nói cho giáo viên. Vương Vân lùi về sau. Cậu xem tôi có dám hay không, khà khà. Tống Trung cười nói. Một lớp trưởng nhỏ mà cũng dám tìm việc, Vương Thiếu của chúng tôi đã sắp xếp rồi, trường học này đều là của nhà Vương Thiếu, giáo viên là cái dám gì? Đúng lúc này, một bóng người đi đến, nói. Mày dám? Tống Trung nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên gầy yếu mặc quần áo bình thường đứng ở cửa. Dừng, lớp 2 năm 3 chúng mày có nhiều người thích lo chuyện bao đồng thật, đi thưởng cho nó hai cái tát. Một học sinh thân hình cao lớn lập tức đi đến chỗ Mạc Phàm. Trung ca, cậu ta là Mạc Phàm. Triệu Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta đường đường là một minh tinh Taekwondo, lại bị Mạc Phàm đánh một cái ngất trước mặt bao nhiêu người, anh ta ước gì có thể giết chết Mạc Phàm. Hửm, lông mày Tống Trung nhíu lại, vẫy lùi thuộc hạ vừa rồi, rời mắt nhìn về phía Mạc Phàm, khóe miệng cong lên nụ cười trêu chọc. Ôi, cuối cùng cũng đến rồi, tao còn tưởng rằng mày không dám đến đây học nữa chứ. Mạc Phàm nhìn bàn tử mặt mũi bầm dập, lông mày nhíu lại, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra lạnh lẽo. Mày là Tống Trung sao? Tống Trung sửng sốt, sau đó cười đắc ý. Vậy mà mày nhận ra tao, tốt lắm, nếu như vậy, quỳ xuống đi. Chúng tao có thể hạ thủ lưu tình một chút, cũng có thể cho huấn luyện viên tiền thuốc men ít một chút. Mạc Phàm cười, sao hắn không biết Tống Trung này được? Anh trai của Tống Uyển Nhi, kiếp trước hai anh em này cấu kết với nhau làm việc xấu, làm không ít chuyện xấu, cũng là một trong những kẻ thù của hắn. Hắn còn chưa đi tìm, đã tự mình đưa lên cửa. Chỉ dựa vào mấy người sao? Mạc Phàm hỏi, thế nào, mày còn dám đánh trả sao? Tống Trung không thèm để ý nói. Dám ra tay với bọn họ, chính là động thổ trên đầu Vương Thiếu, Mạc Phàm này không muốn sống nữa sao? Các người và người khác có gì khác nhau chứ? Mạc Phàm cười nói,
cũng không biết mấy người này lấy tự tin từ đâu ra. Hô hô, một đám người cao giọng cười to. Ngay cả Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cũng cười rồi. Hai lúa đúng là hai lúa, chỉ biết lỗ mãng xông tới, hoàn toàn không hiểu quan hệ lợi hại. Vẻ mặt Bàn Tử cũng tối sầm lại, Vương Thiếu không phải là người có thể giải quyết bằng quả đấm. Bọn họ là thuộc hạ của Vương Kinh Phi, huấn luyện viên mà cậu đuổi là thân thích của Vương Kinh Phi. Vương Vân giải thích, trong mắt là vô cùng thất vọng về Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, cái tên Vương Kinh Phi này hắn cũng có chút ấn tượng. Tứ thiếu của Đông Hải, nhiều thế hệ trong nhà buôn bán, tích lũy vô số của cải, biệt thự mà Tần gia ở là Vương gia khai phá. Kiếp trước hắn không đuổi huấn luyện viên Taekwondo đi, nên không tiếp xúc với Vương Kinh Phi này. Không ngờ một đời này, không biết Trương Siêu vì nguyên nhân gì, trái lại rất thành thật, vẫn không có lộ diện, lại có một trong tứ thiếu của Đông Hải. Nhưng trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh nhàn nhạt. Tứ thiếu của Đông Hải thì sao chứ, bát tuấn của Giang Nam thì thế nào, ở trong mắt đều chỉ là con kiến. Một chút cơ, tiên nhân sẽ khác. Vậy thì sao chứ, chỉ là một con chó của Vương Kinh Phi, giỏi lắm sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tươi cười trên mặt Tống Trung trở nên cứng đờ, anh ta ghét nhất bị người ta nói là chó, nhất là người có địa vị thấp hơn anh ta. Dù thế nào nhà anh ta cũng làm về bất động sản, sao có thể để tên nghèo này mắng được? Nhóc con mẹ nó mày đây là tự tìm đường chết đó. Tống Trung lạnh lùng nói. Ha ha, Mạc Phàm cười không thèm để ý. Những lời này lọt vào tai hắn, giống như một con bọ hung nói, tôi muốn làm voi trượt chân. Thả Bàn Tử ra, quỳ xuống xin lỗi cậu ấy và lớp trưởng, nể tình mấy người vẫn còn là học sinh, các người có thể nhẹ nhàng cút ra khỏi lớp 2 năm 3. Tống Trung vốn sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Đây là chuyện cười lớn nhất anh ta nghe từ trước đến nay, đây không phải là quán Taekwondo, một tên hai lúa mà dám nói với bọn họ như vậy. Không biết tự lượng sức mình. Triệu Phi cười lạnh lùng. Chỉ riêng thân phận của Mạc Phàm, Vương Thiếu không cần tốn sức là đè bẹp nhà Mạc Phàm xít sao. Thực cho rằng to bằng nắm tay thì cứng à, cũng không nhìn xem bây giờ là thời đại nào rồi, cậu dám động vào một sợi lông của Tống Trung thử xem. Đinh Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khinh bỉ, hy vọng Mạc Phàm kích động một chút. Chỉ cần Mạc Phàm chạm vào Tống Trung, chẳng khác nào kết thù với Vương Thiếu, anh ta sẽ có cơ hội nhìn thấy hình ảnh Vương Thiếu ra tay đè ép Mạc Phàm. 2. Vương Vân có chút hối hận, vừa rồi cô ta kích động làm gì, quản chuyện này làm gì. Mạc Phàm, đừng để ý đến bọn họ, tôi không sao, cậu nhanh đi đi. Bàn Tử lo lắng kêu lên với Mạc Phàm. Tuyệt đối không thể đụng vào nhóm người này được, khẽ đụng vào sẽ xong đời mất. Có nghe thấy không, tên mập đáng chết này bảo mày đi cũng được, tên mập này sẽ chịu tội thay, chỉ cần một ngày mày không quỳ, một ngày không đưa tiền thuốc men cho huấn luyện viên. Mỗi ngày chúng tao đều đánh tên mập đáng chết này một trận. Tống Trung cười âm hiểm nói. Anh ta thấy Mạc Phàm thở ơ, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tiếp tục nói. Đúng rồi, lão già Mạc Quốc Hoa là cha mày đúng không? Hình như ông ta nợ Vương Thiếu của chúng tao không ít tiền. Hiện giờ giấy nợ kia đang ở trong tay Vương Thiếu. Vương Thiếu của chúng tao đã gọi điện thúc giục. Khi nào người cha đáng chết của mày mới chịu trả tiền? Nếu không trả tiền, không chỉ đánh Bàn Tử. Ngay cả lão già kia cũng bị thu thập rồi. Đương nhiên nếu mày ngoan một chút, nể tình chúng ta là bạn học, không phải là không thể bỏ qua cho người cha đáng chết của mày, dù sao họa cũng là do mày tạo ra, tự mày phải chịu trách nhiệm. Những lời này giống như một quả bom nặng rơi vào trong phòng học. Cha Mạc Phàm nợ tiền Vương Thiếu sao? Có phải cha cậu ta là ma bài bạc không? Đánh bạc dễ làm người ta nhà tan cửa nát nhất. Tiếng bàn tán xôn xao. Đám Tống Trung cười cười, vẻ đắc ý càng đậm hơn. Một tên nhóc nhà nghèo, cũng dám tỏ ra uy phong, muốn chết. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lóe ra hàn quang. Khi cha mở công ty đúng là mượn không ít tiền ở thành phố Đông Hải, Vương gia có ngân hàng ở thành phố Đông Hải, dựa vào mối quan hệ của Dượng mượn tiền Vương gia cũng không kỳ lạ. Hắn vốn đang nghi ngờ, cha tới thành phố Đông Hải đòi nợ là chuyện nửa tháng sau, vì sao bỗng nhiên đẩy lên nhiều ngày như vậy. Hơi suy nghĩ một chút đã hiểu rõ toàn bộ. Hắn ép huấn luyện viên nghỉ việc, Vương Kinh Phi tra ra được thân thế của hắn, tạo áp lực với cha, lúc này cha mới vội vàng tới thành phố Đông Hải tìm Vương Tử Hoa đòi nợ. Nếu là như vậy,
một nghi ngờ khác trong lòng hắn cũng được giải rồi. Kiếp trước Lâm Khuynh Thiên mua nợ nần nhà hắn ở thành phố Đông Hải, dùng để ép hắn và Tuyết Nhi chia tay, sau đó lại khiến hắn nhà tan cửa nát. Hắn từng hoài nghi, Lâm Khuynh Thiên mua nợ nần này từ chỗ Vương Kinh Phi, bởi vì Vương gia và Lâm gia có quan hệ huyết thống, bây giờ xem ra bán nợ nần cho Lâm Khuynh Thiên và Vương Kinh Phi. Được lắm. Mạc Quốc Hoa là cha tao, vừa rồi mày xưng hô với ông ấy thế nào, tao không nghe rõ, mày dám lặp lại lần nữa không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tống Trung không để ý giọng điệu của Mạc Phàm chút nào, một tiểu quỷ có thể tạo nên được sóng gió gì? Lặp lại lần nữa thì sao chứ, mày hãy nghe cho kỹ, lão già Mạc Quốc Hoa này. Tống Trung nói lại từng chữ một. Không đợi anh ta nói tiếp, một bàn tay tát mạnh vào mặt anh ta. Bốp một tiếng, vô cùng thanh thúy, mặt Tống Trung lệch sang một bên, lộ ra năm dấu tay đỏ tươi. Phốc, Tống Trung phun ra máu tươi lẫn răng nanh, đủ để thấy lực của một cái tát này. Tất cả mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Cậu ta đánh Tống Trung sao? Chuyện ầm ĩ lớn, Tống Trung là người của Vương Kinh Phi, người mới tới không muốn học ở đây nữa sao? Sắc mặt Bàn Tử và Vương Vân đều đã vô cùng khó coi, quả thật Tống Trung rất đáng đánh đòn, nhưng có phải đáng đánh đòn là có thể đánh hay không? Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cười, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ đắc ý. Tên nhóc này chết chắc rồi, cậu ta không thể ngốc ở trường trung học Đông Hải nữa. Tống Trung giơ tay che mặt, thật không ngờ Mạc Phàm dám ra tay với anh ta. Nhóc con, mày dám đánh tao sao? Vì sao tao không dám đánh mày, bởi vì mày là một con chó của Vương Kinh Phi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn đã đến trúc cơ, bây giờ hoàn toàn có thể giết chết nhóm người này bằng pháp thuật lặng yên không một tiếng động, ngay cả cảnh sát cũng không tra ra được. Nhưng so với pháp thuật, bây giờ hắn càng muốn trực tiếp ra tay hơn. Kiếp trước, những người này nhục nhã cha mẹ hắn, bắt nạt Bàn Tử, hắn không có biện pháp. Bây giờ hắn muốn trả lại từng quyền một. Được, được lắm, phế nó cho ông. Tống Trung giận dữ hét. Vài người bên cạnh anh ta buông Bàn Tử ra, lập tức xông về phía Mạc Phàm. Đợi một lát, bỗng nhiên Mạc Phàm nói. Sao thế, hối hận, sợ hãi, hai lúa, nói cho mày biết, hối hận cũng đã muộn, hôm nay không đánh gãy hai đùi mày, ông đây. Tống Trung đắc ý nói. Anh ta còn chưa nói xong, bốp một tiếng, Mạc Phàm lại tát thêm cái nữa, tốc độ rất nhanh làm Tống Trung không phản ứng kịp. Trong chớp mắt, gương mặt khôi ngô tuấn tú của Tống Trung còn sưng to hơn cả Bàn Tử. Mày nói rất nhiều, nói thêm câu nữa thử xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống Trung tức đến mức muốn nhảy dựng lên, từ khi bám vào Vương Kinh Phi, bất luận là ở nhà hay ở trường học, địa vị đều cao không ít, có khi nào bị người ta bắt nạt như vậy đâu. Đánh nó cho tôi, dám đánh tao bị thương à? Tống Trung kêu lên. Mạc Phàm lắc đầu, trong lớp có nhiều người, hắn vốn muốn mang nhóm người này đến toilet nam giải quyết, thứ nhất có thể tránh dọa những người khác, thứ hai còn có thể để lại cho bọn họ chút mặt mũi. Nhưng bọn họ muốn mất mặt ở đây, tất nhiên là hắn không quan tâm rồi. Mạc Phàm, cẩn thận. Bàn Tử nhắc nhở. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, chỉ thấy một người cao to cầm ghế đánh về phía hắn. Không ít bạn học nữ nhao nhao che mắt lại. Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn người này một cái, không nói đến chuyện hắn đã đến trúc cơ, cho dù ở cảnh giới tôi luyện, mấy học sinh này cũng không phải là đối thủ của hắn. Thoải mái tránh thoát khỏi ghế đánh chúng, hắn đạp mạnh vào bụng người cao to kia, người kia bay thẳng ra ngoài. Không để những người khác phản ứng kịp, Mạc Phàm bước vào trong đám người này. Quyền cước như mưa rơi, liên tiếp rơi xuống nhóm người Tống Trung mang đến. Chỉ trong phút chốc, người Tống Trung mang đến ngã xuống đất hết. Tất cả mọi người ở trong phòng học hoàn toàn im lặng. Mạc Phàm không chỉ dám ra tay đánh Tống Trung, ngay cả những người khác cũng đánh. Lúc trước còn có người không tin Mạc Phàm đánh thắng được huấn luyện viên và Triệu Phi, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, một đám người trừng to mắt, giống như đang xem phim võ hiệp. Người mới tới không chỉ giỏi võ, lá gan cũng vô cùng lớn. Vương Vân cũng ngây người ngay tại chỗ. Nhìn Mạc Phàm với vẻ khác thường. Chẳng lẽ người mới tới là Đường Ngạo Thiên thứ hai? Ngay cả Tống Trung cũng sửng sốt, anh ta biết được từ chỗ Đinh Tuấn Kiệt, Mạc Phàm rất giỏi võ. Nếu anh ta dám đến tìm Mạc Phàm gây phiền phức, tốt nhất nên dựa vào Vương Kinh Phi, ai biết tên hai lúa này không chịu cúi đầu, lần này phiền phức rồi.
Anh ta thấy Mạc Phàm đi tới, vội vàng kêu lên. Mạc Phàm, mày muốn làm gì, đánh chúng tao, mày không sợ đắc tội Vương Thiếu à? Mạc Phàm cười không cho là đúng, Vương Kinh Phi đã đắc tội hắn, hắn còn sợ Vương Kinh Phi sao? Một người tu chân đạt trúc cơ như hắn sợ một con kiến. Buồn cười. Sợ có tác dụng sao, sợ Vương Kinh Phi sẽ không tìm tao gây phiền phức à? Mạc Phàm cười hỏi. Kiếp trước hắn quá sợ, sợ này sợ kia, sợ quá nhiều, nên dễ dàng bị người ta bắt nạt, cả đời cũng không thể xoay người. Mày không sợ, nhưng chẳng lẽ mày không sợ người bên cạnh mày bị liên lụy à? Nói ví dụ như chị họ Lý Thi Vũ của mày. Tống Trung Kiên chỉ nói. Hôm nay anh ta đến tìm Mạc Phàm gây phiền phức, ngoại trừ dạy dỗ Mạc Phàm cho huấn luyện viên, cũng là tới giúp em gái Tống Uyển Nhi chút giận, tất nhiên biết quan hệ của Mạc Phàm và Lý Thi Vũ. Đồng tử của Mạc Phàm co rụt lại, đánh bàn tử, lại dám lấy chị họ ra uy hiếp. Hắn giơ tay, ấn mạnh Tống Trung lên tường. Dầm một tiếng. Vậy anh em các người có thể thử xem đến lúc đó mày sợ hay là tao sợ. Tống Trung cảm nhận được sức lực trên tay và ánh mắt lạnh như băng của Mạc Phàm, sắc mặt trắng xanh. Anh ta cảm thấy chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, cổ của anh ta sẽ bị bóp gãy. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, đừng kích động, có gì thì từ từ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy Tống Trung sợ, hắn cũng mất đi hứng thú. Không phải vừa rồi mày cho tao hai lựa chọn sao, bây giờ tao cũng cho mày hai lựa chọn, hoặc là để Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt mỗi người tát mày 20 cái, coi như tính mày tới lớp chúng tao gây phiền phức, hoặc là tự tao tát mày 20 cái, mày chọn một cái đi. Mạc Phàm vô tình nói. Sắc mặt Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt vô cùng âm u. Mạc Phàm, cậu có ý gì, dựa vào đâu mà bắt hai chúng tôi ra tay? Tống Trung là do hai bọn họ mang đến. Nếu bọn họ dám đánh Tống Trung, cho dù là bị ép, sau này còn có trái cây ngon mà ăn sao? Với tính cách của Tống Trung, lát nữa cho bọn họ bị tát 200 cái là còn nhẹ. Đúng vậy, người bị đánh là bàn tử, sao cậu không để bàn tử đánh? Đinh Tuấn Kiệt bổ sung thêm. Ai đánh Tống Trung người đó xui xẻo. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái với vẻ khinh bỉ, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Ở trước mặt Y Tiên Bất Tử. Chỉ có một hoặc hai, không có ba. Hai người bọn họ có quan hệ không tệ với mày, không nỡ ra tay, vậy tao ra tay nhé. Vẻ mặt Tống Trung ngẩn ra, sợ muốn chết. Hai cái tát vừa rồi của Mạc Phàm đã đánh anh ta đầu váng mắt hoa rồi, răng cũng rụng 4-5 cái, đánh 20 cái, đánh chết anh ta cũng được. Sao anh ta dám để Mạc Phàm ra tay? Con mẹ nó hai người còn thất thần làm gì, còn chưa ra tay, muốn ông đây chết đúng không? Mặt Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt xám như cho tàn, không muốn ra tay, lại không thể không ra tay. Hai người bọn họ vốn không thân với Tống Trung lắm, chỉ là thuộc hạ của Trương Siêu, lần này cũng là muốn mượn Tống Trung bám víu Vương Kinh Phi, mới mang đám Tống Trung đến đây. Thu thập bàn tử trước là chủ ý của hai người bọn họ. Ai biết còn chưa bám vào Tống Trung, đã tát Tống Trung 20 cái, hai người hối hận muốn chết. Lần này xong rồi. Bọn họ khó mà sống ở đây. Trong lớp có mấy bạn học không quen nhìn hành động lúc trước của Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt, nhìn thấy hai người lúng túng, ngầm cười trộm. Đúng là ác giả ác báo. Các người không dám đánh, để tôi. Không biết bàn tử lấy can đảm từ đâu ra, đi lên tát Tống Trung hai cái bốp bốp. Cho mày mắng cha mẹ tao này, còn mắng nữa không? Bộ dạng bàn tử béo, nhưng không hề ngốc, dù sao đều đã đến nước này. Một là phát tiết tức giận trong lòng, hai là tiếp tục nén giận. Bất luận là lựa chọn nào đều không tránh khỏi chuyện bị Vương Kinh Phi trả thù, đơn giản là hả giận xong rồi nói tiếp, cùng lắm thì chuyển trường. Vẫn nên để tôi ra tay thì hơn. Mạc Phàm giận dữ nói, một quyền chuẩn xác đánh vào bụng Tống Trung. Miệng Tống Trung há to, đau đớn đến mức thiếu chút nữa không hít thở được. Các người còn không nhanh đánh tôi, không đánh lát nữa ông đánh chết chúng mày. Đường đường là thuộc hạ của tứ thiếu ở Đông Hải, vừa rồi còn châu bò muốn thu thập lớp trưởng Vương Vân, lúc này không còn tôn nghiêm, cầu người khác đánh anh ta. Không những hết giận, còn tìm về mặt mũi cho lớp. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cắn răng, không thể không tát Tống Trung. Hai người vừa ra tay, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính gọng vàng, cầm thước dạy học trong tay, khuôn mặt bỉ ổi đi đến.
Mấy đứa danh con các em đang làm gì đấy, không muốn đi học nữa à? Nhìn thấy người này, hầu như tất cả mọi người ở trong phòng học đều thay đổi sắc mặt. Chủ nhiệm Nghiêm của phòng giáo vụ sao? Phòng giáo vụ là phòng kỷ luật của trường, chuyên bắt những lỗi như hút thuốc, đánh nhau, trốn học, yêu đương. Nếu những chuyện này bị bọn họ tóm được, bị phê bình trước toàn trường là nhẹ, phạt tiền, dùng cách xử phạt về thể xác là chuyện thường như cơm bữa, thậm chí có học sinh còn bị đuổi học. Có thể nhìn thấy phòng giáo vụ bắt học sinh hút thuốc thường xuyên, đi tới tát hai cái bốp bốp, học sinh cũng không dám phản kháng. Cho nên bình thường, đa số học sinh khi nhìn thấy người của phòng giáo vụ đều trốn, tránh làm bọn họ để ý. Nếu hỏi học sinh phòng đáng ghét nhất của trường, chắc chắn là phòng giáo vụ. Chủ nhiệm Nghiêm làm ở phòng giáo vụ rất hợp lý, vì ông ta nổi tiếng là nghiêm khắc, không chỉ có học sinh nữ sợ, ngay cả học sinh nam nhìn thấy ông ta cũng thành thật. Từng có một học sinh nam yêu đương, bị chủ nhiệm Nghiêm này đánh gần chết, bắt quỳ viết bản kiểm điểm. Nhưng chủ nhiệm Nghiêm vẫn không bỏ qua cho anh ta, còn bắt anh ta tuyệt giao với nữ sinh kia trước mặt học sinh toàn trường, cuối cùng học sinh nam kia nhảy lầu suýt chết. Nói chuyện yêu đương đã bị chủ nhiệm Nghiêm trừng trị như vậy, Mạc Phàm đánh Tống Trung nhiều như thế, lần này thì xong rồi. Vương Vân lo lắng nói. Bàn tử nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng xanh. Dũng cảm vừa mới nổi lên biến mất toàn bộ trong chớp mắt, đồng thời nháy mắt liên tục với Mạc Phàm. Có lẽ Mạc Phàm vừa mới tới nên không biết người này, không thể trêu chọc ông ta được. Tống Trung nhìn thấy chủ nhiệm Nghiêm, hai mắt sáng lên, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Thầy Nghiêm, thầy tới rất đúng lúc, học sinh mới tới này coi trời bằng vung, vô duyên vô cớ đuổi huấn luyện viên quán Taekwondo, chúng em tới hỏi cậu ta nguyên nhân thì cậu ta liền ra tay đánh chúng em. Thầy nhanh dạy dỗ cậu ta đi. Tống Trung hất toàn bộ bát nước bẩn lên người Mạc Phàm, không để lại một chút gì trên mình. Lông mày chủ nhiệm Nghiêm nhíu lại, nhìn lướt qua xung quanh Tống Trung. Ngoài Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt ra, hầu như trên mặt mỗi người đều có vết thương. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra một chút nghiêm nghị nhìn về phía Mạc Phàm. Em chính là tên lưu manh đuổi thầy dư sao? Mạc Phàm nhìn chủ nhiệm Nghiêm, ánh mắt hắn hơi lạnh. Sao hắn có thể không nhớ rõ thầy Nghiêm của phòng giáo vụ được, ngoại hiệu là Diêm La Vương. Kiếp trước hắn luôn bị Trương Siêu, Triệu Phi bắt nạt, có một lần hắn không thể nhịn được nữa, nhìn thấy chủ nhiệm Nghiêm đi ngang qua, liền tố cáo với chủ nhiệm Nghiêm. Hắn vốn tưởng rằng chủ nhiệm Nghiêm sẽ xử phạt đám người Trương Siêu, nhưng mà không ngờ tới chính là, chủ nhiệm Nghiêm này thấy đối phương là Trương Siêu, ông ta không chỉ bỏ mặc, còn mắng hắn. Vì sao bọn họ không bắt nạt người khác? Nhưng cứ bắt nạt em, nguyên nhân chỉ có một, đó là em đáng bị như vậy. Lúc ấy hắn thất thần tại chỗ, mắt trợn tròn. Hắn không hiểu hắn bị bắt nạt, ông ta lại nói hắn đáng bị như vậy, hắn không hiểu trong nhà hắn không có tiền nên bị người ta bắt nạt, lại càng không rõ vì sao người có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí hắn còn hoài nghi, đến trường thực sự có thể thay đổi được vận mệnh sao. Lúc ấy máu nóng trong người hắn dâng lên. Hắn cầm lấy một cái chai đập lên đầu Triệu Phi. Lúc này, chủ nhiệm Nghiêm bắt đầu nhiệm vụ của chủ nhiệm phòng giáo vụ, ông ta đi lên đá hắn một cái. Tên nhóc thối, nhà nghèo còn chưa tính, vậy mà còn đánh người, em có đền được không? Người này và đám Trương Siêu đánh hắn đến mức phải vào phòng y tế của trường học. Sau đó phòng giáo vụ xử phạt là, hắn không chỉ nộp tiền phạt, còn bồi thường tiền thuốc men cho đám người Triệu Phi. Đây là kết quả cha hắn cầu xin dượng nói giúp. Lúc ấy hắn suy nghĩ cẩn thận, không phải nhân sinh rất bất công, mà vì có tên cặn bã như chủ nhiệm Nghiêm ở đây, dẫn đến bất công này. Nếu là kiếp trước, chắc chắn hắn sẽ sợ hãi rụt rè không dám đi trêu chọc Diêm La Vương này. Bây giờ thì sao, đừng nói là Diêm La Vương, thần lừa dối hắn hắn giết thần, Phật ngăn cản hắn hắn phá hủy Phật. Là tôi đuổi anh ta đi, có chuyện gì sao? Mạc Phàm không có trả lời mà hỏi lại. Những lời hắn nói làm mọi người xung quanh sợ hãi, Mạc Phàm hung hãn ở trước mặt Tống Trung thì thôi đi, còn dám liều lĩnh ở trước mặt chủ nhiệm phòng giáo vụ. Bàn tử bắt đầu lau mồ hôi, bởi vì không ít lần anh ta ngủ gật trong lớp bị chủ nhiệm Nghiêm tóm được, nên hiểu tính tình chủ nhiệm Nghiêm. Đám người Tống Trung, Triệu Phi thì cười đắc ý, đắc tội chủ nhiệm Nghiêm, không khác gì đắc tội với Vương Thiếu. Thầy Nghiêm, thầy thấy đúng không? Tên nhóc này thật ngông cuồng. Chủ nhiệm Nghiêm cười không thèm để ý, ông ta làm nhiều học sinh chuyển trường rồi, thêm một Mạc Phàm cũng không sao.
những người này đều do em đánh sao? Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Chủ nhiệm Nghiêm cười lạnh lùng, ông ta không ngờ Mạc Phàm thừa nhận nhanh như vậy, vậy thì đủ để xử lý rồi. Tên lưu manh em còn ngang ngược sao, vì sao lại đánh người? Chuyện này không có liên quan gì đến tôi, ông muốn hỏi thì hỏi bọn họ, vì sao tôi phải đánh bọn họ? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chủ nhiệm Nghiêm liếc mắt nhìn đám người Tống Trung một cái, cười cười. Chuyện này còn phải hỏi à, không phải Tống Trung đã nói rồi sao? Đám người Tống Trung cười đắc ý, quả nhiên có tiền có thể sai khiến được ma quỷ. Anh ta cũng không tin, tên nhóc này còn dám dương oai ở trước mặt chủ nhiệm Nghiêm. Ông đã nhận định lời bọn họ nói, còn hỏi tôi làm gì? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tên nhóc em còn dám mạnh miệng, muốn làm phản hả, coi thường nội quy trường học, ra tay đánh người, em thực sự cho rằng không ai có thể quản được em đúng không? Em khốn nạn như vậy, không cho em sắc mặt nhìn xem, em sẽ không biết mình họ gì, theo tôi đến phòng giáo vụ. Vương Vân đứng ở bên cạnh không nghe nổi nữa. Vô cùng rõ ràng, chủ nhiệm Nghiêm đứng về phía đám người Tống Trung. Thầy Nghiêm, sao thầy không hỏi rõ ràng mọi chuyện đã vội kết luận, Mạc Phàm có đánh nhóm người này, nhưng có nguyên nhân khác. Chủ nhiệm Nghiêm thấy Vương Vân mở miệng, Vương Vân không chỉ là lớp trưởng còn là phó chủ tịch hội học sinh, quan trọng hơn là cha cô ta là cán bộ cấp cao của thành phố, dù sao cũng phải nể mặt một chút. Bạn học Vương Vân, tên lưu manh này thừa nhận đánh người, ngay cả em cũng nói tên nhóc này đánh người, không phải nguyên nhân đã rõ ràng sao, những học sinh đến từ nông thôn. Không có mấy học sinh tốt, không chỉ học tập kém, còn thích gây chuyện thị phi, vừa mới đến có hai ngày liền gây chuyện lớn như vậy, tôi nhất định phải dạy dỗ em ấy thật tốt. Là Tống Trung đánh em trước, Mạc Phàm mới ra tay đánh bọn họ. Lúc này, Bàn Tử cũng không phục đứng dậy nói. Chủ nhiệm Nghiêm nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái, sau đó nhìn đám người Tống Trung hỏi. Chuyện là như vậy sao? Bàn Tử, mày đừng nói bậy, tao đánh mày khi nào? Ai nhìn thấy thì mau đứng ra. Tống Trung nói mang theo ý uy hiếp, nhìn xung quanh một vòng. Đám học sinh xung quanh không có ai dám đứng ra, còn nhao nhao cúi đầu. Mày xem đi Bàn Tử, đây đều là bạn học cùng lớp, bọn họ sẽ không nói dối. Bàn Tử có chút nóng nảy. Vậy vết thương trên người tao từ đâu mà ra? Ai biết mày gây chuyện ở đâu? Tống Trung cười mỉa. Thầy Nghiêm, vừa rồi Bàn Tử ỷ có Mạc Phàm ở đây. Cũng tát em hai cái. À, phải không, vậy em cũng theo tôi đến phòng giáo vụ đi. Chủ nhiệm Nghiêm dùng thước dạy học chỉ vào Bàn Tử nói. Mặt Bàn Tử xám như cho tàn, không dám nói chuyện. Vương Vân cũng không biết nên nói gì cho phải, trong chớp mắt, cô ta có xúc động muốn cho Tống Trung và chủ nhiệm Nghiêm một cái tát. Bạn học Vương Vân, em còn có chuyện gì sao, nếu không có chuyện gì, thầy đưa hai tên lưu manh này đến phòng giáo vụ. Đừng làm ảnh hưởng đến việc học của những người khác, yên tâm, thầy nhất định sẽ xử phạt theo lẽ công bằng, để cho bọn họ không dám làm chuyện xấu. Chủ nhiệm Nghiêm cười đắc ý nói, lấy thước dạy học đánh Mạc Phàm. Đi thôi, tên lưu manh, còn thất thần làm gì? Mạc Phàm thấy ông ta giơ thước ra, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, không đợi roi đánh vào người hắn, hắn nắm lấy. Chủ nhiệm Nghiêm hơi sững sờ, thấy Mạc Phàm dám ra tay ngăn cản, tàn khốc trong mắt càng đậm. Tên lưu manh này, em dám phản kháng, em làm phản à, tôi thay cha mẹ không có giáo dưỡng dạy em, học sinh nên làm thế nào? Nếu Mạc Phàm là quan nhị đại, con nhà giàu, tất nhiên ông ta sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng chỉ là một tên hai lúa đắc tội Vương Thiếu, cũng dám làm càn trước mặt ông ta, xem ông đây có làm Mạc Phàm hối hận cả đời không? Nói xong chủ nhiệm Nghiêm dùng đủ cách đá Mạc Phàm. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Kiếp trước chủ nhiệm Nghiêm thích dùng chân đá học sinh, vừa đá vừa thích vũ nhục cha mẹ học sinh. Dù sao bọn họ vẫn chỉ là đứa bé, vừa đá lại mắng, cũng không có người nào dám phản kháng. Nếu là ở kiếp trước, hắn chắc chắn sẽ nén giận, nếu không nghe lời bị kéo đến phòng giáo vụ đánh một trận là nhẹ, còn mời cha mẹ, phạt tiền, thậm chí là đuổi học. Bây giờ thì sao? Ông có thể câm miệng rồi. Mạc Phàm hét lớn một tiếng, nắm lấy thước dạy học. Dùng lực kéo, sau đó đạp một cái, thân thể nhỏ bé gầy yếu của chủ nhiệm Nghiêm bị đánh bay ra. Dầm một tiếng, chủ nhiệm Nghiêm ngã lên trên đất, mắt nổ đom đóm. Chuyện này, đám người Tống Trung bị dọa ngay tại chỗ, tên nhóc này còn dám ra tay đánh chủ nhiệm phòng giáo vụ sao?
cho dù là bọn họ, cũng là từng tháng lấy tiền cung cấp cho Diêm La Vương này, mới có thể hoành hành ngang ngược trong trường. Thỉnh thoảng bị đánh, còn phải cười. Mạc Phàm này, trên mặt đám người không còn ý cười. Bàn tử cảm thấy hôm nay vô cùng náo nhiệt, không ngừng lau mồ hôi, đến khi nhớ tới chuyện của Hoàng Mao tối qua, mới tốt hơn một chút. Vẻ mặt Vương Vân ngẩn ra, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt đều là khó mà tin. Ngay cả Đường Ngạo Thiên tới, cũng trúng một roi của chủ nhiệm Nghiêm, rốt cuộc Mạc Phàm này là ai? Mạc Phàm, sao cậu lại ra tay đánh thầy giáo? Vương Vân kéo quần áo Mạc Phàm hỏi. Thầy giáo, ông ta xứng sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cũng vì có chủ nhiệm Nghiêm tên cặn bã như vậy tồn tại, làm người có tiền có thế càng không kiêng nể gì làm chuyện xấu, làm học sinh bình thường sợ đầu sợ đuôi. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, khoác lớp ra giáo sư bên ngoài, nhưng lòng dạ độc ác nối giáo cho giặc, căn bản không xứng làm giáo viên, đừng nói là phản kháng, hắn gặp một lần đánh một lần. Mạc Phàm gạt tay Vương Vân ra, đi tới chỗ chủ nhiệm Nghiêm. Chủ nhiệm Nghiêm bị Mạc Phàm đạp một cái, vốn là tức đến mức nổi trận lôi đình. Nhưng thấy Mạc Phàm đi qua, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói đều đã bắt đầu run run. Không phải ông ta chưa từng thấy học sinh như Mạc Phàm, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, huống chi là người. Để cậu ta bình tĩnh trước, sau đó lại thu thập. Mạc Phàm, em đừng sằng bậy, thầy dạy dỗ em, cũng là vì tốt cho em thôi, em đánh người ở trong trường học, sau này ra ngoài xã hội, không phải càng nghiêm trọng hơn sao? Tất cả những chuyện thầy làm, đều là vì muốn tốt cho em, cho dù bây giờ em hận thầy, thầy cũng sẽ quản em, chắc chắn sau này cha mẹ em sẽ cảm kích thầy. Cảm kích ông? Mạc Phàm không nhịn được cười mỉa. Hắn thật sự muốn cảm ơn cả nhà chủ nhiệm Nghiêm, kiếp trước, cha vì để hắn có thể tiếp tục học ở đây, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt tên khốn nạn này. Tên khốn này thu 2 vạn tệ mới đồng ý nhả ra, lúc đó 2 vạn tệ là chi phí tiêu dùng 2 năm của nhà hắn. Mạc Phàm, em muốn làm gì đó? Chủ nhiệm Nghiêm có chút nhút nhát hỏi. Không phải ông nhận định tôi đánh Tống Trung sao, vậy tôi không đánh cậu ta vài cái, chẳng phải oan uổng bản thân à? Bốp! Mạc Phàm giơ tay tát mạnh vào mặt Tống Trung một cái. Mạc Phàm, mày! Tống Trung bị tát một cái, trên mặt đau đớn nóng rát, tức đến mức há miệng mắng chửi, lại bị ánh mắt giết người của Mạc Phàm chừng làm anh ta nuốt những lời muốn nói vào. Không phải mày tố cáo với chủ nhiệm Nghiêm tao đánh mày sao, tao đánh mày trước mặt ông ta, mày có thể tiếp tục tố cáo với ông ta. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tống Trung lạnh giọng hỏi. Ừng ực! Tống Trung nuốt nước miếng. Hai mắt lóe sáng, vội vàng tránh ánh mắt của Mạc Phàm. Ngay cả chủ nhiệm Nghiêm cũng dám đánh, anh ta tố cáo có tác dụng lông gì? Tố cáo đi. Mạc Phàm nói khẽ. Giọng nói không lớn, truyền vào tai Tống Trung như kinh lôi, thiếu chút nữa làm anh ta quỳ xuống. Mạc Phàm, vừa rồi tôi chỉ nói đùa với cậu chút thôi, cậu đừng coi là thật. Tống Trung cười nịnh nọt nói. Nói đùa sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tống Trung một cái. Vui đùa có thể đùa chết người, tao không nói đùa với mày, mày chắc chắn mày đang nói đùa sao? Đương nhiên là vui đùa rồi. Tống Trung vội vàng nói với thầy Nghiêm. Thầy Nghiêm, vừa rồi em chỉ nói đùa thôi, vết thương trên mặt em là do ngã sấp xuống, không liên quan đến Mạc Phàm một chút nào. Vậy vết thương trên người bàn tử thì sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Vết thương trên người bàn tử là do chúng tôi thấy cậu ta không vừa mắt nên đánh. Tống Trung không biết Mạc Phàm muốn làm gì, chỉ có thể kiên trì nói chi tiết. Tống Trung nói xong, ánh mắt Mạc Phàm lại rời sang nhìn chủ nhiệm Nghiêm lần nữa. Ông đều nghe thấy rồi đó, là bọn họ đánh bàn tử, tôi mới đánh bọn họ, không phải ông là chủ nhiệm phòng giáo vụ sao, chuyện này nên xử lý như thế nào? Nếu là bọn họ ra tay trước, lát nữa tôi sẽ dạy dỗ bọn họ. Chủ nhiệm Nghiêm run rẩy nói. Ý của ông là vừa rồi ông sai sao? Mạc Phàm hỏi. Đúng, đúng vậy, vừa rồi không có nói rõ, tôi bị tên nhóc Tống Trung lừa rồi, em yên tâm, tôi sẽ trừng phạt tên lưu manh này. Chủ nhiệm Nghiêm lòng đầy căm phẫn nói. Sắc mặt Tống Trung xám như cho tàn, có chút hối hận vì tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Chính ông cũng sai, chỉ phạt bọn họ thôi à. Không biết có bao nhiêu học sinh, vì chủ nhiệm Nghiêm ép bước vào đường cùng, không ép đến đường cùng, tính cách cũng thay đổi. Tự ti thì càng tự ti, kiêu ngạo thì càng kiêu ngạo. Tống Trung tệ như vậy, không thể thiếu công lao của tên giáo viên cặn bã này.
vậy em muốn thế nào, tôi có thể xin lỗi em. Chủ nhiệm Nghiêm hơi bối rối nói. Ánh mắt của Mạc Phàm làm ông ta nghĩ đến một học sinh năm trước, bởi vì bị những người khác uy hiếp, bất đắc dĩ phải giúp người khác làm bậy, đúng lúc bị ông ta bắt gặp. Sau khi ông ta dạy dỗ học sinh này, người học sinh còn không tính tặng quà cho ông ta. Ông ta chỉ có thể đuổi học sinh này biết mình bị đuổi học liền cầm lấy gạt tàn trên bàn ném về phía ông ta. Ông ta bị khâu mấy mũi trên trán, người học sinh kia được cảnh sát mang đi, sau đó thế nào ông ta cũng không biết. Nhưng ánh mắt của người học sinh kia khi tấn công ông ta không khác Mạc Phàm mấy. Các người đều sai, các người trừng phạt lẫn nhau đi, không chịu ra tay mà nói, tôi có thể làm thay. Mạc Phàm nhặt thước dạy học, nhẹ nhàng gập lại, thước dạy học gãy làm đôi. Cầm hai đoạn thước chập lại, lại bẻ gãy. Một lát sau, ống thép dài ngắn bằng ngón tay cái rơi trên mặt đất, phát ra tiếng, leng keng. Âm thanh này giống như tiếng ma quỷ, khiến người ta khiếp sợ. Còn không ra tay, các em muốn chết sao? Chủ nhiệm Nghiêm kêu lên, cho Tống Trung một cái tát. Tiếng bốp 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 vang lên trong phòng học. Trong phòng học này thậm chí cả ngôi trường đều rơi vào trong khiếp sợ. Tên tuổi của Mạc Phàm lại điên cuồng truyền ra. Trong lớp 953, ở trong một góc, Lưu Phỉ Phỉ ngồi cạnh cửa sổ, đeo kính đen, một tay nâng má, ngồi hóng gió mát. Thi Vũ, mình nghe nói chủ nhiệm Nghiêm bị một học sinh mới tới đánh, không phải là Mạc Phàm đấy chứ? Làm sao có thể, Tiểu Phàm không kích động như vậy đâu. Lý Thi Vũ không ngẩng đầu, chăm chú làm đề toán. Nếu chúng ta không nhanh chân đến xem, nhớ đâu là thật thì sao? Lúc này Lý Thi Vũ mới dừng bút lại, ngón tay nâng cầm Lưu Phỉ Phỉ lên, cười nói. Phỉ Phỉ, muốn gặp em họ mình như vậy à, có phải nhìn chúng em họ mình rồi không? Vũ Vũ, cậu nói linh tinh gì đó, cậu làm chị họ mà không biết quan tâm đến em mình, nhớ đâu là anh ta thì sao, chẳng phải sẽ phiền phức à? Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Phỉ Phỉ hơi đỏ lên, lập tức lại khôi phục bình thường, cười nhạt nói. Không phải thì thôi. Mang cậu đi mới đúng là phiền phức, nhớ đâu làm Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần hiểu lầm, em trai mình mới thật sự gặp phiền phức. Lý Thi Vũ nói xong lại cúi đầu làm bài, khóe miệng lại cong lên nụ cười giảo hoạt. Tứ thiếu của Đông Hải ngoại trừ Vương Kinh Phi, còn có Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần, hai người này đều theo đuổi Lưu Phỉ Phỉ, nếu để hai người biết Lưu Phỉ Phỉ thích Mạc Phàm, còn nghiêm trọng hơn đánh chủ nhiệm của phòng giáo vụ. Huống chi Mạc Phàm không còn là đứa trẻ nữa. Sẽ không kích động như vậy. Được rồi, đúng là chị họ. Vẻ mặt Lưu Phỉ Phỉ bất đắc dĩ, cũng mở bài thi ra bắt đầu làm bài. Trong phòng bia xa hoa bên ngoài trường học, một nam sinh khí chất phi phàm được mấy mỹ nữ ăn mặc sexy vây quanh, đang chơi bia với một người. Tuổi của nam sinh này không khác Mạc Phàm mấy, bộ dạng không tính là rất tuấn tú, nhưng hành động phong thái để lộ ra bình tĩnh, ổn trọng không hợp với độ tuổi của anh ta. Nam sinh này tên là Vương Kinh Phi, người rất có tiền trong trường trung học Đông Hải. Lúc này một người tên Đỗ Duyệt vội vàng chạy vào. Thế nào, tên nhóc kia bị dạy dỗ chưa? Vương Kinh Phi lạnh nhạt hỏi, đang ngắm một quả bóng màu hồng nhạt. Chưa à? Đỗ Duyệt lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói. Hửm. Vương Kinh Phi dừng động tác, hỏi. Sao lại thế này? Mạc Phàm kia không chỉ đánh đám người Tống Trung, còn đánh cả chủ nhiệm Nghiêm. Không đúng, nói một cách chính xác, Mạc Phàm ép Tống Trung đánh chủ nhiệm Nghiêm, lại ép chủ nhiệm Nghiêm đánh trả. Đỗ Duyệt giải thích, a, lá gan không nhỏ nhỉ. Vương Kinh Phi lộ vẻ bất ngờ, tay hơi dùng chút lực, vững vàng đánh quả bóng hồng nhạt vào giữa. Vương Thiếu, có cần chúng em đuổi cậu ta ra khỏi trường không? Đỗ Duyệt hỏi, tuy nói Tống Trung đánh chủ nhiệm Nghiêm, nhưng Mạc Phàm cũng ra tay, chuyện này đủ để đuổi cậu ta ra khỏi trường rồi. Cho dù không đủ, chuyện đuổi Mạc Phàm ra khỏi trường học chỉ cần một câu của Vương Thiếu. Đuổi cậu ta đi, còn thu thập cậu ta như thế nào, đúng không, anh họ? Vương Kinh Phi nói với người đánh bia cùng anh ta. Người này là Dư Hải huấn luyện viên Taekwondo bị Mạc Phàm đuổi ngày hôm qua. Em họ nói đúng lắm, tên nhóc này dám ra tay đánh Tống Trung và chủ nhiệm Nghiêm, rõ ràng là không coi em ra gì, đuổi học cậu ta thì có lợi cho cậu ta quá. Dư Hải cười âm hiểm nói. Ý của Vương Thiếu là? Đỗ Duyệt khó hiểu hỏi. Bên phía Mạc Quốc Hoa thế nào? Vương Kinh Phi đến bên cạnh một mỹ nữ hỏi.
Mỹ nữ này cao chừng hơn 1m7, trên cái mũi cao gầy là kính gọng vàng. Trước sau lồi lõm mặc trang phục công sở màu trắng trên người, vạt áo trước sơ mi mở rộng ra, có thể nhìn thấy bra ren màu đen bên trong. Bởi vì dáng người có vẻ cao gầy, váy tương đối ngắn, hai đùi lộ hơn phân nửa ở bên ngoài. Dáng người như người mẫu cao cấp, ăn mặc nóng bỏng, nhìn một cái làm người ta huyết mạch sôi trào. Mỹ nữ như vậy, xung quanh Vương Kinh Phi có hơn 6 người. Đã thúc giục rồi ạ, Mạc Quốc Hoa bảo nhất định ngày mai có thể trả tiền. Mỹ nữ kia cười nói. Chỗ Vương Tử Hoa thì sao? Vương Tiên Sinh nói ông ta nhất định sẽ không để Mạc Quốc Hoa lấy được một phần tiền nào, bảo Vương Thiếu yên tâm. Mỹ nữ tiếp tục nói. Tốt lắm. Vương Kinh Phi cười mỉa, nói với Dư Hải. Chờ xem, ngày mai cậu ta sẽ tới xin lỗi, không chỉ cậu ta, cha cậu ta cũng sẽ cầu xin tha thứ, đến lúc đó anh muốn thu thập bọn họ thế nào đều nghe theo anh. Cảm ơn em họ. Dư Hải cười đắc ý, trong mắt hiện lên chút tàn nhẫn. Đỗ Duyệt hiểu ý của Vương Kinh Phi, lúc này lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó lại hỏi. Bên phía trường học thì sao ạ? Quản lý trường học còn đợi Vương Kinh Phi trả lời, chỉ cần một câu của Vương Kinh Phi, liền đuổi Mạc Phàm. Để cậu ta làm gì thì làm đi. Dạ. Lớp 253, chủ nhiệm Nghiêm và Tống Trung tự phạt xong sớm chật vật rời đi, phòng học lại yên tĩnh như cũ. Tôi đã gọi điện cho cha tôi rồi. Ông ấy có thể sắp xếp cho cậu đến trường trung học số 2 không kém trung học Đông Hải mấy, cậu nhanh đi thôi. Hai tay Vương Vân để trước ngực, gần như ra lệnh nói. Một học sinh mới tới 2 ngày, đánh Triệu Phi đội bóng rổ, lại đuổi huấn luyện viên Taekwondo, hôm nay còn đánh chủ nhiệm của phòng giáo vụ và người của Vương Kinh Phi. Vậy mà cô còn dựa vào quan hệ của cha, giúp người biết chưa đến 2 ngày tìm đường lui, cô thật sự không biết Mạc Phàm điên rồi hay mình điên rồi. Vương Vân mới mở miệng, cả lớp đều sợ ngây người, trong đó cũng bao gồm Bàn Tử vừa qua cơn kinh hồn. Bình thường lớp trưởng đều hung dữ, không ngờ lại nhiệt tình như vậy. Mạc Phàm không bất ngờ một chút nào, thực ra lớp trưởng nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, thích bênh vực kẻ yếu nhưng có đôi khi lại do dự, nhìn thì rất hung dữ, cũng rất mềm lòng, hơn nữa không thích nợ nhân tình người khác, kiếp trước ra mặt giúp hắn không ít lần. Vì sao phải đi, tôi không sai đúng không? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, hỏi. Lông mày Vương Vân nhíu lại, tức muốn chết. Tuy Mạc Phàm vừa ngăn cản Tống Trung, nhìn như giúp cô một tay, nhưng việc này đều vì Mạc Phàm mà ra. Cô tốt bụng giúp Mạc Phàm, vậy mà người này còn từ chối. Cậu biết đúng sai, chẳng lẽ cậu không sợ phiền phức? Ngay cả đúng sai cũng không biết, mới là phiền phức lớn nhất. Mạc Phàm cười không thèm để ý nói. Cậu có biết cậu đang nói gì không? Vương Vân nói, biết rõ ràng là đúng, lại chạy, giống như là không biết đúng sai, như lớp trưởng vậy, rõ ràng muốn làm họa sĩ, lại chuẩn bị thi nhân đại, tiếp tục làm quan. Kiếp trước Vương Vân bỏ qua chuyện vẽ thi được nhân đại, sau khi tốt nghiệp được phân đến làm việc ở một huyện. Nhưng quan trường không hề thuận lợi, hơn nữa trong mắt cô không dung được hạt cát, không lâu sau bị người ta chèn ép xuống. Lần gặp mặt cuối cùng. Vương Vân vẽ tranh tự họa cho người ta ở đầu đường. Sao cậu lại biết? Vương Vân sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Cô thích vẽ tranh, cho đến bây giờ còn chưa từng nói với bạn học, sao Mạc Phàm lại biết? Mạc Phàm vừa định mở miệng, một đại hán mặc đồ đen đeo kính đi vào phòng học, nhìn thấy Mạc Phàm vội cung kính đi đến, nói nhỏ vài câu bên tai Mạc Phàm. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, hiệu suất thật cao, nhanh như vậy đã tìm được rồi. Tôi có việc ra ngoài, xin nghỉ, lớp trưởng có thể suy xét, tôi cảm thấy cô học vẽ có tiền đồ hơn thi nhân đại nhiều, không ngại thử xem. Mạc Phàm nhắc nhở một câu, sau đó rời khỏi phòng với người mặc đồ đen, trong đầu Vương Vân là gió bão. Khách sạn Sùng Bích của thành phố Đông Hải, đây là khách sạn 5 sao duy nhất ở thành phố Đông Hải, gọi bừa vài món đồ ăn cũng phải 5-6 ngàn trở lên, nếu thêm rượu nữa, rất dễ tiêu phí trên vạn, người bình thường ít khi tới nơi này. Trong ghế lô thanh phong các, một đám người ngồi vây quanh cái bàn đầy sơn hào hải vị, không ngừng kính rượu với một người đàn ông trung niên ngồi tận cùng bên trong. Người đàn ông trung niên này gần 40 tuổi, diện mạo bình thường, không cao lắm, có chút mập mạp. Luôn tươi cười hiền lành, đang xã giao liên tục, nhưng trong mắt cũng không ngừng hiện lên thông minh lanh lợi, mặc trên người bộ tây trang hàng hiệu có giá trị xa xỉ.
người này đúng là Vương Tử Hoa, ông chủ của công ty Dược Thiên Linh. Ông chủ Vương, ông lại mở một cửa hàng thuốc, hơn nữa trước đó đã có 9 cửa hàng thuốc rồi, buôn bán càng làm càng lớn, sau này nhớ giúp đỡ anh em chúng tôi đấy. Trong đó có một người bụng phệ, tên là Lưu Phú Quý lấy lòng nói. Ông chủ Lưu khách sáo quá rồi, không có ông đâu có Vương Tử Hoa tôi, ông phải giúp đỡ tôi nhiều hơn mới đúng. Vương Tử Hoa vội vàng đứng dậy, cười nâng chén, khách sáo nói. Lưu Phú Quý này mở tiệm thuốc, có hơn 10 tiệm thuốc ở thành phố Đông Hải. Cho dù là thuốc thật thuốc giả, cũng bán giúp ông ta không ít lần, có thể nói là một khách hàng lớn, như thế nào cũng phải cho người này mặt mũi. Vương Tổng khách sáo rồi, mọi người cùng nhau kiếm tiền mà. Lưu Phú Quý cười lớn, cảm thấy hài lòng uống cạn chén rượu. Vương Tổng, ông không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, chúng ta có mười mấy năm giao tình đó. Một người đàn ông dáng người gầy yếu, khuôn mặt trắng nõn bất mãn nói. Ông chủ tiền nói gì vậy, không có dược liệu của ông, sao tôi chế thuốc được, tôi kính ông một ly. Vương Tử Hoa vội vàng uống cạn ly rượu. Người đàn ông này tên là Tiền Ngọc Dân, là một trong những người cung cấp hàng hóa cho ông ta, bối cảnh của nhà người này không nhỏ, là thương nghiệp dược liệu nổi tiếng ở Đông Hải, thực lực không phải cha Mạc Phàm có thể so sánh được. Ông ta dám không trả tiền nhà Mạc Phàm, nhưng lại không dám nợ tiền của Tiền Ngọc Dân. Ha ha, nói hay nói hay. Tiền Ngọc Dân cười hài lòng, uống cạn chén rượu Mao Đài. Chỉ trong phút chốc, Vương Tử Hoa đã đi một vòng. Người đang ngồi đều đã tràn đầy vui mừng. Đúng lúc này, một người phục vụ vội vàng đi đến, cung kính nói. Vương Tổng, bên ngoài có người tên Mạc Quốc Hoa, nói là bạn của ông, có việc muốn tìm ông, có cho ông ta vào không ạ? Bị người phục vụ này làm gián đoạn, không ít người nhíu mày, lộ ra bất mãn. Người ta nói là bạn của Vương Tổng cậu cũng tin, không thấy bạn của Vương Tổng đã ngồi đầy ở trong này rồi sao, đuổi đi là được. Lưu Phú Quý nói, chuyện này, người phục vụ lộ ra lo lắng, nhìn Vương Tử Hoa. Người kia tên là Mạc Quốc Hoa, người ta nói đã hẹn với Vương Tổng rồi. Mạc Quốc Hoa là tên bị thân thích lừa à? Tiền Ngọc Dân hỏi, chó nhà có tang đó, không phải ông ta phá sản rồi, ngay cả tiền lương cũng không phát được cho công nhân, nợ không ít tiền sao, còn tìm Vương Tổng làm gì? Lưu Phú Quý khinh thường nói, tôi còn nợ ông ta một khoản tiền. Để ông ta vào đi. Trong mắt Vương Tử Hoa hiện lên hung ác nham hiểm, vẫy tay nói. Dạ, người phục vụ rời đi. Chỉ trong phút chốc, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, một người đàn ông trung niên đi tới. Cao hơn 1m7, gương mặt tiêu chuẩn, mày kiếm mắt sáng, có 4-5 phần tương tự Mạc Phàm. Mái tóc hoa râm, làn da hơi đen dưới ánh mặt trời, nhưng không khó nhìn ra chắc chắn lúc còn trẻ tuổi là một soái ca. Người trung niên này là cha của Mạc Phàm, Mạc Quốc Hoa. Mạc Quốc Hoa nhìn thấy bên cạnh Vương Tử Hoa còn một đám người khác, nhíu mày. Vương Tổng, nếu ông còn đang bận, lát nữa tôi sẽ quay lại. Không cần, cũng không phải không quen biết, dù sao cũng đến lúc ăn cơm rồi, mau ngồi xuống uống vài chén. Vương Tử Hoa thấy Mạc Quốc Hoa không chỉ không trốn tránh, trái lại vội vàng bảo người phục vụ thêm cái ghế ngồi bên cạnh ông ta, gọi Mạc Quốc Hoa qua đó. Không cần, tôi đã ăn rồi. Mạc Quốc Hoa từ chối. Bình thường Vương Tử Hoa trốn tránh ông còn không kịp, vậy mà lần này chủ động đồng ý gặp mặt, còn mời ông uống rượu, chuyện này làm ông cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thế nào, Vương Tổng nể mặt ông còn không biết xấu hổ. Lưu Phú Quý vỗ đũa xuống, lạnh lùng nói. Đúng vậy, Quốc Hoa, Vương Tổng bảo ông ngồi, ông cứ ngồi đi, chọc Vương Tổng không vui sao trả tiền được, đúng không? Tiền Ngọc Dân cười nói. Tiền gia và Mạc gia đều buôn bán thuốc, tất nhiên là có quen biết. Đúng vậy, nơi này cũng không có người ngoài, ngồi đi. Vương Tổng giả mù sa mưa nói. Mạc Quốc Hoa do dự một lát, không khách sáo ngồi xuống. Người phục vụ nhanh chóng lấy thêm cái ghế, cùng một bộ đồ ăn. Quốc Hoa, Vương Tổng nợ ông bao nhiêu tiền, mà làm ông gấp đến mức đi từ thị trấn đến tìm Vương Tổng, còn đang lúc Vương Tổng khai trương cửa hàng mới. Tiền Ngọc Dân tò mò hỏi. Cũng không nhiều lắm, tôi cũng là bị người ta thúc giục mà phải đến. Mạc Quốc Hoa cười chua xót, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ nói. Ngày hôm qua ngân hàng của Vương gia gọi điện thoại đến, nếu thật sự không trả lãi, sẽ đến nhà bắt người,
ông liền nhanh chóng tìm Vương Tử Hoa. Việc buôn bán đều đã không dễ dàng, mọi người đều có thể hiểu, nếu hôm nay ông đã đến đây, chắc chắn sẽ không để ông về tay không, tới uống một chén nào. Vương Tử Hoa nâng chén cười nói. Một đám người đều giơ chén rượu lên. Cảm ơn Vương Tổng. Trong lòng Mạc Quốc Hoa vui vẻ, lại vội vàng nói. Vương Tổng, tôi đã kiêng rượu, tôi lấy trà thay rượu, chúc ông buôn bán phát đạt. Buôn bán phá sản là đả kích lớn nhất với ông, có một khoảng thời gian ông mượn rượu giải sầu thiếu chút nữa mất mạng, liền bỏ rượu rồi. Kiêng rượu à? Lưu Phú Quý đặt mạnh chén rượu nâng lên xuống, liếc mắt nhìn cha Mạc Phàm với vẻ ngoan độc. Mạc Quốc Hoa này có thể cùng uống rượu với ông ta, hoàn toàn là vì mặt mũi của Vương Tổng. Mẹ nó, ngay cả chén rượu mà cũng không uống. Tôi thấy ông không cho Vương Tổng chúng tôi mặt mũi rồi. Vương Tổng cũng lạnh lùng đặt chén rượu xuống, nhiệt độ trên bàn ăn hạ thấp xuống. Mẹ nó, cái quái gì vậy? Tên đầu bóng loáng mắng một câu. Mạc Quốc Hoa nhíu mày, cũng không nói gì. Quốc Hoa, không phải ông tìm Vương Tổng đòi tiền sao? Vương Tổng cũng nói sẽ không để ông về tay không rồi, không bằng như vậy, hôm nay ở trên bàn cơm này có thể uống một chén rượu là 1 vạn tệ, uống 2 chén là 2 vạn tệ, tử lượng của ông không phải tôi không biết, uống được bao nhiêu thì lấy được bấy nhiêu, ông nói xem, Vương Tổng. Tiền Ngọc Dân cười nói, khi nói chuyện liếc mắt ra hiệu với Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa hiểu ngầm gật gật đầu. Không thành vấn đề. Chủ ý này không tệ, muốn tiền thì uống rượu. Không uống rượu sẽ không lấy được 1 phân tiền nào. Lưu Phú Quý vỗ bàn trầm trồ khen ngợi, những người khác cũng nhao nhao đồng ý. Thế nào? Tiền Ngọc Dân hỏi. Mạc Quốc Hoa do dự, tử lượng của ông cũng không tệ, tuy uống rượu vào sẽ hại cơ thể, nhưng uống hơn cân rượu trắng cũng không thành vấn đề. Vương Tổng dùng chung rượu nhỏ này, một bình rượu có hơn 30 chén, một cân ít nhất cũng có thể lấy được 50 vạn về. Bình thường tìm Vương Tử Hoa một lần lấy về 10 vạn đã là không tệ rồi. Được rồi. Mạc Quốc Hoa gật đầu. Ông nghĩ kỹ chưa, 1 chén 1 vạn, không uống không có. Lưu Phú Quý nhìn Mạc Quốc Hoa với vẻ khinh miệt, nhắc nhở. Không thành vấn đề. Trong đầu Mạc Quốc Hoa chỉ có nợ nần của Vương gia, cũng không nghĩ nhiều, nói một cách chắc chắn. Ông vừa nói xong, Tiền Ngọc Dân vỗ tay, gọi người phục vụ. Phục vụ. Lấy chén lớn cho Mạc lão đệ đây, chén rượu này quá nhỏ, không đã nghiền. Không lâu sau, người phục vụ cầm mấy cái chén lớn lên, 1 chén 2 lượng rưỡi, đặt trước mặt Mạc Quốc Hoa. Lông mày cha Mạc Phàm nhíu lại, hỏi. Vương Tổng, đây là... Ngọc Dân, thân thể Quốc Hoa không tốt lắm, hay là dùng chén rượu nhỏ đi? Vương Tử Hoa giả mù sa mưa hỏi Tiền Ngọc Dân. Nếu 1 chén 1 vạn, sao có thể dùng chén rượu nhỏ được? Tiền Ngọc Dân cười âm hiểm nói. Nếu uống bằng chén rượu nhỏ, tiền này cũng quá dễ lấy rồi, có ông chủ nợ tôi mấy trăm vạn, tôi đòi 5-6 năm còn chưa lấy được về, nếu ông chủ kia giống như Vương Tổng của chúng ta, bảo tôi uống 1 bình cho tôi 1 vạn tôi cũng nguyện ý, mỗi ngày 1 bình, 1 năm có thể lấy về mấy trăm vạn. Lưu Phú Quý híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Quốc Hoa, đợi chế giễu. Hơn nữa vừa rồi lúc Quốc Hoa đồng ý, cũng không có nói là muốn dùng chén rượu nhỏ. Đổi thành chén loại to có sai sao? Tiền Ngọc Dân cười nói. Tôi cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lưu Phú Quý dựa lưng vào ghế thích ý nói. Thế nào, Quốc Hoa, ông uống rượu hay dùng trà đây? Tiền Ngọc Dân hỏi, trong mắt đều là hung ác nham hiểm. Ý tứ rất rõ ràng, dùng trà thì đừng mơ nghĩ đến chuyện lấy được tiền. Lúc trước lúc mà Quốc Hoa còn chưa phá sản, bởi vì dược liệu chất lượng tốt. Danh tiếng cũng không tệ, đoạt của ông ta không ít vụ làm ăn, ông ta đã ghi hận Mạc Quốc Hoa ở trong lòng, thấy có cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Vương Tử Hoa ở bên cạnh giả bộ làm người tốt bụng. Quốc Hoa, mọi người ngồi cùng nhau là vui vẻ rồi, nếu ông chủ tiền đã nói như vậy, hay là như vậy đi, ông cố gắng uống, lát nữa tôi sẽ đưa thêm cho ông chút tiền, thế nào? Vương Tổng đúng là thấu tình đạt lý. Lưu Phú Quý chắp tay với Vương Tử Hoa. Không kiên nhẫn nói với cha Mạc Phàm. Ông còn cằn nhằn cái gì, uống hay không, không uống thì cút đi, nơi này không phải là ai cũng có thể tùy tiện đến, ông ngồi ở đây là vì mặt mũi của Vương Tổng. Tay cha Mạc Phàm nắm chặt lại thành quả đấm, ông là người đã trải qua sóng to gió lớn, 18 tuổi đã đi tòng quân, quay về liền bắt đầu việc buôn bán,
sau đó mở nhà máy dược liệu, khi hưng thịnh tài sản trên triệu. Sao ông có thể không nhìn ra, rõ ràng nhóm người này muốn trêu đùa ông? Không phải ông không biết người trong bàn này, đều là người trước đây thường xuyên cùng uống rượu. Nếu là trước đây chắc chắn đám người này không dám đối xử với ông như vậy, nhưng bây giờ. Buồn bực hừng hực thiêu đốt trong bụng ông, nhưng cũng không có biện pháp, vương gia đang thúc giục rất nhiều. Nếu vương tổng nói như vậy, chén lớn thì chén lớn đi. Trong mắt cha Mạc Phàm lóe qua tức giận, ung dung thản nhiên nói. Mắt những người đang ngồi sáng lên, cười hiểu ngầm. Quốc Hoa, vương tổng mở cửa hàng mới là chuyện vui, ông tới muộn như vậy, phạt ba chén trước, thế nào, chúng tôi uống rượu với vương tổng đều cầm lì xì, ba chén này của ông là 3 vạn tệ, ông sẽ không từ chối đúng không? Tiền Ngọc Dân cười mở chai rượu, rót đầy 3 chén, một chai vừa mới mở đã rót ra hơn 3/4. Tôi uống. Cha Mạc Phàm cũng không do dự, bưng chén rượu lên, uống ửng ực xong 3 chén rượu. Giữa trưa ông không có ăn cơm, vừa mới uống 3 chén rượu, trong chớp mắt mặt đỏ lên, mắt cũng mê ly. Không đợi cha Mạc Phàm ăn chút gì, mắt Tiền Ngọc Dân khẽ đảo, sau đó cười nói. Quốc Hoa à, vị trí bên cạnh vương tổng là ghế trên, vì vị trí này thế nào cũng phải uống 3 chén đó. Ngọc Dân, đừng có gấp, để Quốc Hoa nghỉ chút đã, gấp cái gì? Vương Tử Hoa khuyên, trong đáy mắt lộ ra chút đắc ý. Ông ta vốn đang buồn bực nên đối phó với cha Mạc Phàm thế nào, nhóm người này đã giúp ông ta nghĩ cách rồi. Rượu này giống như uống nước vậy, uống nhanh, bài trừ cũng nhanh, không phải Quốc Hoa muốn lấy ít tiền về sao, tôi đây là đang giúp ông đó. Tiền Ngọc Dân cười âm hiểm nâng chai rượu lên rót đầy. Quả đấm của cha Mạc Phàm nắm chặt, ai mà không biết uống nước nhanh bài trừ nhanh, uống rượu nhanh chết nhanh. Ông ước gì có thể đánh vào mặt Tiền Ngọc Dân mấy cái. Nhưng nếu đánh một quyền, ông sẽ không lấy được tiền. Một tay ông cầm chén rượu, một tay sờ dạ dày, trên mặt lộ ra do dự. Uống hết như vậy, đừng nói 50 vạn, 10 vạn còn chưa lấy được, dạ dày đã bắt đầu không thoải mái rồi. Thế nào, uống không, mới 3 vạn tệ thôi, có đủ không, nếu đủ thì đừng uống nữa, mất mạng nhỏ thì không đáng rồi. Lưu Phú Quý hừ lạnh nói. Ông chủ Lưu nói gì thế, chút rượu đó chỉ có thể tính là nước xúc miệng với Quốc Hoa thôi. Tiền Ngọc Dân châm ngòi nói. Quốc Hoa, vẫn nên chậm một chút thì tốt hơn, gấp cái gì, từ từ uống. Vương Tử Hoa ở bên cạnh nói, lời hay. Trong lòng cha Mạc Phàm hung ác, cầm chén rượu lên muốn uống. Bỗng nhiên cửa Thanh Phong Các mở ra, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tôi uống một chén, không biết có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Đám người Vương Tử Hoa hơi sững sờ, nhìn về phía cửa, một đứa bé 16, 17 tuổi đang đứng ở cửa, biểu cảm lạnh lùng, đúng là Mạc Phàm. Lưu Phú Quý thấy là đứa trẻ, lạnh lùng nói. Ăn mày đâu ra thế, nơi này không có chuyện của mày. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang nở rộ ra, nhìn về phía Lưu Phú Quý. Vẻ mặt Lưu Phú Quý ngẩn ra, trong chớp mắt bị Mạc Phàm nhìn chằm chằm. Ông ta cảm thấy như có 2 thanh kiếm đâm vào trong đầu ông ta vậy, đầu óc trống rỗng, toàn thân như bị nứt ra. Loại cảm giác này lóe qua phút chốc, nhưng làm Lưu Phú Quý vô cùng căm tức, ông ta lại bị một tên nhóc dọa sợ tại chỗ. Nhóc con, mày còn dám chừng tao, làm phản à? Cha Mạc Phàm thấy là Mạc Phàm, nhíu mày, vội vàng đi tới cửa. Tiểu Phàm, sao con lại đến đây? Ông tới Đông Hải không nói với Mạc Phàm. Vốn lấy được tiền trả lãi cho vương gia xong, số còn thừa sẽ đưa cho Mạc Phàm một chút, ai biết Mạc Phàm tự mình tìm đến đây. Mạc Phàm thu hồi tầm mắt rời khỏi gương mặt Lưu Phú Quý, ánh mắt nhìn về phía cha. Hơn 500 năm không gặp, bây giờ cha mới hơn 30 tuổi, tuy vì buôn bán thất bại, tóc bạc nhiều hơn, nhưng tinh thần coi như không tệ. Lát nữa giúp cha điều trị bằng thuốc là được, rất nhanh có thể khôi phục lại. Nhưng nhìn hai mắt cha có vẻ mê ly. Rõ ràng là đã uống không ít rượu. Kiếp trước hắn nhớ rõ buổi tối cha mới bắt đầu uống rượu, cuối cùng lại ở bệnh viện, không tìm được bác sĩ. Xem ra vì hắn trọng sinh, nhân quả thay đổi không ít. Cũng may hắn tìm Đường Long, mới tìm được Vương Tử Hoa, nếu không cha vẫn dẫm lên vết xe đổ kiếp trước. Cuối cùng cũng qua rồi. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, giải thích. Mẹ nói cho con biết cha đến đây rồi. Cha Mạc Phàm không có nghĩ nhiều, giải thích.
cha định muộn chút nữa thì đến thăm con đi ra ngoài đợi cha một lát trước, lát nữa cha sẽ ra. Tiền Ngọc Dân thấy Mạc Phàm và Mạc Quốc Hoa là cha con, chớp mắt, một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu. Đừng thế chứ, nếu cậu cả đến đây, thì cùng nhau ngồi xuống đi, đúng rồi, hình như vừa rồi tôi nghe cậu hỏi, cậu uống một chén thì bao nhiêu tiền đúng không? Nếu đã đến đây, đâu có đạo lý đợi ở bên ngoài, để người ta nhìn thấy còn tưởng rằng chúng tôi bắt nạt trẻ con mất. Lưu Phú Quý nói tiếp, trong chớp mắt lửa giận trên mặt biến mất, đổi thành cười âm hiểm. Tiểu Phàm còn đang đi học, không thể uống rượu. Sắc mặt Mạc Quốc Hoa thay đổi, vội vàng nói với Mạc Phàm. Tiểu Phàm, con ra ngoài đợi cha trước. Không thể uống có thể học mà, như vậy chén nhỏ đi, một ly hai vạn, thế nào, lần này là thật. Sẽ không đổi. Tiền Ngọc Dân giơ chén rượu nói. Vương Tổng, ông cảm thấy thế nào? Tiền Ngọc Dân nói xong lại hỏi Vương Tử Hoa. Nếu ông chủ tiền đã nói như vậy, sao tôi không cho mặt mũi được? Vương Tử Hoa cười hiền lành nói. Bạn trẻ, có hứng thú không? Tiền Ngọc Dân lắc chén rượu nhỏ nói. Muốn uống tôi uống với các ông, Tiểu Phàm không thể uống rượu. Cha Mạc Phàm kiên quyết nói. Mạc Phàm còn một năm nữa là thi vào trường cao đẳng, nhỡ đâu vì mấy vạn tệ mà làm não tổn thương, chậm trễ tiền đồ của Mạc Phàm, ông thật sự sẽ hối hận cả đời. Vậy ông uống đi chứ, ngồi lâu như vậy mà chỉ uống có ba chén, mới ba vạn tệ thôi đó. Lưu Phú Quý châm chọc nói. Cha Mạc Phàm nhìn chén rượu lớn trên bàn, khóe môi giật giật. Từ lần trước uống rượu bị thương dạ dày, ông ngửi mùi rượu trắng là đã muốn nôn, mới uống ba chén, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng không uống mà nói, Vương gia thật sự sẽ đến nhà bắt người. Tôi uống. Cha Mạc Phàm cầm chén rượu lên muốn uống, Mạc Phàm lập tức ngăn lại. Ông chắc chắn chén nhỏ như vậy, một ly hai vạn. Trong mắt Tiền Ngọc Dân lộ ra bất ngờ, sau đó cười đắc ý. Ông ta chỉ muốn mượn Mạc Phàm khích tướng cha Mạc Phàm, thấy cha Mạc Phàm quật cường như vậy chuẩn bị bỏ qua, ai biết cha quật cường sẽ có con trai quật cường. Ông ta cầu còn không được. Đương nhiên, Vương Tổng đã đồng ý rồi, còn có thể giả sao? Tiểu Phàm, con mặc kệ chuyện này đi, giao cho cha là được. Cha Mạc Phàm thấy Mạc Phàm đồng ý với Tiền Ngọc Dân, lập tức sốt ruột. Ông rơi vào bẫy của đám người này, cũng không thể nói gì, hổ lạc đồng bằng. Nhưng ông đường đường là một đại lão gia, sao có thể để con trai mình ra mặt được? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười với cha. Cha, đã lâu rồi chúng ta không uống rượu với nhau, không dễ dàng gì mới gặp mặt, nếu bọn họ coi khinh tử lượng của chúng ta, liền uống thống khoái cho bọn họ xem. Khi hắn 25 tuổi cha đã rời khỏi thế giới này, hắn không có uống rượu với cha, muốn gặp mặt đều chỉ có thể gặp trong mơ, gặp mặt đã cách hơn 500 năm, đương nhiên không dễ dàng. Nói xong ngón tay hắn hơi động, một thanh mộc quyết rơi vào người cha. Thanh mộc quyết, có thể tĩnh lòng người, rửa thân thể người ta, tỏa sáng nhân sinh cơ. Có thể nói đây là pháp thuật cấp thấp nhất ở tu chân giới, nhưng đối với phàm nhân mà nói lại giống như tiên pháp, bệnh nhỏ và thân thể không khỏe đều có thể chữa khỏi, giải rượu càng là vấn đề nhỏ không đáng nhắc tới. Cha Mạc Phàm vốn muốn từ chối, thấy Mạc Phàm nói như vậy, vừa vui mừng vừa dấy lên quyết tâm. Bị đám khốn nạn này trào phúng, ông đã kìm nén một bụng hỏa, nếu còn trẻ tuổi, ông sớm đã ra tay rồi. Hơn nữa ông đang đứng dưới điều hòa, được điều hòa khẽ thổi, mát rượi thổi vào mặt, men say vừa rồi còn cả cảm giác không khỏe ở dạ dày không còn nữa, như quay về lúc còn trẻ. Được, không hổ là con cha, uống. Cha Mạc Phàm hào khí vạn trượng vỗ bả vai Mạc Phàm. Mạc Phàm cười, đã lâu rồi hắn không thấy cha vui vẻ như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiền Ngọc Dân đang đợi xem kịch vui. Rượu này tôi và cha tôi uống, nhưng lát nữa các ông không được quỵt nợ đâu đó. Quỵt nợ? Tiền Ngọc Dân nở nụ cười. Một tên nhóc mà thôi, cha cậu ta đều bị bọn họ bắt nạt không ngẩng đầu được, cậu ta tới có thể làm được gì, quỵt nợ thì sao chứ? Vương Tổng, ông nợ Quốc Hoa bao nhiêu tiền? Tiền Ngọc Dân hỏi. Cũng không nhiều lắm, hơn 500 vạn. Vương Tử Hoa cười nói. 500 vạn, chia đều ra cũng phải 300 chén, nếu hôm nay cậu có thể uống 300 chén, 50 vạn cha cậu nợ tôi cũng không lấy lại nữa, xưởng dược nhà các cậu cũng trả lại cho hai người, thế nào? Tiền Ngọc Dân thoải mái nói, trong mắt hiện lên chút tàn nhẫn.
Ngoại trừ ngừng buôn bán với Mạc Gia Gia, Mạc Quốc Hoa còn vay ông ta 50 vạn. Bởi vì chậm chạp không trả, ông ta liền chiếm xưởng dược của Mạc Gia, từ khi dùng nhà xưởng của Mạc Gia bán dược liệu, vậy mà buôn bán tốt kỳ lạ. Nơi dễ kiếm tiền như vậy, tất nhiên ông ta không muốn trả lại rồi. Pháp luật trừng trị tội phạm giết người, uống rượu xảy ra vấn đề ông ta không phải chịu trách nhiệm gì. Mạc Quốc Hoa xong đời, chẳng phải xưởng dược của Mạc Gia là của ông ta rồi sao? Đừng nói 300 chén, hai cha con này cùng uống 100 chén, cũng uống chết rồi. Những người khác đều là lão lươn lẹo, tất nhiên biết Tiền Ngọc Dân muốn làm gì, một đám cười mà không nói, không có ngăn cản, nhất là Vương Tử Hoa. Chuyện không có lợi với ông ta, vì sao phải làm? Mạc Quốc Hoa xảy ra chuyện, ông ta cũng không cần trả lại 500 vạn. Tiểu Phàm, đừng nghe ông ta, uống được bao nhiêu thì uống. Cha Mạc Phàm nhắc nhở, đồng thời lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Tiền Ngọc Dân một cái. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lộ ra hàn quang. Trải qua hơn 500 năm, sao hắn không nhìn ra được tính toán của Tiền Ngọc Dân? Chỉ là có Y Tiên Bất Tử hắn ở đây, đâu dễ dàng như vậy. Đây là ông nói đó. Nói xong hắn cầm một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chén thứ nhất. Bạn trẻ, kiềm chế một chút, chẳng may xảy ra chuyện cha cậu sẽ tìm tôi liều mạng mất. Tiền Ngọc Dân cười âm hiểm nói. Mạc Phàm không để ý đến ông ta, lại uống thêm một chén. Rượu cay chui vào bụng, cửu chuyển hỗn nguyên công hơi thay đổi, rượu hóa thành khí tràn ra theo lỗ chân lông quanh người hắn, không lưu lại chút nào. Cho dù không vận dụng cửu chuyển hỗn nguyên công, rượu ở thế gian có năng lực làm gì được hắn? Chén thứ hai. Chén thứ ba. Vừa mới bắt đầu đám Vương Tử Hoa, Tiền Ngọc Dân còn mở miệng chế giễu. Nhóc con, tử lượng không tệ, mạnh hơn cha cậu nhiều, tôi cảm thấy cậu còn có thể uống 10 chén, vậy là được 10 vạn tệ rồi. Chưa đến 10 phút, sắc mặt đám người càng lúc càng khó coi, khiếp sợ không nói ra lời. Mạc Phàm không nhiều tuổi, nhưng uống rượu như nước. Uống nước cũng sẽ nở, uống hai chai rượu, Mạc Phàm không chỉ không có một chút men say, ngay cả nấc cũng không đánh, vẫn uống một chén như trước. Không chỉ có bọn họ, cha Mạc Phàm cũng vô cùng bất ngờ, tửu lượng của tên nhóc này tốt như vậy từ khi nào thế? Đây là rượu gì thế? Ông đã uống vào hơn hai chai rồi, mỗi khi có men say, gió trong điều hòa thổi tới, cả người giống như không uống rượu. Loại chuyện này, cho đến bây giờ ông chưa từng gặp phải. Nửa tiếng sau, Lưu Phú Quý lúc trước không khách sáo với cha Mạc Phàm, ngượng ngùng nói. Hết rượu rồi, tôi đi lấy chút rượu. Mạc Phàm và cha hắn uống vào hơn 100 chén rồi, đừng nói uống rượu, sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong lúc uống cha Mạc Phàm còn đi toilet mấy chuyến, Mạc Phàm còn chưa đi toilet. Nếu không phải xung quanh hắn càng ngày càng nồng nặc vị cồn, bọn họ thực hoài nghi hắn không uống rượu. Xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, vẫn nên chuồn trước thì hơn. Không còn rượu, gọi phục vụ là được, ông đi như vậy không tốt lắm đâu. Mạc Phàm đặt chén rượu xuống, lạnh giọng hỏi. Nếu nhục nhã cha, đi dễ dàng như vậy, hắn còn là Y Tiên Bất Tử sao? Thân thể Lưu Phú Quý bị kiềm hãm, như đóng đinh tại cửa. Mạc Phàm chỉ là đứa con nít, nhưng tử lượng của Mạc Phàm đã dọa ông ta. Uống nhiều rượu như vậy còn không say, ông ta thực hoài nghi Mạc Phàm là người sao? Cha Mạc Phàm thấy uống gần đủ rồi, cũng đặt chén xuống, nói với Vương Tử Hoa. Vương Tổng, cha con chúng tôi uống xong rồi, cộng vào cũng được 200 chén, ông xem có thể đưa tôi 100 vạn hay không? Ông không tính Vương Tử Hoa lập tức trả nợ, có thể đưa luôn 100 vạn đã không tệ rồi. Ánh mắt Vương Tử Hoa trầm xuống, lập tức khôi phục bình thường, cười ha ha, ông ta lấy một xấp tiền từ trong ngực ra. Đương nhiên có thể, nhưng tôi không có 100 vạn, chỗ của tôi có 5 vạn, ông cầm lấy trước đi. Tiền Ngọc Dân cười, Lưu Phú Quý nở nụ cười, những người xung quanh cũng cười không ý tốt. Chỉ có Mạc Phàm thở dài. Vẫn là 5 vạn tệ sao? Kiếp trước cha uống đến say mềm, thiếu chút nữa mất mạng, lúc đó Vương Tử Hoa lấy 5 vạn đuổi cha. Một đời này, không ngờ vẫn là 5 vạn tệ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cười mỉa, nhưng không trực tiếp ra tay, mà lấy điện thoại ra ấn vài cái. Cha Mạc Phàm không bình tĩnh như vậy, quả đấm vang lên kẽo kẹt. Vương Tổng, ông có ý gì, chẳng lẽ cha con tôi uống rượu phí công sao? Cũng không tính là phí công,
không phải còn có 5 vạn tệ đấy sao, đó cũng là con số không nhỏ. Tiền Ngọc Dân ném một hạt lạc vào miệng nói. Tiền Ngọc Dân, ông nói cái gì, có dũng khí thì nói rõ ràng chút. Cha Mạc Phàm chỉ vào Tiền Ngọc Dân nói, toàn thân tức đến mức phát run. Ông và Mạc Phàm liều mạng uống rượu, kết quả chỉ lấy được 5 vạn tệ. Ôi, tức giận rồi này, muốn ra tay thật sao, chẳng lẽ ông không nhận ra chúng tôi đang đùa giỡn hai người à, ngu ngốc, thực cho rằng một chén rượu 1 vạn tệ, đâu dễ lấy được tiền như vậy. Tiền Ngọc Dân châm chọc nói, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ông, các ông, cha Mạc Phàm tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Không trả tôi tiền cũng được, vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án đi. Ông căn bản không muốn ầm ĩ lên, nhưng cũng không có biện pháp, Vương gia đã đuổi theo sau, Vương Tử Hoa lại không chịu trả tiền. Vương Tử Hoa nghe hai chữ, tòa án, tươi cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là hung ác nham hiểm. Được thôi, tòa án thì tòa án, nhưng tôi nói cho ông biết, những giấy nợ tôi viết cho ông đều không có tác dụng trước pháp luật, đến lúc đó đừng nói 5 vạn, 5.000 tệ ông cũng không lấy được. Sắc mặt cha Mạc Phàm trầm xuống. Những giấy nợ này đều là tiện tay viết, không chính quy, mới đầu ông còn hoài nghi giấy nợ có tác dụng pháp luật hay không, Vương Tử Hoa vỗ ngực đảm bảo không thành vấn đề, ông liền tin, dù sao giấy nợ đều viết như vậy. Nhưng không ngờ chuyện ông lo lắng nhất đã xảy ra, giấy nợ hơn 500 vạn thành giấy bỏ đi. Làm sao có thể? Không tin ông có thể đến tòa án hỏi, đúng rồi em trai tôi làm việc ở tòa án, có cần tôi giúp ông gọi đến cố vấn miễn phí cho ông không, khà khà. Vương Tử Hoa cười nói. Xung quanh, đám Tiền Ngọc Dân cũng nở nụ cười. Ngay cả Lưu Phú Quý vừa muốn rời đi cũng quay lại vị trí của mình, bắt đầu cười theo. Thương trường là như vậy, không cẩn thận sẽ rơi vào cạm bẫy của người khác, thua cũng không thể trách người khác được. Ông! Mạc Phàm trừng mắt nhìn đám người này, vừa bực vừa hận. Hay là như vậy, Quốc Hoa, ông quỳ xuống xin lỗi Vương Tổng, không chừng Vương Tổng sẽ quên chuyện vừa rồi. Đợi ông ấy có vốn lưu động nói không chừng có thể trả lại ông, dù sao danh dự của Vương Tổng rất tốt, vừa rồi chỉ vì bị ông trêu chọc buồn bực nên nói linh tinh. Tiền Ngọc Dân cười gian nói. Một người lòng dạ xấu xa, lại tới một người nữa. Không sai, danh dự của Vương Tổng rất tốt ở thành phố Đông Hải đó. Một ông chủ khác thổi phồng lên. Vương Tử Hoa chỉnh tây trang, trong mắt có chút đắc ý. Nghe Tiền Ngọc Dân nói. Lông mày cha Mạc Phàm nhíu chặt lại, do dự, tuyệt vọng và khuất nhục chưa bao giờ có tự nhiên nảy sinh. Nếu bây giờ các ông quỳ xuống trước cha tôi, có lẽ các ông còn có thể bình yên rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hửm. Đám Vương Tử Hoa nhướn mày lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Quốc Hoa, tử lượng của con trai ông rất lớn, khẩu khí cũng không nhỏ đâu. Vương Tử Hoa nhíu mày, không thèm để ý nói. Nếu chúng tôi không quỳ thì sao? Bảo những ông chủ lớn như bọn họ quỳ xuống trước một tên hai lúa phá sản, nay là ngày quốc tế nói dối à? Không trả tiền thì sao chứ, nói đùa các người thì sao đây? Kẻ có tiền vĩnh viễn không cần xin lỗi người khác. Không quỳ cũng được, các ông sẽ hối hận cả đời. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nhóc con, chỉ dựa vào cậu, lông còn chưa mọc hết, sao có thể làm chúng tôi hối hận cả đời? Tiền Ngọc Dân tò mò hỏi, trong mắt đều là trêu đùa. Quốc Hoa, có nghe thấy không, con trai của ông đang uy hiếp chúng tôi rất sợ đó. Thôi, tôi quỳ một cái với ông vậy, tránh cho thật sự gặp chuyện không may. Vương Tử Hoa cười nói. Ha ha, trong ghế lô tràn đầy tiếng cười. Khuôn mặt cha Mạc Phàm đỏ bừng, tức đến mức không nói nên lời. Vương Tử Hoa thấy biểu cảm của cha Mạc Phàm, đắc ý trên mặt càng đậm, giơ chén rượu lên. Nào, cạn ly. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy nâng chén. Chén rượu chạm vào nhau, còn chưa bưng tới miệng. Rầm một tiếng, cửa ghế lô mở ra. Tên nào không có mắt vậy, không thấy ông đây. Lưu Phú Quý thấy có người tiến vào, tưởng rằng là phục vụ, không thèm nhìn liền mắng. Nhưng không đợi ông ta mắng xong. Một bàn tay tát bóp vào mặt ông ta, đánh ông ta ngã lên bàn, một giọng nói như hổ gầm vang vọng trong phòng bao riêng. Lặp lại lần nữa. Ông nói ai là ông đây? Vẻ mặt đám Vương Tử Hoa sửng sốt, nhìn về phía người vào, sắc mặt thay đổi. Đường Long. Buôn bán ở thành phố Đông Hải, không thể không biết Đường Long được. Ngay cả cha Mạc Phàm cũng khiếp sợ, tất nhiên ông biết Đường Long, đại lão của thành phố Đông Hải,
khi ông mở xưởng dược còn tặng quà cho Đường Long nữa. Sao Đường Long lại ở đây, chẳng lẽ Vương Tử Hoa mời đến, lo lắng trên mặt ông càng dày đặc hơn. Long ca, sao anh lại tới đây, nhanh vào trong ngồi. Vương Tử Hoa thất thần một lát, vội vàng đi ra nghênh đón. Đường Long mặc tây trang màu đen, còn đeo kính màu đen, giống như không nhìn thấy Vương Tử Hoa vậy, vỗ gương mặt sưng đỏ của Lưu Phú Quý. Ông chủ Lưu đúng không, không phải tôi đang hỏi ông là ông của ai sao? Mặt Lưu Phú Quý sưng phù, khuôn mặt trắng xanh, mồ hôi không ngừng rơi xuống, cười nịnh nọt nói. Đương nhiên Long ca là ông rồi, tôi là cháu, tôi là cháu. Là cháu, không quỳ cho tôi, còn gọi loạn cái gì? Đường Long lại tát mạnh vào mặt Lưu Phú Quý một cái nói. Lưu Phú Quý run run, sợ hãi yếu ớt nói. Long ca, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa. Không quỳ cũng được, A Hào, đánh gãy hai chân ông ta. Đường Long ra lệnh. Dạ, Long ca. A Hào không chút do dự đi đến chỗ Lưu Phú Quý. Không đợi A Hào đến bên cạnh Lưu Phú Quý, bụp một tiếng, Lưu Phú Quý quỳ xuống đất. Danh tiếng hung ác của Đường Long ai chẳng biết, nói đánh gãy hai chân ông ta tuyệt đối sẽ không chỉ đánh gãy hai chân. Lưu Phú Quý vừa quỳ, đám người Vương Tử Hoa không vui vẻ nổi, mắt nhanh chóng đảo quanh, tính toán xem sao lại thế này. Không phải tên nhóc này mời Đường Long đến đây đấy chứ? Không có khả năng, ngay cả cha cậu ta cũng không với tới Đường Long, tên nhóc này là cái thá gì? Đường Long là nhân vật nào, tất cả thành phố Đông Hải anh ta nói một không có hai. Người bình thường không thể tiếp xúc được. Long ca, chuyện này, đây là làm sao vậy? Vương Tử Hoa kiên trì hỏi. Hừ. Đường Long hừ lạnh một tiếng, vẫn không để ý đến Vương Tử Hoa như trước, mà đi đến bên cạnh Mạc Phàm. Tiểu sư đệ, em muốn xử lý đám người này như thế nào? Một câu này làm tất cả đám người trong Thanh Phong Các ngây ngẩn cả người. Ngay cả cha Mạc Phàm cũng đánh giá Mạc Phàm với vẻ khác lạ, mãi mà không phản ứng kịp. Tiểu sư đệ của Đường Long sao? Ít hầu của Tiền Ngọc Dân động vài cái, không ngừng nuốt nước miếng. Sắc mặt Vương Tử Hoa trắng bệch, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin, lại nhìn Đường Long. Phân lượng những lời này nặng biết bao nhiêu, sao ông ta có thể không biết? Long ca, anh có nhầm lẫn gì không? Mạc Phàm còn nhỏ tuổi như vậy, sao có thể là tiểu sư đệ của Đường Long được? Vừa rồi tôi không nghe rõ ông nói gì, ông lặp lại lần nữa. Một tay Đường Long giơ lên, lạnh giọng hỏi. Khóe miệng Vương Tử Hoa giật giật, đâu dám hỏi lại, trong lòng không yên, đắc ý trên mặt biến mất không còn, thay vào đó là một vùng mây đen. Cha, cha xem làm sao bây giờ? Mạc Phàm cười nói với cha. Tạm thời hắn vẫn chưa chuẩn bị nói rõ tất cả mọi chuyện với cha mẹ, Đường Long đã suy nghĩ cẩn thận thân phận cho hắn là sư đệ của anh ta, còn sư phụ sao, chỉ sợ không có mấy người đi sâu tìm hiểu. Sư huynh của Y Tiên Bất Tử, dù thế nào đều là Đường Long buôn bán lời chiếm tiện nghi của hắn, nhưng giải thích như vậy cha sẽ dễ dàng tin tưởng hơn, hắn cũng không nói gì thêm. Loại việc nhỏ này, hắn căn bản không để tâm. Cha Mạc Phàm nghe thấy giọng của Mạc Phàm, lúc này mới phản ứng kịp. Trong lòng ông tò mò không thua gì đám người Vương Tử Hoa, nhưng ông cũng biết đây không phải lúc hỏi Mạc Phàm những chuyện này, tâm tình bình phục lại, trầm giọng nói. Vương Tổng. Tôi và Tiểu Phàm uống hơn 200 chén rượu, một chén của tôi 1 vạn, một chén của Tiểu Phàm 2 vạn, ông chỉ đưa tôi 5 vạn tệ, có thể như vậy sao? Hơn 200 chén. Đường Long nhìn đống vỏ chai rượu bên cạnh Mạc Phàm, khoảng chừng có 16 bình, nhíu mày, lạnh lùng nói. Vương Tử Hoa, ông thật to gan, tiểu sư đệ của ông đây mà cũng dám lừa, còn lừa bọn họ uống nhiều rượu như vậy, ông không muốn sống nữa đúng không? Cha Mạc Phàm nói Vương Tử Hoa không có cảm giác gì, Đường Long nói làm thân thể ông ta run lên. Ông ta tìm Đường Long giúp sang sổ nợ, cũng tìm Đường Long giúp cần sang sổ. Lúc trước có địa đầu xà không chịu trả tiền ông ta mang 100 vạn đến tìm Đường Long sai người đập nát từng ngón tay một của địa đầu xà kia, đập đến ngón thứ 3 địa đầu xà kia liền mang tiền bạc và khế ước mua bán nhà ra. Bây giờ đến lượt ông ta rồi sao? Quốc Hoa! Ông cho tôi chút thời gian, tiền tôi nợ ông tôi sẽ trả lại ông hết trong mấy ngày, với giao tình vài năm của chúng ta, ông còn không tin tôi sao? Lần này không có đám người kia phụ họa nữa, đám Tiền Ngọc Dân câm như hến, ngồi ở một bên không dám lên tiếng nữa.
Cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cười cười. Cũng may đột nhiên có thêm Đường Long đến giúp đỡ, nếu không chắc chắn hôm nay ông và Mạc Phàm ôm hận xong việc. Trái lại tôi rất muốn tin, nhưng có thể tin sao? Tôi không thể lập tức lấy ra hơn 500 vạn được, chỗ của tôi chỉ có chi phiếu 100 vạn, là nợ tôi vừa lấy được, ông cầm lấy trước đi, số còn lại một tuần sau tôi nhất định sẽ đưa cho ông. Vương Tử Hoa vội vàng lấy một tờ chi phiếu trong túi ra, ăn nói khép nép. Cha Mạc Phàm lấy chi phiếu, ông cũng từng nhận loại chi phiếu này rồi, nhìn xem sẽ biết là thật hay giả, chi phiếu này là thật, lúc này mới yên tâm không ít. Còn lại 423 vạn, ông chắc chắn trong một tuần sẽ đưa qua sao? Trả, chắc chắn sẽ trả, tôi lấy nhân cách của tôi ra đảm bảo. Vương Tử Hoa thề son sắt nói, trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Cha Mạc Phàm không để ý tới ánh mắt của Vương Tử Hoa, lông mày giãn ra. Tôi lại tin tưởng ông một lần. Trả, nhất định sẽ trả. Trong lòng Vương Tử Hoa vui vẻ, Mạc Quốc Hoa này còn rất dễ lừa gạt. Ông ta cũng không tin mỗi lần Đường Long đều đi theo, cho dù mỗi lần Đường Long đều đi theo, ông ta cũng có biện pháp trốn nợ. Mạc Phàm thở dài, cha đúng là quá mềm lòng. Kiếp trước thiếu chút nữa Vương Tử Hoa này muốn mạng của ông, còn trộm đi tất cả giấy nợ, không duyên cớ bị người ta nợ hơn 500 vạn, nhưng không có chứng cứ. Cha cầm 100 vạn tạm tha cho người này, đúng là quá tiện nghi cho Vương Tử Hoa. Hắn vừa định mở miệng, Đường Long lấy chi phiếu và bút ra, viết lên chi phiếu, hào phóng đưa cho cha Mạc Phàm. Mạc lão tiên sinh, nếu ông tin Đường Long tôi, ông cứ bán nợ nần gốc cho tôi, tờ chi phiếu này ông cứ cầm lấy đi, trên đó có 430 vạn, thừa xem như là lợi tức. Sắc mặt Vương Tử Hoa lập tức trầm xuống, âm trầm có thể vặn ra nước. Nếu cha Mạc Phàm bán nợ cho Đường Long, chẳng khác nào ông ta thiếu nợ Đường Long, nợ tiền cha Mạc Phàm ông ta dám trốn đi một khoảng thời gian, nợ tiền của Đường Long, đợi ông ta quay về thành phố Đông Hải chắc chắn không còn tất cả tài sản. Chuyện này, cha Mạc Phàm sửng sốt, được Đường Long gọi là Mạc lão tiên sinh, làm ông có chút không quen. Tuổi Đường Long không kém ông nhiều lắm, nhưng địa vị thì không chỉ kém một chút, nghe nói cục trưởng cục cảnh sát cũng không làm gì được anh ta. Khi ông ta mở xưởng dược, tặng quà cho Đường Long, người ta còn không thèm nhìn lấy một cái, bây giờ thì. Do dự một lát, cha Mạc Phàm nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, Đường Long mua nợ nần nhà hắn, chuyện này thì Đường Long chưa từng nói với hắn. Nhưng rất rõ ràng đây là muốn bày tỏ với hắn, sao hắn có thể không hiểu. Đối với cha hắn mà nói có thể là cầu còn không được, nhưng đây chỉ là một việc nhỏ với Đường Long. Hơi nghĩ một lát, hắn liền gật đầu. Được rồi, cảm ơn Long ca, anh nhận những giấy nợ này đi. Cha Mạc Phàm cười nhận lấy chi phiếu, lấy giấy nợ ra đưa cho Đường Long. Mạc lão tiên sinh, không thể gọi tôi là Long ca được, tôi và Tiểu Phàm là sư huynh đệ, ông gọi tôi như vậy bối phận sẽ rối loạn mất. Đường Long thoải mái nói. Mạc Phàm còn nhỏ tuổi đã cầm thẻ của Tần gia, bất luận y thuật hay là võ thuật đều không có giới hạn, tất nhiên anh ta không thể đánh mất cơ hội làm thân được. Một câu này vừa nói ra, mặt đám Vương Tử Hoa lại đen vài phần. Nếu Đường Long không có quan hệ với tên nhóc này, với thân phận của Đường Long, sao có thể khách sáo với Mạc Quốc Hoa như vậy? Được rồi, vậy cậu cũng đừng gọi tôi là Mạc lão tiên sinh nữa, nếu cậu tôn trọng tôi, gọi tôi là Quốc Hoa được rồi. Cha Mạc Phàm hơi xấu hổ cười nói. Tuy ông tràn đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Nhìn thấy lông mày cha giãn ra, Mạc Phàm cũng cười. Không thành vấn đề, đúng rồi, tôi nghe nói ông có một xưởng dược, có rảnh chúng ta cùng ngồi ăn bữa cơm bàn chuyện hợp tác nhé. Đường Long cười nói. Tạm thời không có biện pháp hợp tác với nhau, xưởng dược nhà chúng tôi bị người ta chiếm lấy không trả. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn về phía Tiền Ngọc Dân. Người nào lớn mật như vậy? Đường Long thay đổi sắc mặt, kêu lên. Tiền Ngọc Dân lập tức đầm đìa mồ hôi, gương mặt vốn đã trắng bệch, bây giờ càng không còn chút máu. Tôi quay về sẽ trả, tôi quay về sẽ trả. Đường Long liếc mắt nhìn Tiền Ngọc Dân một cái, liền nhận ra được. Nhà làm buôn bán thuốc, có chút thế lực ở dưới chợ một huyện của thành phố Đông Hải, nhưng trong mắt anh ta căn bản không đáng nhắc tới. Đường Long kéo Tiền Ngọc Dân lại gần, tát bóp bóp hai cái, lạnh lùng nói. Tốt nhất là ông nên lập tức trả lại xưởng cho Mạc gia, nếu không thì tiền gia các ông đợi tôi tự mình đến cửa đi.
Tiền Ngọc Dân bị tát mạnh hai cái, cũng không dám phản kháng, còn bị dọa nói chuyện không lưu loát. Tôi sẽ gọi điện thoại, trả lại cho Mạc gia. Đố ông dám không trả đấy. Đường Long ném Tiền Ngọc Dân xuống đất như ném chó. Long ca, vậy có phải chúng tôi có thể rời đi rồi không? Vương Tử Hoa nơm nớp lo sợ hỏi. Hôm nay nhất định là bọn họ xui xẻo, vẫn nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Hừ, đánh người ta nói câu xin lỗi là được, tiền bạc của nhà tiểu sư đệ tôi, cứ trả tiền như vậy thôi, đi cũng được, các người uống hết số rượu này rồi là có thể cút. Đường Long hừ lạnh một tiếng nói. Anh ta vỗ tay, mấy đại hán áo đen chuyển mấy bình rượu trắng đi vào. Tổng cộng có 16 bình, giống bình mà cha con Mạc Phàm uống. Đám Vương Tử Hoa trợn tròn mắt, bọn họ không phải cha con Mạc Phàm, cũng không có tửu lượng biến thái như bọn họ. Bọn họ có tổng cộng 8 người, 16 bình thì mỗi người 2 bình. Đây là 2 bình rượu trắng, không phải bia. Đường Tổng, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi chỉ đến uống rượu với Vương Tổng, chúng tôi có thể uống một chút được không? Trước đó tôi cũng không biết chuyện, sớm biết rằng có chuyện này, chúng tôi sẽ không tới. Hai người trong đó vẫn không nói chuyện, vội vàng đứng ra phủi sạch quan hệ với Vương Tử Hoa. Các ông trơ mắt nhìn cha con sư đệ tôi uống nhiều rượu như vậy, cũng không ngăn cản, đây còn gọi là không liên quan, hôm nay ai không uống xong đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này, không tin các ông có thể thử xem. Đường Long bá đạo nói, từng chữ anh ta nói rất có khí phách. Đám Vương Tử Hoa đau khổ nhăn mặt, hoang mang lo sợ. Quốc Hoa, chúng tôi sai rồi, sau này chúng tôi sẽ không đùa ông như vậy nữa. Vương Tử Hoa vội vàng nói. Nể tình chúng ta từng cùng nhau uống rượu, tha cho chúng tôi một lần đi. Tiền Ngọc Dân giơ tay che mặt, yếu ớt nói. Bọn họ không có tư cách bàn điều kiện với Đường Long, chỉ có thể cầu xin cha Mạc Phàm. Cha Mạc Phàm nhíu mày, dù sao ông cũng lấy được tiền và xưởng dược về rồi, không muốn chuyện này ầm ĩ lớn hơn. Hay là bỏ qua chuyện này đi, Tiểu Phàm. Bỏ qua sao? Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, liếc mắt nhìn Vương Tử Hoa và Tiền Ngọc Dân một cái. Ông chủ Vương, vừa rồi khi ông chỉ lấy 5 vạn cho cha tôi, không phải chỉ vui đùa đấy chứ, nếu tôi và cha bị ông làm quá chén, có bảo vệ mạng được hay không thì không biết được, nhưng giấy nợ thì khó mà đảm bảo. Vẻ mặt Vương Tử Hoa ngẩn ra, kinh hãi nói không nên lời. Đây đúng là cách nghĩ của ông ta, sao Mạc Phàm lại biết? Cậu, sao cậu có thể? Mạc Phàm cười mà không nói, có thể hay không có thể hắn và Vương Tử Hoa đều đã rõ. Ông chủ Tiền, vừa rồi lúc cha tôi uống rượu, ông cũng không suy nghĩ đến chuyện ông và cha tôi từng cùng uống rượu, chỉ nghĩ đến chuyện lấy xưởng dược nhà tôi và bắt cha tôi quỳ xuống xin lỗi đúng không? Sắc mặt Tiền Ngọc Dân trắng xanh, cúi đầu không nói lời nào. Thấy Tiền Ngọc Dân không nói lời nào, Mạc Phàm lại nhìn Lưu Phú Quý vừa rồi còn mở miệng nói những lời đê tiện. So với những lời ông mới nói, hai cái tát còn quá nhẹ với ông, nếu đổi thành tôi ra tay, có khả năng cả khuôn mặt ông không còn rồi. Lưu Phú Quý quỳ trên đất, ruột đều đã đứt từng khúc, trán không ngừng chảy ra mồ hôi. Còn mấy người, ai thực sự cảm thấy mình rất vô tội, có thể đứng ra. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn lướt qua đám người nói. Những người vừa nói không liên quan gì đến bọn họ không một ai đứng ra, ít nhiều gì cũng có chút thẹn. Thấy những người này không nói lời nào, Mạc Phàm cười lạnh lùng. Tiền bạc và xưởng dược vốn là của Mạc gia, bắt nạt cha đã muốn đi, không dễ dàng như vậy. Bắt nạt thế nào thì bắt nạt lại, sống sót là bọn họ mạng lớn, không sống được cũng không thể trách hắn. Ai bảo bọn họ chọc phải người không nên chọc. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, cha. Mạc Phàm kéo cha nói. Vừa rồi cha Mạc Phàm còn có chút mềm lòng, nghe thấy những lời Mạc Phàm nói, tức giận tự nhiên nảy sinh, không để ý đến đám người này nữa. Rõ ràng vừa rồi đám người này muốn chuốc ông và Tiểu Phàm đến chết, còn mặt mũi cầu xin ông. Đi tới cửa, Mạc Phàm lại lạnh lùng nói với Đường Long. Sư huynh, một người 2 bình thì hơi ít quá, một người 3 bình đi. Kiếp trước, cha hắn uống vào hơn 3 bình, sao có thể để nhóm người này thiếu một bình được? Đường Long đã sớm thấy mặt tâm ngoan thủ lạt của Mạc Phàm, không thấy kỳ lạ chút nào, cười ha ha, gật đầu. Được rồi, không thành vấn đề. Mặt đám Vương Tử Hoa xám như cho tàn, vội vàng kêu lên. Không, các người không thể đối xử với chúng tôi như vậy được,
cha con sư đệ tôi uống vào 16 bình rượu, các ông chỉ một người 3 bình mà thôi, như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đường Long cười mỉa, vẫy vẫy tay với người phía sau. Nếu không uống thì giúp bọn họ uống, uống không hết thì đánh gãy chân. A Hào và vài người không chút do dự đi đến chỗ đám người Vương Tử Hoa. Long ca, đừng như vậy mà, cầu xin anh, nể mặt chúng ta quen biết mà tha cho tôi một con đường sống đi. Vương Tử Hoa bối rối nói. Cầu xin tôi cũng vô dụng. Đường Long cười nói. Người đám người này đắc tội chính là Mạc Phàm, sau này thanh niên kia sẽ có tiền đồ vô lượng. Đầu óc Vương Tử Hoa chuyển động điên cuồng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói. Quốc Hoa, là Vương Kinh Phi Vương Thiếu của Vương gia bảo tôi làm như vậy, tôi cũng không muốn làm thế. Vương gia sao? Cha Mạc Phàm sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vương Kinh Phi sao? Nghe thấy tên này, mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang lóe lên rồi biến mất, mang theo cha rời đi. Vương gia, để bọn họ rửa mắt chờ xem. Đường Long thấy Mạc Phàm rời đi, cười mỉa nói. Ra tay. Ba bình rượu trắng để trước mặt, trong mắt đám Vương Tử Hoa lộ ra tuyệt vọng. Tiểu Phàm, có phải chúng ta làm hơi quá rồi không? Ra bên ngoài, cha Mạc Phàm lo lắng nói. Trái lại Vương Tử Hoa thì không sao, nhưng Vương gia đứng sau Vương Tử Hoa thì lại khác. Chỉ cần Vương gia nguyện ý, có thể làm hơn 80% công ty, nhà xưởng ở thành phố Đông Hải đóng cửa phá sản. Con không biết, là bọn họ chọc chúng ta trước, không cho biết tay, còn tưởng rằng chúng ta dễ bị bắt nạt. Mạc Phàm lắc đầu nói. Nói thì nói như vậy, nhưng dù sao đối phương cũng là Vương gia. Cha Mạc Phàm giận dữ nói. Khi ông bằng tuổi Mạc Phàm, cũng là một người nhiệt huyết, không sợ trời không sợ đất. Nhưng đến độ tuổi của ông hiện giờ liền biết, lúc trẻ tuổi lỗ mãng nguy hiểm biết bao nhiêu. Sao Mạc Phàm có thể không hiểu tâm tư của cha, cười khuyên. Cha đừng quên sau lưng Vương Tử Hoa có Vương gia, sau lưng con còn có sư phụ rất lợi hại. Chỉ là một Vương gia mà thôi, có tiền thì sao chứ, chỉ cần hắn nguyện ý, bây giờ cũng có thể đi giết cả nhà Vương gia. Với thực lực này của hắn, có lá gan này. Nhắc tới sư phụ của Mạc Phàm, cha Mạc Phàm kìm nén một bụng đầy dấu chấm hỏi, cuối cùng không nhịn được. Tiểu Phàm, sư phụ con là chuyện gì thế? Mạc Phàm nói lại chuyện mình giải thích với chị họ cho cha nghe một lần, trong đó bao gồm chuyện hắn trị bệnh cho ông cụ Tần. Cha Mạc Phàm không phải là người cứng ngắc, không bài xích quan hệ của Mạc Phàm với Đường Long, ở thành phố Đông Hải có không biết bao nhiêu người muốn xưng huynh gọi đệ với Đường Long đó. Con thật sự chữa bệnh cho ông cụ Tần sao? Cha Mạc Phàm kích động hỏi. Cha đã từng đi lính, trong lòng vẫn còn giữ lại khí chất quân nhân, ở thành phố Đông Hải người cha kính nể nhất chính là ông cụ Tần của Tần gia tướng quân khai quốc, trước đây không ít lần ông nói chuyện của ông cụ Tần cho hắn nghe. Không tin con trai của cha, vậy để con bắt mạch cho cha thử xem nhé. Mạc Phàm trêu ghẹo cười nói. Tên nhóc thối này, thân thể của ông đây rất tốt, cần con xem cho cha à? Cha Mạc Phàm cười mắng, trong lòng lại không giấu hết vui mừng. Ngoan ngoãn học y với sư phụ con, đợi y thuật của con tốt hơn, xưởng dược của nhà chúng ta có thể mở lần nữa rồi. Mạc Phàm cười, đời trước tiếc nuối lớn nhất của cha là buôn bán xưởng dược thất bại. Kiếp trước mỗi lần uống rượu đều đã nhắc tới, nhưng mãi đến khi cha qua đời cũng không mở lại được, vẫn nằm trong tay Lâm gia. Không phải có khả năng, mà nhất định có thể. Mạc Phàm nói chắc chắn. Có y tiên hắn ở đây, một xưởng dược cũng không mở nổi, vậy hắn đúng là hữu danh vô thực. Đâu có đơn giản như con nói, còn nợ người ta 1 triệu đó. Cha Mạc Phàm có chút buồn nói. Chỉ có 1 triệu sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười cười. Kiếp trước nhiều tiền như vậy, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, sao có thể làm khó hắn được? KTV ở Hoàng gia Cửu Hào, đại sảnh số 1. Vương Thiếu, anh nhất định phải báo thù cho chúng em. Mặt Tống Trung băng bó sưng như đầu heo, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Không chỉ có anh ta, chủ nhiệm Nghiêm của phòng giáo vụ cũng ngồi trên ghế sofa xa hoa, ông ta e ngại thân phận giáo viên của mình, lúc này không nói gì. Nhưng giận dữ ở trên mặt không kém Tống Trung chút nào. Ông ta là chủ nhiệm của phòng giáo vụ, lại bị học sinh đánh thảm như vậy, mặt mũi của ông ta mất hết rồi. Còn mất mặt hơn cả Dư Hải huấn luyện viên Taekwondo.
Dư Hải chỉ là tài nghệ không bằng người ta, ông ta thì bị tát một cách lưu loát. Một tay Vương Kinh Phi ôm một mỹ nữ mặc áo thấp ngực, một tay lắc lắc ly rượu vang, khóe miệng cong lên nụ cười tự tin, không nói gì. Trái lại Ngô Hạo nam sinh bên cạnh Vương Kinh Phi cười tự tin nói. Mọi người yên tâm đi, Vương Thiếu sớm đã có sắp xếp, không lâu sau tên hai lúa kia sẽ tự mình đưa tới cửa, không chỉ có cậu ta, cha cậu ta cũng tới, đến lúc đó các cậu muốn chút giận như thế nào cũng được hết. Mắt đám người Tống Trung và chủ nhiệm Nghiêm sáng lên, lộ ra chút vui mừng. Vương Thiếu uy vũ. Cảm ơn Vương Thiếu. Lúc này, một mỹ nữ mặc đồ công sở lắc lắc vòng eo động lòng người, đi đến bên cạnh Vương Kinh Phi, đôi môi đỏ mộng khêu gợi dán sát vào tai Vương Kinh Phi, nhỏ giọng nói vài câu. Đôi mắt của Vương Kinh Phi hơi híp lại, trong đôi mắt lộ ra vài phần sắc bén. Tại sao có thể như vậy? Vương Kinh Phi nhỏ giọng hỏi. Nửa đường nhảy ra đường long, không chỉ mua nợ nần của Mạc Quốc Hoa, làm Mạc Quốc Hoa trả được hết tiền, còn ép đám người Vương Tổng mỗi người uống xong 3 bình rượu trắng, bây giờ bọn họ đang được đưa đến bệnh viện. Mỹ nữ mặc đồ công sở nhỏ giọng nói. Trên gương mặt Vương Kinh Phi lộ ra vẻ giận dữ, giống như ai tát mạnh vào mặt anh ta vậy. Đường Long sao, một tên hai lúa mà có bản lĩnh lớn như vậy, thật sự coi nhẹ cậu ta rồi. Vương Thiếu, làm sao bây giờ, có cần em tìm người ra tay không? Mắt Vương Kinh Phi lóe lên một lát, bỗng nhiên đứng dậy. Không cần, tôi không tin Vương Kinh Phi tôi còn không thu thập được một tên hai lúa. Nói xong anh ta ném ly rượu vang, đi ra khỏi ghế lô, rượu vang màu đỏ tươi đầy trên đất. Đám Tống Trung thấy Vương Kinh Phi tức giận rời đi, tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đoán được hơn phân nửa là liên quan đến Mạc Phàm, đám người nhao nhao lộ ra tươi cười hung ác nham hiểm. Vương Thiếu giận dữ, ai dám đấu lại? Mạc Phàm vừa rời đi, liền đến ngân hàng với cha một chuyến, cùng ăn cơm trưa đơn giản với cha, lúc này mới tiễn cha đi. Nhìn đường về nhà phía xa, chân mày Mạc Phàm cau lại. Tiền bạc, đúng là vấn đề lớn. Không chỉ còn nợ 1 triệu, hắn tu luyện cũng cần số tiền lớn. Mấy điều kiện cơ bản nhất của tu chân là tài lữ pháp địa, cái thứ nhất là tài. Không có tiền không mua được linh đan diệu dược, không có tiền cũng không mua được linh thạch để thăng tu vi, không có tiền cũng không mua được nơi tu hành. Ở nơi linh khí khô kiệt như địa cầu, không có linh đan, linh thạch và nơi linh khí tràn đầy, muốn để thăng tu vi lên một tầng, không biết phải mất bao lâu. Tuy y tiên vốn là nghề nghiệp kiếm tiền, nhưng hắn cũng phải suy nghĩ kỹ một phen. Mạc Phàm vừa đi về phía trường học vừa suy nghĩ xem kiếm tiền như thế nào, còn chưa đi được bao xa di động của hắn vang lên. Ai vậy? Mạc Phàm do dự, nhận điện thoại liền hỏi. Anh tên là Mạc Phàm sao? Một giọng nói lạnh như băng nhưng rất êm tai vang lên trong điện thoại. Mạc Phàm nhíu mày, giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng trí nhớ quá xa xôi, thật sự không nghĩ ra. Là tôi, có chuyện gì sao? Tôi là em họ của Mộc Phong Vãn, bây giờ anh ở đâu, tôi có việc gấp tìm anh. Mộc Phong Vãn sao? Nghe thấy 3 chữ kia, lúc này hắn mới nhớ tới y tá tỷ tỷ nóng bỏng khi hắn vừa trọng sinh. Lúc ấy hắn nhìn ra gan của y tá tỷ tỷ có vấn đề, liền tặng cô một phương thuốc. 20 phút sau, cửa lớn Trung học Đông Hải. Anh cũng là học sinh của trường Trung học Đông Hải à, không phải anh là Mạc Phàm vừa mới đánh chủ nhiệm của phòng giáo vụ đấy chứ? Một người khác trong điện thoại kinh ngạc nói. Đúng vậy. Mạc Phàm bình tĩnh nói, trên mặt không có một chút gợn sóng nào. Đứng ở đó đợi đi, lát nữa gặp nhau ở cửa trường học, bà đây có việc tìm anh. Một giọng nói điêu ngoa khác xen vào. Mạc Phàm còn chưa làm rõ đây là tình huống gì, điện thoại đã tắt rồi. Hắn nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, đi không nhanh không chậm đến cổng trường. Mới vừa tới cửa, một chiếc xe Ferrari màu trắng phát ra tiếng nổ, ầm ầm, tốc độ mở tối đa, như một ánh sáng trắng lập tức xông về phía hắn, trong chớp mắt đã đến trước người hắn. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lộ ra chút hàn quang. Thực lực của hắn đã đến trúc cơ, thân thể vẫn không đối kháng được đạn và xe có rèm che va chạm, trừ phi hắn rèn luyện thân thể đến kim cương bất hoại mới được. Ý niệm vừa động, một tay hắn nắm chặt pháp ấn phòng ngự, bàn tay còn lại 5 ngón tay mở ra, linh khí tự hội tụ trên tay hắn. Mạc Phàm đang định ra tay, bỗng nhiên xe Ferrari màu trắng khẽ lướt, lúc sắp đụng vào hắn liền lướt qua bên cạnh hắn, một cơn gió mạnh phả vào mặt.
Xe vững vàng dừng ở cửa, một thanh niên đeo kính râm khóe miệng cong lên nụ cười kiêu ngạo, bước từ trên xe xuống, đúng là Vương Kinh Phi. Cùng lúc đó, vèo vèo, 6 chiếc xe dừng xung quanh Mạc Phàm, đám người Tống Trung, chủ nhiệm Nghiêm mới vừa bị hắn thu thập không lâu cũng bước từ trên xe xuống. Ầm ĩ lớn như vậy, trong chớp mắt hấp dẫn không ít học sinh vây quanh, cũng hấp dẫn bảo vệ của trường. Chủ nhiệm Nghiêm thấy bảo vệ đi tới, khóe miệng cong lên nụ cười âm hiểm, vẫy vẫy tay với hai tên bảo vệ. Không phải chuyện bên trong trường học của chúng ta không cần quản, nên làm gì thì làm đi. Chủ nhiệm Nghiêm bị đánh như đầu heo, hai bảo vệ vốn không nhận ra ông ta, nhưng nghe ra giọng nói của ông ta, vội vàng quay về canh giữ cửa, giả bộ như không nhìn thấy chuyện gì. Chủ nhiệm Nghiêm thu phục bảo vệ xong, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ đắc ý, giống như đã nhìn thấy Mạc Phàm bị Vương Kinh Phi đánh cho không ngẩng đầu lên được. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Kinh Phi từ trên xe Ferrari xuống, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Kiếp trước hắn và Vương Kinh Phi không có chuyện gì nên không gặp, nhưng hắn nhận ra khuôn mặt này. Nhất là sau khi biết kiếp trước hắn nhà tan cửa nát cũng có công lao của Vương Kinh Phi, hắn cố nghĩ lại về chuyện Vương Kinh Phi. Kiếp trước Vương gia bám vào Lâm gia khổng lồ này, lại hợp thời, không lâu sau buôn bán không thua gì Lâm gia, lúc ấy Vương Kinh Phi được người ta gọi là ông xã quốc dân, danh tiếng vang vọng. Cậu là Mạc Phàm, tên mới từ nông thôn đến sao? Vương Kinh Phi liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh miệt, hỏi. Tư thế cao ngạo, giống như đế vương đang thẩm vấn một tên dân thường. Tìm tôi có việc sao? Mạc Phàm không đáp hỏi lại. Cậu làm người của tôi bị thương, tôi tới báo thù cho bọn họ. Vương Kinh Phi cũng không quanh co lòng vòng, khí phách nói. Một câu nói thẳng ra như vậy, làm xung quanh yên tĩnh, không ít học sinh vây xem nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ thương hại. Tên nhóc này là ai thế, sao lại đắc tội Vương Kinh Phi? Tên này xong rồi, nhanh mang người nhà rời khỏi Đông Hải đi. Không phải lúc trước không có học sinh khiêu khích Vương Kinh Phi, người học sinh kia còn rất có thế lực, nhưng không có tác dụng gì, không lâu sau học sinh kia tính cả người nhà của anh ta cùng biến mất ở thành phố Đông Hải, chết hay rời khỏi thành phố Đông Hải thì không ai biết. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn đám người xung quanh Vương Kinh Phi, không thèm để ý nói. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ dựa vào thân phận của Vương Kinh Phi tôi. Vương Kinh Phi ngạo mạn nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Mạc Phàm nở nụ cười, thân phận sao? Trước kia hắn cũng có thân phận, y tiên bất tử, toàn bộ y thuật, đan thuật của tu chân giới không có ai bằng hắn. Được trăm vạn người ủng hộ, ngàn vạn người ngưỡng mộ, nhưng lại bị quân Khương Lâm một quyền đánh chết, không còn gì nữa rồi. Theo ý hắn, thân phận giống như một ly thủy tinh hoa lệ, được người ta nâng niu trong tay là cái ly, bị người ta bỏ xuống là bi kịch. Thân phận của Vương Kinh Phi chỉ đúng ở chỗ những người khác, còn ở chỗ hắn, ha ha. Vậy cậu phải thất vọng rồi, thân phận của cậu vô dụng ở chỗ tôi. Mạc Phàm mới mở miệng, người xung quanh đều nở nụ cười. Một người không có thân phận, cũng dám nói thân phận của Vương Kinh Phi vô dụng. Đến nhà hàng của Vương gia ăn cơm, chỉ cần nói tên của Vương Kinh Phi, có thể được chiết khấu, báo tên của cậu chỉ có thể đánh gãy xương ấy chứ. Nhóc con, cậu cũng quá ngông cuồng rồi. Ha ha, Vương Kinh Phi cũng lắc đầu cười mỉa, vô cùng rõ ràng người này không hiểu gì về anh ta. Anh ta vốn có chút hứng thú với Mạc Phàm, nhưng bây giờ anh ta thấy hơi thất vọng, Mạc Phàm hoàn toàn là một tên ngốc nghếch có gan, người như vậy mà cũng cần anh ta tự mình ra tay sao? Nếu tôi tự mình đến đây, nói lên cậu có chút bản lĩnh, tôi sẽ không bắt nạt cậu, chúng ta đánh cược nhé. Vương Kinh Phi ra vẻ hào phóng nói. Đánh cược cái gì? Mạc Phàm đầy hứng thú nói. Vậy phải dựa vào bản lĩnh của cậu, cho dù lựa chọn đánh cược gì, nếu cậu có thể mạnh hơn tôi, thì tính là cậu thắng, chuyện lúc trước của cậu, tôi sẽ không truy cứu nữa, nếu cậu thua, cậu phải quỳ trước cửa trường, tự mình tát mình xin lỗi người của tôi, cậu có dám hay không? Vương Kinh Phi lạnh lùng nói. Nếu anh ta tự mình ra tay, thì đánh cược đi, quỳ trước cửa trường tự mình tát mình, sau này còn mặt mũi lăn lộn ở trường trung học Đông Hải sao? Vương Thiếu rất có quyết đoán. Chắc chắn tên nhóc này không dám đánh cược rồi. Tống Trung khích tướng nói. Tên nhóc này lấy gì đánh cược với Vương Thiếu, muốn tiền không có tiền, muốn bối cảnh không có bối cảnh, đúng rồi, có chút bối cảnh, trước kia nhà mở một xưởng dược, bây giờ phá sản, nợ một đống tiền.
Triệu Phi ở bên cạnh cười nói. Vương thiếu quá lợi hại, em thích. Mấy nữ sinh thấy Vương Kinh Phi rất khốc, tâm hồn thiếu nữ rung động. Vương thiếu, em yêu anh. Có người kêu to. Dám đánh cược hay không, không dám đánh cược thì nhanh quỳ xuống xin lỗi đi. Thậm chí còn có nữ sinh kêu lên. Giọng nói ở xung quanh làm khóe miệng Vương Kinh Phi hơi nhếch lên. Thấy không, đây là sức mạnh của thân phận. Mạc Phàm cười khẽ, có bản lĩnh sao? Không biết Vương Kinh Phi lấy đâu ra tự tin, chọn bừa một cái đánh cược, Vương Kinh Phi đều không phải là đối thủ của hắn. Không có hứng thú, thắng chỉ là không tính toán với tôi, cậu có bản lĩnh tính toán với tôi sao? Vương Kinh Phi khẽ nhíu mày, không ngờ lại bị Mạc Phàm từ chối rồi. Cậu đã ngại thắng quá ít, vậy chúng ta cược một ván lớn đi, nếu cậu thắng, tôi xóa nợ 500 vạn cho nhà cậu, nếu cậu thua, tôi muốn cậu trở thành người hầu của tôi, toàn bộ đều nghe tôi sai bảo, thế nào? Trong giây phút này, xung quanh có không ít người đã sửng sốt. Bọn họ cũng là học sinh, tiện tay ném ra 500 vạn, số tiền lớn như vậy chỉ có Vương Thiếu mới làm được. Không ít người nhìn Vương Kinh Phi, trong mắt lại sáng lên vài phần. Nghe nói chỉ cần kết bạn với Vương Kinh Phi, là có thể đạt được chiếc di động Nokia thịnh hành nhất, không ít người còn không tin, bây giờ bọn họ tin rồi. Có thể tùy tiện lấy ra 500 vạn, sẽ để ý một chiếc di động thịnh hành sao? Mạc Phàm, rốt cuộc cậu có đánh cược hay không, Vương Thiếu đều đã hào phóng như vậy rồi. Tống Trung cười mỉa nói. Mạc Phàm không liếc mắt nhìn Tống Trung một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn đang cần tiền, có người lại chuẩn bị mang tiền đến. Có thể, chỉ là đánh cược cái gì, do cậu định. Tôi định sao? Khóe miệng Vương Kinh Phi hơi nhếch lên, không lập tức nói chuyện. Xung quanh có không ít người nhao nhao lắc đầu. Vậy mà người này để Vương Thiếu tự chọn, chán sống rồi sao? Vương Thiếu chọn bừa một phương diện nào đó, đều có thể hất văng tên này ra xa mấy trăm con đường ấy chứ. Vương Kinh Phi suy nghĩ một lát, cười nói. So về tiền bạc, không phải cậu chỉ kém tôi một cấp bậc. Nhà cậu đều đã nợ tôi mấy ngàn vạn, so về quyền lợi, cậu là một người từ nông thôn đến lại càng không thể so sánh, nếu tiền bạc và quyền lợi đều không thể so với tôi, vậy chúng ta so về mị lực, thế nào? Mị lực, so như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Trong nửa tiếng, cho dù cậu dùng biện pháp gì, chỉ cần nữ sinh bên cạnh cậu chất lượng cao hơn nữ sinh bên cạnh tôi, thì tính là cậu thắng, thế nào? Vương Kinh Phi cao ngạo nói. Bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Có anh ta ở đây, sẽ có nữ sinh lựa chọn Mạc Phàm sao? Mạc Phàm nhíu mày, lập tức triển khai. Có thể. Không ít người sửng sốt. Người này ngốc rồi à, so mị lực với Vương Thiếu, không biết Vương Thiếu là vạn người mê ở trường trung học sao? Con hàng này căn bản chính là muốn chết, đợi làm người hầu của Vương Thiếu đi. Đám người Tống Trung cười mỉa nói. Đợi Mạc Phàm thành người hầu của Vương Thiếu, xem bọn họ thu thập Mạc Phàm như thế nào. Nhục nhã hôm nay phải chịu, anh ta muốn trả lại cho Mạc Phàm gấp bội. Vậy cậu chịu thua đi. Vương Kinh Phi đắc ý nói. Không cần anh ta dùng biện pháp gì, mấy nữ sinh chủ động dũng mãnh lao tới chỗ anh ta. Vương Thiếu em yêu anh. Thấy chưa? Vương Kinh Phi buông tay nói. Mạc Phàm không có sốt ruột, tay kết thành một pháp ấn. Muốn thi triển mê hồn thuật. Loại pháp thuật này có thể tạm thời mê hoặc tâm trí người khác, hắn ở trúc cơ sơ kỳ nên có thể thi triển pháp thuật tinh thần hệ. Pháp thuật còn chưa thành, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tiểu Phàm, em ở đây làm gì thế? Mạc Phàm nhìn về phía người nói, liền thấy chị họ và Lưu Phỉ Phỉ đi tới. Hai người vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Trường Trung học Đông Hải ngoại trừ tứ thiếu gia. Còn có tứ đại mỹ nữ, theo thứ tự là Lưu Phỉ Phỉ, Sở Khuynh Thành, Đường Giảo Giảo, Lý Thi Vũ. Bất luận bốn người này đến đâu, đều trở thành tâm điểm. Nhất là Lưu Phỉ Phỉ, không biết có bao nhiêu người theo đuổi phía sau, danh tiếng ở trường học không thua gì một trong tứ thiếu của trường trung học Đông Hải. Nghe nói Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần nằm trong tứ thiếu của trường trung học Đông Hải đều theo đuổi Lưu Phỉ Phỉ. Mạc Phàm vừa mới bắt đầu đánh cược với Vương Kinh Phi. Hai người trong tứ đại mỹ nữ đều tới rồi. Đắc ý của Vương Kinh Phi vừa mới dâng lên, sau khi hai người đến, biến mất không còn trong chớp mắt. Cho dù nữ sinh bên cạnh nhiều, nhưng có thể so với Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ sao?
trừ phi Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo đến tìm anh ta, nếu không anh ta chắc chắn sẽ thua. Đang chơi trò chơi. Mạc Phàm cười nói với chị họ. Bọn chị tìm em một lúc lâu, vậy mà em còn chơi trò chơi, có phải em đáng đánh đòn hay không? Chị họ không khách sáo nói. Nếu không phải xung quanh có nhiều người, chắc chắn cô sẽ tiến lên véo tai Mạc Phàm. Chuyện Mạc Phàm dạy dỗ chủ nhiệm, cô càng nghe càng lo lắng, liền đi ra ngoài tìm Mạc Phàm với Lưu Phỉ Phỉ, tìm ở cửa mới tìm được. Chơi trò gì thế, với ai, cho tôi chơi với. Lưu Phỉ Phỉ tiến đến bên cạnh Mạc Phàm, nghịch ngợm nói, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm đánh giá. Mạc Phàm còn chưa trả lời Lưu Hoa Hậu giảng đường, lúc này không biết ai kêu lên một câu. Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo cũng đi ra rồi. Không ít người vội vàng nhìn lại, quả nhiên có hai người duyên dáng yêu kiều, không kém Lưu Phỉ Phỉ chút nào đi ra cửa, đúng là hai hoa hậu giảng đường khác. Lông mày Vương Kinh Phi nhướn lên, ngầm vui vẻ, đi về phía hai vị mỹ nữ, đồng thời nói với Mạc Phàm. Cậu đợi xem, tôi thắng chắc. Lý Thi Vũ nghe Vương Kinh Phi nói vậy, lông mày lập tức nhăn lại, sắc mặt thay đổi không ít. Tiểu Phàm, em đang chơi trò chơi với anh ta sao? Dạ. Mạc Phàm gật đầu. Trái tim Lý Thi Vũ đập thình thịch. Em có biết anh ta là ai không? Vương Kinh Phi. Mạc Phàm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lý Thi Vũ có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy, trước khi vào học cô nên nói các thế lực ở trường trung học Đông Hải cho Mạc Phàm biết. Vương Kinh Phi là ai? Đừng nói Trương Siêu không dám trêu chọc. Ngay cả Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần tứ thiếu của trường trung học Đông Hải, cũng không dễ dàng chạm vào người này, chỉ có tiểu ma vương vô pháp vô thiên của Tần gia, mới có thể chế ngự Vương Kinh Phi. Hai người đang chơi trò gì thế? Đợi lát nữa chị sẽ biết. Mạc Phàm cười nói. Lo lắng trên mặt Lý Thi Vũ càng dày đặc hơn, có trò chơi sẽ khó tránh khỏi có đánh cược. Nhưng bây giờ nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể yên lặng xem xét. Cô thở dài, nhìn về phía Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo. Sở Khuynh Thành cao chừng 1m7, phía trên mặc chiếc áo sơ mi hoa trắng nhỏ, phía dưới là một chiếc quần bò, bộ quần áo làm dáng người hoàn mỹ của cô lộ ra hết. Tóc dài đến eo buông xõa sau lưng, đôi mi thanh tú mắt phượng, mũi cao răng trắng tổ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, một gương mặt tinh xảo quả thật giống như hai chữ Khuynh Thành trong tên cô. Khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người lồi lõm, xinh đẹp đến mức làm người ta cảm thấy không chân thực, cằm hơi nhếch lên, làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng cao ngạo. Ở bên cạnh, Đường Giảo Giảo có dáng người không khác Sở Khuynh Thành mấy, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Mái tóc dài màu rượu đỏ, làm cho người ta có cảm giác rất cay. Mặc tê sớt và quần bò siêu ngắn, làm nên lồi thì lồi, nên lộ thì lộ, nên vỉnh thì vỉnh, giống như hình chữ S, di động. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một đôi mắt như bảo thạch, làm người ta không dám nhìn thẳng vào. Nếu nói Sở Khuynh Thành là băng, vậy Đường Giảo Giảo là hỏa. Một băng một hỏa vai kề vai đi tới, làm cho trường học vốn náo nhiệt, càng thêm nóng bừng lên. Tứ đại mỹ nữ tề tụ, chuyện này không thường nhìn thấy. Hơn nữa còn có trò hay đang đợi ở cửa. Vương Kinh Phi đi đến bên cạnh hai đại mỹ nữ, khóe miệng cong lên nụ cười thoải mái. Hai vị mỹ nữ, hai người muốn đi đâu thế, xe của tôi đỗ ngay ở ngoài cửa, tôi lái xe đưa hai người đi nhé. Đám Tống Trung thấy Vương Kinh Phi nói chuyện với Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo, trên mặt lộ ra vui mừng, hung dữ chỉ vào mũi Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, mày thua chắc rồi, chờ làm nô lệ đi. Tiểu Phàm, hai người đánh cược gì vậy? Lý Thi Vũ không nhịn được hỏi. Không có gì, yên tâm đi, chị họ, em sẽ không thua. Mạc Phàm cười nói. Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tống Trung cười mỉa nói. Tứ đại mỹ nữ, Mạc Phàm có thể tìm được hai đã coi như là vận khí của cậu ta không tệ rồi, thực cho rằng có thể thắng Vương Thiếu sao. Mạc Phàm cười, không nói gì. Sở Khuynh Thành liếc mắt nhìn cửa trường học một cái, trong mắt có chút sốt ruột. Chúng tôi tìm một người tên Mạc Phàm, anh quen không? Một câu vừa nói ra, cả trường học đều sợ ngây người. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ đến tìm Mạc Phàm, đã xem như là ngoài dự đoán rồi. Ai biết Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo tứ đại mỹ nữ của trường trung học Đông Hải cũng đến tìm Mạc Phàm, còn trong tình huống này nữa. Đây là tình huống gì thế? Từng đôi mắt đánh giá Mạc Phàm với vẻ khác thường, giống như nhìn quái vật, không ít người thầm ghen tị.
Một người trong tứ đại mỹ nữ đều là đại mỹ nữ bọn họ cầu còn không được, vậy mà Mạc Phàm lập tức tụ tập được bốn. Ngay cả Vương Kinh Phi cũng sửng sốt, mãi mà không nói nên lời. Trên gương mặt cao ngạo, hiếm khi lộ ra ghen tị. Từ lúc anh ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ có người khác ghen tị với anh ta, làm gì có lúc anh ta ghen tị với người khác. Nhưng mà lần này, anh ta thật sự hơi ghen tị với tên hai lúa kia. Tứ đại mỹ nữ đều đến tìm Mạc Phàm, rốt cuộc tên nhóc này có bản lĩnh gì? Sở đại mỹ nữ, em muốn tìm Mạc Phàm nào, ở trường trung học chúng ta, có vài tên Mạc Phàm đó. Ngô Hạo Tâm Phúc của Vương Kinh Phi chớp mắt, cười hỏi. Sở Khuynh Thành đến tìm Mạc Phàm, không phải là tên hai lúa trước mắt này đấy chứ? Tên khốn nạn đánh chủ nhiệm của phòng giáo vụ, các anh quen không? Đường Giảo Giảo bá đạo hỏi. Ở bên cạnh, mặt chủ nhiệm nghiêm tím đen, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Những người khác liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, bọn họ đều biết là Mạc Phàm này, nhưng không một ai dám nói. Sở Khuynh Thành thấy đám người này đều không nói lời nào, ngay cả Vương Kinh Phi cũng có biểu cảm kỳ lạ, nhíu mày lại, lấy điện thoại ra ấn số. Ánh trăng sáng, ở nơi nào đó trong tim. Bài hát của Trương Tín Chiết vang lên trong túi Mạc Phàm. Mạc Phàm lấy điện thoại trong túi ra. Khi nghe điện thoại hắn lại cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, lúc nhìn thấy Sở Khuynh Thành mới nhớ ra. Kiếp trước, tất nhiên hắn không tiếp xúc với đại mỹ nữ Sở Khuynh Thành này, nhưng lại có ấn tượng sâu đậm với cô. Sở Khuynh Thành nhìn thấy Mạc Phàm lấy điện thoại ra, nhíu mày, lạnh lùng nói với Vương Kinh Phi. Tôi tìm được người rồi, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước nhé. Nói xong cô kéo Đường Giảo Giảo muốn đến chỗ Mạc Phàm. Đợi một chút, Khuynh Thành, Giảo Giảo hai em chắc chắn bây giờ muốn tìm cậu ta sao? Vương Kinh Phi trầm giọng nói, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo qua đó, anh ta sẽ thua hoàn toàn. Sao Vương Kinh Phi có thể thua được? Sao thế, có chuyện gì à? Sở Khuynh Thành nghi ngờ hỏi. Cửa trường học tụ tập nhiều người như vậy. Ngay cả Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ đều ở đây, không có khả năng cô không nhìn ra khác thường. Chỉ là trong lòng có chuyện rất gấp, chẳng muốn đi hỏi. Nếu có thể, tôi hy vọng hai em đứng chỗ tôi nửa tiếng, tôi có thể giúp mỗi người các em làm một chuyện, tôi nói được thì làm được. Vương Kinh Phi cắn răng nói. Cho dù đưa cho Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo 1.000 vạn, anh ta cũng không muốn thua tên hai lúa 500 vạn. Không rảnh, tôi tìm anh ta có việc. Anh không làm được. Sở Khuynh Thành không do dự, lạnh lùng từ chối. Không có hứng thú, người bên cạnh anh đều bất tài. Đường Giảo Giảo cũng lắc đầu. Hai câu này như hai cái tát, vô tình đánh vào mặt Vương Kinh Phi, mặt Vương Kinh Phi đỏ bừng, hai mắt phun lửa nhìn hai mỹ nữ đi đến chỗ Mạc Phàm. Trong lúc này, tứ đại mỹ nữ của trường trung học Đông Hải tề tụ bên cạnh Mạc Phàm, một người lạnh như băng, một người cay như lửa, một người thanh thuần như nước. Một người quyến rũ như hoa, vây Mạc Phàm ở giữa. Toàn bộ cổng chính lặng ngắt như tờ, vô số người trợn mắt há miệng. Chuyện này, học sinh mới tới làm như thế nào vậy? Ở đây có không ít người theo đuổi tứ đại mỹ nữ, ngay cả QQ của một người trong đó cũng không xin được. Mạc Phàm là một học sinh mới tới 2 ngày, tứ đại mỹ nữ đã vây quanh. Bộ dạng tên này cũng không phải rất tuấn tú, quần áo cũng là đồ vỉa hè mà. Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo còn từ chối Vương Kinh Phi, quá điên cuồng rồi. Chẳng lẽ gần đây lưu hành cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Mạc Phàm không đợi Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo nói rõ ý đồ đến, liền tiến lên phía trước một bước, nói với Vương Kinh Phi. Còn cần đánh cược tiếp không? Cậu thua rồi. Một câu, giọng nói không lớn, nhưng làm bốn phía khiếp sợ, cũng cho Vương Kinh Phi một cái tát vang dội. Khuôn mặt Vương Kinh Phi đỏ bừng. Nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ, ngực không ngừng lên xuống. Anh ta có từng thua khi nào, đừng nói là tên hai lúa Mạc Phàm này, đánh cược với Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần thì 10 lần thắng 10. Hôm nay, trước mặt nhiều bạn học như vậy, vậy mà anh ta thật sự thua, còn thua thảm như thế. Ngực như núi lửa sắp phun trào, dâng cao bất định. Rất lâu sau, Vương Kinh Phi đè nặng lửa giận trong lòng, chỉ vào ngực Mạc Phàm. Nợ 500 vạn. Tôi sẽ bảo người ta xóa đi, nhưng Vương Kinh Phi tôi nói cho cậu biết, cừu của tôi với cậu, còn chưa tính xong đâu, tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút cho tôi.
Người kiêu ngạo như anh ta tuyệt đối không đau lòng ném đi 500 vạn, nhưng cả câu đều không có nửa chữ thua. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, tiến đến bên cạnh Vương Kinh Phi, nhỏ giọng nói. Vậy tôi cũng nhắc nhở cậu một câu, muốn báo thù thì nhằm vào tôi ấy, đừng có mà động vào cha mẹ tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu cảm nhận được cái gì gọi là người nhà chết trước mặt mình. Khi nói chuyện, cửu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển, uy áp khổng lồ đè nặng Vương Kinh Phi. May mà hôm nay hắn tìm được cha trước khi xảy ra chuyện, mới không có tiếc nuối gì. Nếu cha xảy ra chuyện, cả nhà Vương Kinh Phi có trăm cái mạng cũng chết không đủ. Lần này không có ra tay, đó là mức độ lớn nhất của hắn. Nếu lại có lần sau, hắn không ngại giết cả Vương gia. Vẻ mặt Vương Kinh Phi ngẩn ra, rõ ràng chỉ là một câu nói, thân thể hắn giống như chúng ma chú, vậy mà không thể động đậy. Sao lại thế này? Còn nữa, nếu vừa rồi xe của cậu lái gần tôi thêm chút nữa, tôi đảm bảo cậu sẽ nhìn thấy chuyện kiếp sau cậu vẫn không thể quên, nếu lại có lần sau, cậu sẽ biết đắc tội một người khủng bố đến mức nào. Nói xong, Mạc Phàm thu khí thế lại, khôi phục bộ dạng lúc trước. Lúc này Vương Kinh Phi mới thở phào một hơi, thân thể khôi phục bình thường. Nhưng đã không còn là hoàng đế nhìn xuống một tên hai lúa như vừa rồi, mà giống như nhìn thấy yêu quái. Trong mắt đã không còn kiêu ngạo, thay vào đó là hoảng sợ. Anh ta có cảm giác, chỉ cần Mạc Phàm bằng lòng, có thể đè chết anh ta bất cứ lúc nào. Tôi nhất định sẽ thắng lại. Một lát sau, Vương Kinh Phi không còn lo lắng nói ra câu này, cũng không quay đầu lại lên chiếc Ferrari của anh ta, chật vật rời đi. Đám Tống Trung vừa rồi còn diễu võ dương oai, cũng xám xịt lái xe rời đi. Những người khác nhìn Mạc Phàm đứng giữa tứ đại mỹ nữ, cũng bắt đầu tản ra. Trong mắt có ghen tị, có khiếp sợ. Theo đám người tản ra, tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp sân trường. Tiểu Phàm, bây giờ có thể nói cho chị biết, em chơi trò gì với Vương Kinh Phi chưa? Lý Thi Vũ nắm chặt eo, có chút tức giận nói. Tuy Mạc Phàm thắng Vương Kinh Phi, trái lại cô càng thêm đau đầu. Tứ đại mỹ nữ tụ tập, đánh bại Vương Kinh Phi, sau này Mạc Phàm muốn không có phiền phức ở trường trung học Đông Hải đều khó có khả năng. Chuyện này còn phải hỏi, chắc chắn so xem ai tìm mỹ nữ tới nhiều hơn, trò chơi nhàm chán như vậy. Đường Giảo Giảo vòng hai tay trước ngực, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ. Giảo Giảo, Khuynh Thành, hai cậu tìm Tiểu Phàm có việc gì thế? Lưu Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Tuy bọn họ không cùng một lớp, quan hệ bình thường, nhưng cũng nói chuyện nhiều, xem như là quen biết. Tôi còn muốn hỏi hai người đấy, hai người mở miệng là nói Tiểu Phàm, có quan hệ gì? Đường Giảo Giảo không thân thiện lắm nói. Đường Ngạo Thiên anh trai cô và Sở Vũ Thần anh trai Sở Khuynh Thành, hai người theo đuổi Lưu Phỉ Phỉ như nhập ma vậy, Lưu Phỉ Phỉ đều không nóng không lạnh, vậy mà Lưu Phỉ Phỉ vô cùng thân thiết với người này như thế. Cô vốn không thích Lưu Phỉ Phỉ, bây giờ lại càng có chút đáng ghét. Tiểu Phàm là em họ tôi. Lý Thi Vũ nhíu mày, giải thích. Vẻ mặt Sở Khuynh Thành khẽ thay đổi, lộ ra chút bất ngờ. Thi Vũ, có thể cho tôi mượn em họ cậu một khoảng thời gian được không? Tôi có việc gấp tìm anh ta, chỉ cần cậu cho tôi mượn một lát, tôi có thể đảm bảo không để anh trai tôi tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Khi nói chuyện, Sở Khuynh Thành liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái. Cô và Đường Giảo Giảo có chuyện mới đến tìm Mạc Phàm, đúng lúc Mạc Phàm và Vương Kinh Phi đánh cược. Lưu Phỉ Phỉ đứng bên phía Mạc Phàm, đã nói lên quan hệ hai người không tầm thường. Bất luận là để anh trai cô, hay là anh trai Giảo Giảo biết, đều sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm. Chỉ cần anh ta đánh với tôi một trận, tôi cũng có thể bảo anh trai tôi không được tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Đường Giảo Giảo kiêu ngạo nói. Đường gia vốn là võ đạo thế gia ở thành phố Đông Hải, nhiều thế hệ tập võ, Đường Giảo Giảo cũng không ngoại lệ. Nhìn bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, nhưng lúc ra tay rất ngoan độc, 6-7 nam sinh đều không phải là đối thủ của cô. Cô cũng vô cùng phản cảm với huấn luyện viên Taekwondo kia, khi có tiết môn đó vậy mà anh ta mượn danh nghĩa phụ dạo sờ mó đùi của cô, lúc đó sợ không đánh lại được, dù sao người ta là đai đen nhị đẳng. Trong nghỉ hè cô ở nhà khổ luyện một khoảng thời gian, đang chuẩn bị vào hôm có tiết Taekwondo sẽ dạy dỗ anh ta một chút, ai biết bị Mạc Phàm đuổi đi rồi. Cô không muốn luyện không công cả kỳ nghỉ hè, nghe thấy Mạc Phàm trong điện thoại và Mạc Phàm đánh huấn luyện viên Taekwondo là cùng một người. Liền theo đến đây, muốn đấu với Mạc Phàm.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo một cái, Sở Khuynh Thành thì ít nhiều gì hắn cũng biết ý đồ đến. Nhưng Đường Giảo Giảo, Đường Đường là một trong tứ đại mỹ nữ của trường trung học Đông Hải lại đến tìm hắn đánh nhau, chuyện này làm hắn hơi bất ngờ. Các cậu cứ mượn đi. Lý Thi Vũ nghĩ một lát, dứt khoát cho mượn Mạc Phàm. Một tên Trương Siêu, một tên Vương Kinh Phi đã làm cô đủ đau đầu, nếu lại thêm Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần, cô thật sự không biết nên bảo vệ Mạc Phàm thế nào. Dù Đường Giảo Giảo lợi hại đến mấy cũng không đánh lại được Mạc Phàm, cô cũng không sợ Mạc Phàm bị Đường Giảo Giảo bắt nạt. Không cho phép gây chuyện nữa, biết chưa, nếu lại gây chuyện chị sẽ báo cho cậu, để cậu tới thu thập em. Lý Thi Vũ cảnh cáo. Đã biết. Mạc Phàm cười gật đầu. Lý Thi Vũ lại ra lệnh mấy câu với Mạc Phàm, đang chuẩn bị rời đi, Mạc Phàm lấy tấm thẻ đen của Tần gia ở trong túi ra. Chị họ, chị cầm lấy tấm thẻ này đi, nếu gặp chuyện gì, có lẽ có tác dụng. Hắn đã đến trúc cơ, coi như có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn vốn định dùng tấm thẻ này đổi lấy tự do cho chị họ, Dượng và Ngô Hân lại không tin. Hắn đã đưa cho cha, cha cảm thấy ở thị trấn không có ai biết tấm thẻ này, cũng không có nhận. Đưa cho chị họ, coi như là bảo vệ tốt nhất. Đây là thẻ gì thế? Lý Thi Vũ tò mò nhận lấy tấm thẻ, rõ ràng là không biết tấm thẻ này. Thẻ của Tần gia. Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo sửng sốt. Sở Giang Hải, cha của Sở Khuynh Thành, là thị trưởng của thành phố Đông Hải, ngoại trừ cha cô, địa vị của vài chú cũng rất cao. Tuy địa vị của Sở gia không so được với Tần gia, nhưng có thể nhìn thấy tấm thẻ này. Đường Giảo Giảo, thân là người của võ đạo thế gia, ông cụ Đường của Đường gia và ông cụ Tần của Tần gia tương đối thân thiết, vì vậy cô cũng từng thấy thẻ của Tần gia rồi. Tấm thẻ này được lấy trên người Mạc Phàm, còn được Mạc Phàm tiện tay tặng cho người khác. Mạc Phàm có thân phận gì? Nghĩ vậy, mặt hai người đỏ bừng lên, vừa rồi bọn họ còn đồng ý với Lý Thi Vũ sẽ không để Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần đến tìm Mạc Phàm gây phiền phức, Mạc Phàm không tìm bọn họ gây phiền phức đã là không tệ rồi. Cho dù nếu vừa rồi Vương Kinh Phi thắng, anh ta cũng không dám làm gì Mạc Phàm. Tấm thẻ này đại biểu cho gia chủ của Tần gia, bảo gia chủ của Tần gia làm nô lệ, Vương gia không muốn sống ở thành phố Đông Hải này nữa rồi. Chị nhận lấy trước, buổi chiều không được trốn học. Lý Thi Vũ cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy tấm thẻ, rời đi với Lưu Phỉ Phỉ. Rất lâu sau, lúc này Sở Khuynh Thành mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Mạc Phàm đã bớt đi chút lạnh lùng. Cô lấy một tờ giấy từ trong túi ra, anh nhận ra tờ giấy này không? Mạc Phàm nhíu mày, đây là phương thuốc hắn đưa cho Mộc Phong Vãn, phương thuốc được hắn viết thành đóa hoa hồng. Nhưng hình như phương thuốc này bị người ta xé thành mảnh nhỏ, lại được người ta dùng băng dính dán từng mảnh. Phương thuốc này là tôi viết cho chị họ cô. Anh thật sự biết y thuật sao? Sở Khuynh Thành hỏi. Nếu tôi không hiểu y thuật, sao có thể lấy được thẻ của Tần gia? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo lại sửng sốt, trong đôi mắt đẹp đều là khó mà tin. Nhất là Đường Giảo Giảo, thiếu chút nữa khuôn mặt tuyệt mỹ áp vào mặt Mạc Phàm, nghiêm túc đánh giá. Anh là Mạc Tiểu Thần y chữa khỏi bệnh cho ông cụ Tần sao? Chuyện Tần lão gia bệnh nặng được người ta chữa khỏi, Tần gia không có tuyên dương rầm rộ. Nhưng Sở gia và Đường gia to lớn ở thành phố Đông Hải như vậy, vẫn nghe được chút tin tức. Ông cụ Tần được một tiểu thần y họ Mạc chữa khỏi. Cho dù cùng là họ Mạc, Sở Khuynh Thành cũng không ngờ tới là Mạc Phàm trước mắt. Là tôi chữa trị cho Tần lão gia, cô có thể gọi tôi là Mạc thần y, nhưng làm ơn bỏ chữ tiểu đi. Mạc Phàm dở khóc dở cười nói. Người khác gọi hắn là Mạc tiểu thần y còn chưa tính, Sở Khuynh Thành cũng gọi hắn là Mạc tiểu thần y. Khuôn mặt như bạch ngọc của Sở Khuynh Thành hơi đỏ lên, trong mắt lại giống như nhìn thấy chút hy vọng. Anh có thể cứu chị họ tôi không? Cô ấy làm sao vậy? Không phải tôi viết cho cô ấy phương thuốc rồi sao? Mạc Phàm tò mò hỏi. Lúc ấy hắn nhìn ra bộ phận gan của Mộc Phong Vãn có vấn đề, liền viết cho cô phương thuốc, nếu uống thuốc dựa theo phương thuốc này, sẽ không có vấn đề. Chị họ tôi còn chưa bắt đầu sử dụng phương thuốc của anh, đã kiểm tra ra là ung thư gan giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn, bệnh viện đã thông báo là bệnh tình nguy kịch. Trong mắt Sở Khuynh Thành lộ ra bi thương. Cô kém chị họ Mộc Phong Vãn vài tuổi, nhưng quan hệ tốt nhất, thường xuyên cùng nhau dạo phố, ăn cơm, du lịch, đến bây giờ vẫn còn thường xuyên ngủ với nhau,
bọn họ sẽ ổn hẹn, tương lai cùng kết hôn, cùng sinh bé cưng. Ai biết chị họ vừa mới 20 tuổi, đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nghĩ vậy, lệ quang trong mắt cô chuyển động. Bộ dạng cô vốn đáng yêu, lúc này hai mắt lại hiện lên lệ quang, càng làm cho người ta có kích động muốn nhào lên ôm lấy cô. Sẽ không sao đâu. Đường Giảo Giảo vỗ lưng Sở Khuynh Thành nói. Nhanh như vậy sao? Mạc Phàm nhíu mày. Lúc ấy hắn chỉ dựa vào vọng trong vọng, văn, vấn, thiết một của Đông Y, nhận thấy bộ phận gan của Mộc Phong Vãn có vấn đề, không tiến thêm bước chẩn đoán chính xác. Một bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Gọi là tứ chẩn. Cho dù là ung thư gan giai đoạn cuối, dựa theo phương thuốc này điều trị, cũng sẽ có hiệu quả khó mà tưởng tượng được. Phương thuốc này là sao vậy? Sau khi chị họ hôn mê tỉnh lại, biết được mình bị ung thư gan giai đoạn cuối liền lấy phương thuốc này ra, nói muốn chữa trị dựa theo phương thuốc này, lại bị bác sĩ chủ trị xé nát, nói đông y trong truyền thuyết đều là gạt người, đây là chị họ dính lại. Sở Khuynh Thành giải thích. Gạt người sao? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, cười cười. Hắn nhận lấy phương thuốc kia, gấp lại cho vào trong túi áo. Tôi có thể đi xem với cô, bác sĩ không gạt người có bộ dạng thế nào. Phương thuốc của Y Tiên Bất Tử mà cũng dám xé, hắn muốn gặp người này. Anh có thể chữa khỏi ung thư sao? Sở Khuynh Thành kinh ngạc nói. Đông y của Trung Quốc trải qua mấy ngàn năm truyền thừa, quả thật có chỗ thần kỳ của nó. Nhưng mấy năm nay ung thư làm người ta nói thành bệnh nan y, cho dù Tây y cũng không có biện pháp chữa khỏi. Chỉ có thể dựa vào phẫu thuật và trị liệu bằng hóa chất, có thể chữa khỏi hay không còn chưa chắc chắn, cho dù chữa khỏi khả năng tái phát vẫn rất cao. Trên cơ bản một khi bị ung thư, cách tử vong không còn xa. Đông y chữa trị người bị thương, eo mỏi lưng đau còn được, có thể chữa trị ung thư sao? Tôi có thể chữa trị ung thư. Mạc Phàm tự tin nói. Nếu hắn không đến trúc cơ thì không nắm chắc, không có tinh lực khó mà thi triển rất nhiều y thuật. Nhưng bây giờ đừng nói là ung thư, cho dù là người vừa mới chết, hắn cũng có biện pháp làm người đó tỉnh lại, sẽ không tắt thở hơn nửa khắc. Nếu hắn và Mộc Phong Vãn có duyên, hắn sẽ làm chuyện tốt đến cùng. Còn chuyện hắn sốt ruột nên kiếm tiền thế nào, suy nghĩ sau cũng không muộn, cứu người quan trọng hơn. Thật sao, chúng ta đi thôi. Sở Khuynh Thành kích động bất chấp cả hình tượng, tay mềm mại kéo tay Mạc Phàm muốn đi. Nhà cô và Mộc gia tìm không ít danh y khắp nơi, những thầy thuốc này vừa thấy tình huống của chị họ, liền lắc đầu thở dài, bảo bọn họ chuẩn bị lo hậu sự. Cô vốn không ôm ấp quá nhiều hy vọng, nhất là lúc nhìn thấy Mạc Phàm, một người tuổi không khác cô là mấy, đâu biết y thuật gì. Nhưng Mạc Phàm là người chữa khỏi cho Tần lão gia, vậy thì khác rồi. Đợi một lát. Làm sao vậy? Sở Khuynh Thành nhíu mày. Cậu còn có việc gì à? Mạc Phàm nhìn Đường Giảo Giảo ở bên cạnh, cười nói. Cô muốn đấu với tôi sao? Thế nào, sợ à? Khóe miệng Đường Giảo Giảo nhếch cao lên, không phục lắm nói. Ha ha! Mạc Phàm cười. Nhà cô có cao thủ nội kình sao? Chuyện này tất cả thành phố Đông Hải đều biết, anh không biết à? Đường Giảo Giảo hỏi ngược lại. Bây giờ người ta chỉ biết một người có thể đánh lại mấy người, không có mấy ai biết cảnh giới hậu thiên, càng không cần phải nói đến nội kình, cả thành phố Đông Hải chỉ có mấy cao thủ nội kình. Mới vừa biết không lâu. Mạc Phàm không tức giận, lạnh nhạt nói. Có phải sợ rồi không, không dám đấu với bản cô nương, sợ cũng bình thường, nếu anh chịu gọi tôi là sư phụ, tôi sẽ không đánh anh, còn có thể truyền cho anh chút quyền pháp Đường gia chúng tôi, suy xét không? Đường Giảo Giảo dụ dỗ. Giảo Giảo đừng náo loạn nữa, chị họ mình còn đang ở bệnh viện đấy. Sở Khuynh Thành vội vàng nói. Bình thường, cô và Đường Giảo Giảo có quan hệ tốt hơn, hiểu rất rõ về Đường Giảo Giảo. Một tháng trước, cô và Đường Giảo Giảo còn cả chị họ Mộc Phong Vãn đến một quán món cay Tứ Xuyên, có một tên côn đồ thấy bộ dạng ba bọn họ rất được, liền cầm chai bia đến gần. Sau khi bị bọn họ từ chối, vậy mà mang theo 6 người vây quanh bọn họ, muốn động chân động tay. Đường Giảo Giảo cầm một chai rượu lên đập vào đầu tên đầu chọc, nhanh nhẹn đánh ngã đám còn lại. Đám người kia đều hơn 20 tuổi, còn có 7 người. Nhớ đâu Đường Giảo Giảo đánh Mạc Phàm bị thương thì làm sao bây giờ, cô còn trông cậy Mạc Phàm cứu chị họ cô đấy. Yên tâm, mình sẽ ra tay nhẹ chút.
hai mắt Đường Giảo Giảo híp thành đường thẳng, cười nghịch ngợm nói, bắt đầu cử động thân thể. Mạc Phàm quan sát thấy Đường Giảo Giảo rất đáng yêu, khí huyết thịnh vượng hơn người bình thường không ít, thân thể rèn luyện vô cùng cân xứng. Nhưng cũng chỉ là tôi luyện tầng 5, 6, có thể là do vấn đề phương thức, hiệu quả rèn luyện không tốt, chỉ có thể phát huy ra tôi luyện tầng 3 đã không tệ rồi. Một cơn gió bất chợt thổi tới, từng chiếc lá rơi xuống. Mạc Phàm không thèm nhìn tới, giơ tay kẹp lấy một chiếc lá. Muốn đấu với tôi, đợi cô làm được trình độ này rồi nói sau. Hai ngón tay kẹp chiếc lá khẽ vung, chiếc lá khẽ bay bay như kiếm chém về phía Đường Giảo Giảo. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến trước người Đường Giảo Giảo, bay qua tai Đường Giảo Giảo, tóc rối rơi bên tai Đường Giảo Giảo. Chuyện này, Đường Giảo Giảo đứng yên tại chỗ như gà gỗ. Vừa rồi cô còn nói không cho anh trai cô tìm Mạc Phàm gây phiền phức, đây là cứu anh trai cô một mạng. Lá bay như dao, cha cô cũng không làm được. Sở Khuynh Thành cũng vô cùng khiếp sợ. Bây giờ đẹp hơn vừa rồi rất nhiều, chúng ta đi thôi. Giúp Đường Giảo Giảo chém tóc rối bay bay xong, Mạc Phàm hài lòng nói. Bệnh viện ung bướu của thành phố Đông Hải, đây là bệnh viện tốt nhất ở thành phố Đông Hải. Mấy bác sĩ chủ trị không nổi tiếng trong nước, thì được mời từ nước ngoài về, bệnh viện còn sử dụng các dụng cụ chữa bệnh tiên tiến và thuốc chữa bệnh của nước ngoài, danh tiếng rất cao ở thành phố Đông Hải. Không chỉ người bệnh ung thư ở thành phố Đông Hải đến bệnh viện này, cũng có không ít người bệnh ung thư vùng lân cận đến nơi này chữa trị. Lúc này, trong một phòng bệnh VIP, mắt một phu nhân trung niên sưng đỏ, vẻ mặt yêu thương nhìn mỹ nữ trên giường bệnh, trên mặt còn vương nước mắt, rõ ràng là mới khóc không lâu. Trên giường bệnh, Mộc Phong Vãn y tá lúc trước chăm sóc Mạc Phàm đang ngủ say sưa, so với 10 ngày trước, quả thực giống như hai người. Sắc mặt tái nhợt, gương mặt gầy yếu, mắt nhắm chặt, tóc dày cũng thưa thớt, bộ dạng tiêu tụy, nhìn một cái làm người ta thương tiếc. Xung quanh là người nhà đứng hoặc ngồi, trên mặt mỗi người đều hiện lên u ám, đợi kết quả, hoặc phán quyết. Một ông cụ ngồi bên giường bắt mạch cho Mộc Phong Vãn, đứng bên cạnh là hai bác sĩ mặc áo dài trắng. Nếu Mạc Phàm ở đây chắc chắn nhận ra được, thầy thuốc này là Thường Ngộ Xuân mà Mạc Phàm gặp ở Tần gia lúc trước. Hai người mặc áo dài khác, một người dáng người hơi mập, đeo mắt kính gọng vàng, trên mặt luôn treo nụ cười giả nhân giả nghĩa. Đây là Tôn Đông Lâm viện trưởng của bệnh viện ung bướu này. Bác sĩ bên cạnh là người ngoại quốc, tên là Trác, là bác sĩ mời từ bệnh viện America đến, cao cao gầy gầy, mắt màu lam, cái mũi cao cao, rất mê người. Nghe nói lúc anh ta ở bệnh viện America có rất nhiều nữ bệnh nhân tấn công tình dục, đành phải đi đến Trung Quốc. Lúc Thường Ngộ Xuân bắt mạch, ánh mắt anh ta vẫn nhìn Mộc Phong Vãn trên giường bệnh và phu nhân. Thầy thuốc Thường, bây giờ tình huống của cô ấy thế nào? Tôn Đông Lâm cười hỏi. Ngoại cảm phong nhiệt, thấp độc nội sinh, khí huyết ứ đọng, kinh mạch tắc nghẽn, quả thật đã vô cùng nghiêm trọng. Thường Ngộ Xuân thu tay thở dài nói. Thường thần y, nếu ông chữa trị, có mấy phần nắm chắc? Phu nhân bên cạnh Mộc Phong Vãn, Lưu Nguyệt Như ngẩng đầu chờ mong hỏi. Gần đây Thường Ngộ Xuân chữa trị cho không ít người bệnh nặng. Nghe nói bệnh của Tần lão gia cũng có ông ta tham dự mới chữa khỏi, có thể nói là hy vọng cuối cùng của bà. Nếu Thường Ngộ Xuân không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chữa trị bằng Tây y. Nhưng chữa trị bằng Tây y rất đau đớn, bà thân là mẹ của Mộc Phong Vãn thật sự không nhìn được. Ăn không ăn được, uống không thể uống, tóc và lông mày chân quý nhất của con gái đều mất sạch rồi. Bệnh còn chưa khỏi, người đã nửa sống nửa chết, nghe nói có khả năng tái phát rất cao. Tôi chỉ có hai phần. Thường Ngộ Xuân lắc đầu nói. Hai phần cũng là ông ta đánh giá cao, chữa trị đông y vốn chậm rãi, nhưng tình huống của bé gái này quá tệ. Chỉ có hai phần à? Lông mày Tôn Đông Lâm giãn ra, bộ dạng yên tâm. Ông ta còn tưởng rằng Thường Ngộ Xuân sẽ có biện pháp tốt gì, dọa ông ta nhảy dựng lên. Chắc, nếu dựa theo phương pháp của cậu tiếp tục chữa trị, nắm chắc bao nhiêu phần? Tôn Đông Dương cười hỏi. Tình huống của vị mỹ nữ này không tệ như người bệnh tôi từng gặp, cô ấy vẫn còn trẻ tuổi như vậy, nếu lập tức tiếp tục chữa trị, tôi có thể nắm chắc 50% làm sinh mệnh cô ấy kéo dài ít nhất 20 năm, tôi nắm chắc 30% làm cô ấy khỏi hoàn toàn, nhưng nếu lại tìm một số đông y vô dụng đến đây chậm trễ thời gian quý giá của tôi, có khả năng xác suất này sẽ giảm xuống. Chắc nói bằng tiếng Trung sứt sẹo, tự tin nói.
trong giọng nói là khinh miệt đồng ý, không thèm che giấu chút nào. Thường Ngộ Xuân nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Cậu nói cái gì, đồng ý vô dụng sao? Tôi nói không đúng sao, đồng ý chữa trị bị thương còn được, chữa trị ung thư như là giả thần giả quỷ. Tôi khuyên ông đừng nên uổng phí sức lực làm gì, tránh làm chậm trễ sinh mạng của mỹ nữ. Trác khuyên đúng lý hợp tình. Cậu, Thường Ngộ Xuân tức đến mức râu cong lên. Lần trước bại bởi Mạc Phàm ông ta đã vô cùng buồn bực, lần này gặp được Tây Y trẻ tuổi, lại bị Tây Y này trào phúng. Nếu tôi nói không đúng, xin hỏi đông y mà ông tín ngưỡng có thể chữa khỏi mấy bệnh nhân ung thư? Trác Đắc Y nói. Tôn Đông Lâm cười, không có ý khuyên giải. Trác là bác sĩ của viện bọn họ, Thường Ngộ Xuân là mộc gia mời đến, bác sĩ của mình chiếm thế thượng phong, ông ta cầu còn không được. Huống chi chính ông ta cũng là bác sĩ Tây Y, đối với đông y, nhất là người có vẻ lão luyện, cũng không tôn kính mấy. Lưu phu nhân, những lời bác sĩ Trác nói không phải không có đạo lý, bà chắc chắn biết, lúc trước có một nữ sinh biết ung thư, không chịu chữa trị bằng Tây Y, chỉ tin tưởng đông y, kết quả chữa trị mấy đợt, bệnh vẫn không khỏi. Chịu không ít khổ, còn chậm trễ thời gian chữa trị tốt nhất, cuối cùng tiếc nuối mà qua đời, bà xem, tiếp tục chữa trị theo phương án của chúng tôi, hay là đợi thêm nữa. Bác sĩ Trác của chúng tôi là chuyên gia nổi tiếng ở America, đứng trên đài nổi tiếng phát biểu luận văn, được trong và ngoài nước khen ngợi, một số người bệnh chữa khỏi đều do cậu ấy ra tay, về phương diện y thuật Lưu phu nhân hoàn toàn có thể yên tâm. Lông mày Lưu Nguyệt như nhíu lại, lộ ra chút do dự. Trác thấy Lưu Nguyệt Như không biết chọn phương án nào, khóe miệng cong lên nụ cười mê người. Lưu phu nhân, tôi biết bà là người Hoa, có vẻ tin y thuật của người quê bà, nhưng đông y giống như thầy tướng số của Trung Quốc, có rất nhiều kẻ lừa gạt, đây là sỉ nhục của giới y học, những người như vậy đều được công bố trên báo quốc gia chúng tôi. Nếu bà muốn cứu con gái của bà, phải tránh xa những kẻ lừa đảo và nước thuốc, lựa chọn tin tưởng tôi sẽ giúp bà mang con gái về từ chỗ Thượng Đế. Cô ấy xinh đẹp như vậy, Thượng Đế sẽ không mang đi sớm như thế. Thường Ngộ Xuân ở một bên tức đến mức khuôn mặt già nua đỏ bừng, nhưng không thể phản bác. Quả thật ông ta không thể chữa khỏi ung thư, nhưng đông y không có bệnh ung thư như anh ta vừa nói, trái lại có một loại bệnh gọi là tích lũy, không khác với ung thư mấy. Loại bệnh này chữa khỏi không 500, thì cũng có 300. Lưu phu nhân, nếu bà tin tưởng lão phu, có thể tìm một người tên là Mạc Phàm Tiểu Thần Y, có lẽ cậu ấy sẽ có cách chữa khỏi cho Quý Thiên Kim. Thường Ngộ Xuân kìm nén tức giận nói. Ung thư là bệnh, tích lũy, rất nghiêm trọng, bản chất cũng là khí huyết tích tụ. Gia truyền của ông ta là ngũ hành châm, thủy hành châm có thể đả thông gân cốt. Mạc Phàm biết thủy hành châm, có khả năng chữa khỏi ung thư rất cao. Mạc Phàm, là người chữa khỏi bệnh cho Tần Lão ra sao? Lưu Nguyệt Như hỏi. Không sai. Thường Ngộ Xuân gật đầu liên tục. Đi đâu mới tìm được Mạc Tiểu Thần Y đây? Lưu Nguyệt Như hỏi. Hạc Xuyên Niên bạn già của tôi mới có thể tìm được cậu ta, tôi có thể giúp bà tìm thử xem. Vậy làm phiền Thường Lão Thần Y. Lưu Nguyệt Như tràn đầy áy náy nói. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một giọng nói bình tĩnh truyền đến. Không cần tìm, tôi đến rồi. Lời này vừa nói xong, Mạc Phàm và Sở Khuynh Thành đi vào. Tôn Đông Dương và Trác nhướng mày, vốn cho rằng Mạc Thần Y chính là thần tiên. Không ngờ lại là một đứa nhóc mặc quần áo bình thường, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Trác còn làm động tác khoa trương, thân thể nghiêng về phía sau, kinh ngạc hỏi. Qua, đây là thần y các người muốn tìm sao? Khinh thường trắng trợn, làm cho người ta không thể cười nổi. Lưu phu nhân, đây là Mạc Tiểu Thần Y các người muốn tìm à, đúng là nhỏ thật. Tôn Đông Lâm bình tĩnh nói, trong lòng đã nở hoa. Ông ta thấy Thường Ngộ Xuân thề son sắt, còn lo lắng thầy thuốc Thường Ngộ Xuân tiến cử có thể chữa bệnh cho Mộc Phong Vãn, như vậy mặt mũi của bệnh viện ung bướu ông ta mất hết rồi. Ai biết vậy mà tiến cử một đứa con nít. Xung quanh, người nhà Mộc Phong Vãn cũng đều lắc đầu. Thường Lão Thần Y, cậu ta thật sự là Mạc Tiểu Thần Y mà ông nói sao? Lưu Nguyệt Như không chắc chắn lắm hỏi. Cho dù là Tiểu Thần Y, ít nhất cũng phải hơn 20 tuổi chứ, Tiểu Thần Y 16 tuổi sao? Quả thật đúng như lời Tôn Đông Dương nói, thần y này có chút nhỏ. Thường Ngộ Xuân không để ý đến những người khác, vội vàng đến bên cạnh Mạc Phàm, xấu hổ nói. Mạc Tiểu Hữu, cuối cùng cậu cũng đến rồi.
chuyện ở Tần gia lần trước, ông ta thật sự tâm phục khẩu phục Mạc Phàm. Nếu không phải người trong nhà khuyên bảo nhiều lần, ông ta rất muốn bái Mạc Phàm làm vi sư. Lại thấy Mạc Phàm lần nữa không chỉ không ngạo mạn như trước, trái lại giống như nhìn thấy cứu tinh, vô cùng tôn kính. Nếu Mạc Phàm không tới, Đông y sẽ bị ông ta làm mất hết mặt mũi. Ừm, Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu. Thường Ngộ Xuân cũng không tức giận trịnh trọng nói. Lưu phu nhân, tôi giới thiệu với bà, cậu ấy là Mạc Phàm thầy thuốc chữa khỏi cho Tần lão gia tử. Tuy Mạc tiểu thần y nhỏ tuổi một chút, nhưng có khả năng cả thành phố Đông Hải chỉ có cậu ấy mới chữa được bệnh cho con gái bà. Tuy Thường Ngộ Xuân nói như vậy, nhưng trong phòng bệnh không có mấy ai tin tưởng. Mạc tiểu thần y xem bệnh ở bệnh viện nào thế, tôi là Tôn Đông Lâm viện trưởng của bệnh viện này. Tôn Đông Dương nâng kính lên, cười hỏi, nhưng không giơ tay. Những người khác cũng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đợi xem Mạc Phàm nói thế nào. Tôi là bạn học của cô ấy. Mạc Phàm chỉ Sở Khuynh Thành bên cạnh, bình tĩnh nói. Khuynh Thành, cậu ấy thật sự là bạn cháu sao? Lưu Nguyệt Như kinh ngạc nói. Bà vốn đang nghi ngờ, vì sao hai người lại cùng tiến vào, không ngờ bọn họ còn là bạn học. Một chút chờ mong vừa mới dâng lên bị dập tắt trong chớp mắt, thay vào đó là bi thương. Đúng ạ, phương thuốc kia là anh ta viết cho chị họ bảo cháu mang anh ta tới. Sở Khuynh Thành nói chi tiết. Hồ nháo, vãn nhi chữa trị linh tinh còn chưa tính, em cũng mù quáng theo, ngay cả thầy thuốc cũng không phải, em còn dám mang đến đây. Một người trẻ tuổi, là anh họ của Sở Khuynh Thành bất mãn nói. Chính anh ta cũng học Tây y. Bây giờ là bác sĩ thực tập, về chuyện chữa trị cũng không dám nói vào một câu, vậy mà Sở Khuynh Thành dám mang một học sinh trung học đến đây chữa bệnh cho Mộc Phong Vãn. Nhớ đâu xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm? Nếu Mạc Phàm tuổi này đã làm thần y, vậy không ai không phải là thần y. Lưu Nguyệt Như nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lộ ra chút băn khoăn. Nếu Thường Ngộ Xuân đã nói vậy, không thể nghi ngờ thân phận của Mạc Phàm. Nhưng thực sự giao sinh mệnh của con gái cho một học sinh trung học sao? Rất lâu sau, Lưu Nguyệt Như bi thương hỏi. Mạc tiểu thần y, cậu đưa phương thuốc cho Vãn Nhi, cũng coi như là bạn của Vãn Nhi rồi, cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể chữa khỏi cho Vãn Nhi? Lưu phu nhân, bà muốn một học sinh trung học xem bệnh cho con gái bà sao? Trác buông hai tay xuống, bày tỏ không thể hiểu nổi. Trác tiên sinh đừng hiểu lầm, tôi đưa con gái đến bệnh viện các cậu. Đó là tin tưởng các cậu, tôi chỉ muốn tìm phương pháp tồn tại xác suất cao hơn mà thôi, hy vọng Trác tiên sinh có thể hiểu cho. Lưu Nguyệt Như nho nhã lễ độ nói. Thực ra bà đã vô cùng thất vọng, bất luận Mạc Phàm giỏi mấy cũng khó có khả năng chữa khỏi cho con gái bà. Chẳng qua Thường Ngộ Xuân đã cố gắng tiến cử, bà nhất định phải nể mặt. Hơn nữa Vãn Nhi cũng hy vọng người thanh niên này giúp con bé chữa bệnh, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của Vãn Nhi. Ok. Đúng lúc tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc tiểu thần y Đông y có thể chữa bệnh như thế nào. Trác cười khinh miệt nói. Sắc mặt Mạc Phàm lạnh xuống, giống như không bị ảnh hưởng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mộc Phong Vãn, lam quang trong mắt chớp lóe, mấy bóng mờ xuất hiện trong mắt hắn. Lông mày lập tức nhíu lại, quả thật tình hình của Mộc Phong Vãn tệ hơn 10 ngày trước gấp bội lần. Nếu mới đầu các người cho cô ấy uống phương thuốc tôi viết, cô ấy đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Phương thuốc đó thật sự có tác dụng sao? Lưu Nguyệt Như khẽ giật mình, hỏi. Bác đừng nghe anh ta nói linh tinh, uống nước thuốc có thể chữa khỏi ung thư, vậy ung thư không phải là bệnh nan y rồi. Sở Kinh Vũ anh họ của Sở Khuynh Thành khinh thường nói. Khóe miệng Tôn Đông Lâm hơi nhếch lên, cười mà không nói. Thường Ngộ Xuân tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Cậu nói tờ giấy bị tôi xé rách đấy sao? Trác hỏi. Mấy ngày hôm trước Mộc Phong Vãn tỉnh dậy lấy ra một phương thuốc, bảo anh ta bốc thuốc dựa theo phương thuốc đó. Anh ta nhận phương thuốc liền xé nát, ném vào thùng rác, giao phương thuốc dùng để chữa trị bằng hóa chất cho Mộc Phong Vãn. Là anh xé phương thuốc của tôi sao? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hắn vốn không có thành kiến với người ngoại quốc. Nhìn thấy bác sĩ ngoại quốc này, hắn cảm thấy trước đây hắn sai rồi, vẫn phải có thành kiến với một số người. Không sai. Theo ý tôi Đông y là vớ vẩn, xác suất chữa được bệnh thấp như mèo mù vớ phải chuột chết, mấy thứ này chỉ ảnh hưởng đến chữa trị cho người bệnh, tôi cảm thấy nó không cần thiết phải tồn tại. Trác nói một cách chắc chắn. Đông y là vớ vẩn sao? Mạc Phàm nhíu mày.
anh muốn xem đông y thế nào đúng không? Đương nhiên, người America chúng tôi rất thích tiếp thu những thứ mới mẻ, báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi mới có, còn chưa kịp xem, nếu không thì dùng tôi làm thí nghiệm đi, mọi người làm chứng giúp tôi. Chắc lấy một báo cáo ra, để ở trên bàn, tự tin nói. Trên mặt là nồng đậm cảm giác ưu việt, giống như đến Trung Quốc, địa vị của anh ta cao hơn người Hoa rất nhiều. Xung quanh, ngoại trừ người nhà của Mộc Phong Vãn ra, mấy y tá xinh đẹp cũng nhao nhao nhìn. Bạn trẻ này muốn so y thuật với bác sĩ Trác sao, đúng là không biết tự lượng sức mình. Khí chất của bác sĩ Trác đã quăng cậu ta mấy ngã tư rồi. Không chỉ khí chất, phương diện đó của bác sĩ Trác cũng được. Một y tá ăn mặc quyến rũ đỏ mặt nói. Cô cũng thử qua rồi hả? Một y tá khác cười nói. Được thôi. Mạc Phàm cười, ánh mắt nhìn về phía Trác, lam quang trong mắt chớp lóe. Vành tai nhăn nheo, vành mắt biến thành màu đen, ấn đường tái đi, chắc là thường xuyên say rượu túng dục, đây là, vọng. Uống rượu tán gái, là yêu thích lớn nhất của người America chúng tôi. Trác đắc ý nói, còn cố ý liếc mắt nhìn mấy y tá một cái. Hơi thở ngắn, lúc đứt lúc nối, nói lên anh thiếu máu, đây là, văn. Hai tay Trác buông xuống, chẳng muốn nói nữa. Gần đây anh luôn phiền muộn nóng lòng, tứ chi rét run, mất ngủ, hơn nữa tính dục giảm xuống, tôi nói không sai chứ, đây là, vấn. Mạc Phàm nói. Nói xong ba câu này, ở đây chỉ có Thường Ngộ Xuân gật đầu. Những người khác đều không có phản ứng, những lời này nghe nhiều trong đông y rồi, có người không hiểu y thuật cũng có thể nói lên vài câu. Thậm chí một y tá trong đó còn nhỏ giọng nói. Làm sao có thể, mỗi đêm anh ấy muốn ít nhất 2-3 lần, mỗi lần đều rất lợi hại. Xung quanh có không ít người lắc đầu cười, ngay cả Lưu Nguyệt Như cũng vô cùng thất vọng. Cậu cần bắt mạch không, tiểu thần y? Hay là nhìn kết quả siêu âm của tôi nhớ rõ trong đông y còn có một bước là thiết, đúng không? Trác đắc ý vươn tay nói. Chắc chắn là có thiết, tôi không cần bắt mạch, tính dục của anh thịnh vượng là vì anh đang uống thuốc, chuyện này mỗi người đều có thể, nhưng bệnh ết trên người anh không phải mỗi người đều có. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Xung quanh có không ít người sửng sốt. Nhất là mấy y tá, lại càng ngây ra như phỗng, che miệng. Không phải chứ. Cậu đang đùa tôi à, nhìn tôi vài lần liền biết tôi mắc bệnh ết sao? Trác cười nói, giống như nghe thấy chuyện cười gì đó. Thầy thuốc Thường, theo tôi được biết, đông y không thể phán đoán được bệnh độc này đi. Tôn Đông Lâm cười hỏi Thường Ngộ Xuân. Sắc mặt Thường Ngộ Xuân trầm xuống, ông ta vô cùng đồng ý với vọng văn vấn của Mạc Phàm, nhãn lực của Mạc Phàm rất độc. Nhưng cái sau, bỗng nhiên Mạc Phàm nói Trác bị bệnh ết. Kết quả này, ông ta cũng có chút bất ngờ và thất vọng. Đông y không thể chẩn đoán ra bệnh ết, đây là một phần thiếu hụt chữa trị bệnh độc của đông y. Làm tôi sợ muốn chết. Mấy y tá vỗ ngực, lúc này mới khôi phục bình thường. Bọn họ đều từng quan hệ với Trác, đây cũng không phải là bí mật gì ở bệnh viện. Nếu Charlie bị ết, bọn họ cũng xong rồi, loại bệnh này không chữa trị được hết. Tiểu thần y, không biết thì đừng nên nói lung tung. Nói lung tung sẽ dọa chết người đó. Một y tá trong đó thở hổn hển trừng mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Ở bên cạnh, Lưu Nguyệt Như mẹ của Mộc Phong Vãn nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Các người nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe rồi hãy nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Y tá này không yên lòng cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe trên bàn, nhanh chóng lật đến tờ cuối cùng, trong chớp mắt khuôn mặt xinh đẹp tái mét. Dương tính HIV, bệnh AIDS sao? Những lời này không lớn lắm, nhưng vừa mới nói ra, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Bốp! Báo cáo kiểm tra sức khỏe rơi từ trong tay y tá xuống đất. Làm sao có chuyện đó được? Trác nhặt báo cáo kiểm tra sức khỏe lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng là một vùng cho tàn. Sao lại có chuyện này? Chắc chắn kết quả này có vấn đề, sao tôi có thể bị bệnh ết được? Mấy y tá còn lại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, giống như bị sét đánh. Có người vội vàng rời đi, đi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình, có người nhìn về phía Trác đầy phẫn nộ. Tươi cười trên mặt Tôn Đông Lâm cũng cứng đờ, cuối cùng cười không nổi. Thường Ngộ Xuân cũng vô cùng khiếp sợ, thậm chí Mạc Phàm còn chưa bắt mạch, có thể nhìn ra bác sĩ này bị bệnh ết, y thuật này. Người nhà Mộc Phong Vãn, bác sĩ Tây Y thực tập lúc trước từng châm chọc Mạc Phàm, lúc này cũng không nói nên lời.
Đông y thật sự thần kỳ như vậy sao? Lúc này, ánh mắt mọi người trong phòng bệnh đều thay đổi khi nhìn về phía Mạc Phàm. Sở Khuynh Thành nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác thường, trong mắt đều là khó mà tin. Thực ra cô mang Mạc Phàm tới, cũng không nắm chắc mấy, dù sao đó là ung thư, nếu chữa trị dễ như vậy đã không là bệnh nan y. Tuổi người này không khác cô mấy, vậy mà có y thuật lợi hại như thế, nói không chừng có thể chữa khỏi cho chị họ cô. Ngay cả Lưu Nguyệt Như, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng cũng hiện lên chút hy vọng. Không, tôi không tin. Trác ném báo cáo kiểm tra sức khỏe xuống đất, kêu lên. Anh không tin thiết bị chữa bệnh tiên tiến của anh, hay là không tin kết quả kiểm tra của anh? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Tôi không tin cậu thật sự có y thuật cao như vậy. Anh là ai, tôi cần anh phải tin à? Mạc Phàm cười mỉa nói. Hắn đường đường là y tiên bất tử, một con kiến tin tưởng, có ý nghĩa gì với hắn? Cậu, Trác tức đến mức không nói nên lời. Cậu vẫn nên nhanh chóng đi trị bệnh của mình đi, đừng ở đây gieo rắc bệnh độc. Thường Ngộ Xuân xen miệng vào, cười nói. Vừa rồi ông bị bác sĩ này nhục nhã không nói nên lời, lúc này nên đến lượt bác sĩ này cam chịu. Trong mắt Trác hiện lên phẫn nộ, ra vẻ trấn định nói. Tôi sẽ đi xác nhận kết quả kiểm tra, sai lầm cũng rất bình thường, nhưng tôi muốn nhìn xem cậu chữa trị khỏi ung thư như thế nào. Anh ta không rời đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc tiểu thần y, bây giờ Vãn Nhi bắt đầu dùng phương thuốc cậu viết, có thể khỏi hẳn không? Lưu Nguyệt Như hỏi, giọng điệu khách sáo không ít. Có thể, nhưng quá muộn rồi, nếu tôi đến đây, thì là người duy nhất chữa khỏi cho cô ấy. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cửu Long Thang có thể làm thay đổi ung thư trong cơ thể Mộc Phong Vãn, nhưng quá trình rất chậm còn đau đớn. Người duy nhất chữa khỏi sao? Cả phòng bệnh đều sửng sốt. Người duy nhất chữa khỏi. Ha ha. Trác cười, nhún vai không nói gì. Lưu Nguyệt Như cũng sửng sốt, rất lâu sau mới phản ứng kịp, kích động nói. Mong Mạc tiểu thần y nhanh chóng chữa trị cho Vãn Nhi, chỉ cần có thể chữa khỏi cho Vãn Nhi, điều kiện gì Mộc gia chúng tôi cũng đồng ý. Mạc Phàm đi đến bên cạnh giường bệnh của Mộc Phong Vãn, rút các loại dụng cụ và ống tiêm trên người Mộc Phong Vãn ra. Cậu làm gì thế, cậu có chữa bệnh hay không, cậu như vậy sẽ giết cô ấy mất. Trác kêu lên. Như vậy có ổn không? Lưu Nguyệt Như cũng vô cùng lo lắng hỏi. Vừa rồi Vãn Nhi ói ra rất nhiều máu, phải dựa vào bình dưỡng khí và thuốc mới duy trì được sinh mệnh, Mạc Phàm vứt hết toàn bộ những thứ này đi. Mạc Phàm không để ý đến bọn họ, vươn tay ra. Ngân châm. Thường Ngộ Xuân vội vàng đi qua, lấy ra một bộ ngân châm chưa từng sử dụng, cung kính đưa cho Mạc Phàm. Khuynh Thành ở lại, những người khác có thể đi ra ngoài. Khi tôi bảo các người tiến vào thì hãy vào. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lưu Nguyệt Như do dự, cuối cùng nói. Đều đi ra ngoài trước đi, Khuynh Thành, cháu ở lại giúp Mạc tiểu thần y. Trác không cam lòng, cũng theo ra ngoài. Chỉ trong phút chốc, trong phòng bệnh chỉ còn lại Mạc Phàm và Sở Khuynh Thành. Tôi có thể giúp gì anh? Sở Khuynh Thành tò mò hỏi. Cô không phải y tá, lại càng không phải là bác sĩ. Hoàn toàn không rõ vì sao Mạc Phàm giữ cô ở lại. Một tay Mạc Phàm vén chăn trên người Mộc Phong Vãn lên. Cởi quần áo trên người cô ấy, chỉ để lại nội y. A, à, miệng Sở Khuynh Thành há to, nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ. Không phải anh muốn chữa bệnh à, vì sao phải cởi quần áo, không phải anh muốn vô lễ với chị tôi đấy chứ. Nói cho anh biết, dám vô lễ với chị họ tôi, cho dù có Tần gia chống lưng cho anh, tôi cũng không bỏ qua cho anh. Mạc Phàm có chút sở khóc sở cười. Cô không cởi thì thôi, tự tôi cởi vậy. Nghĩ hay quá nhỉ. Sở Khuynh Thành sẽ không để Mạc Phàm chiếm tiện nghi này, thuần thục cởi quần áo trên người Mộc Phong Vãn ra. Thân thể mềm mại trắng nõn, xinh đẹp hiện ra trước mặt Mạc Phàm, tuy chữa trị bằng hóa chất hành hạ chết đi sống lại, nhưng dáng người vẫn là cực phẩm. Mạc Phàm không có tâm tư thưởng thức, hai mắt chăm chú hiếm có, nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công. Hắn cầm lấy ngân châm, một dòng linh khí xuất hiện từ giữa ngón tay, bao xung quanh toàn bộ ngân châm biến mất vào phần bụng của Mộc Phong Vãn. 81 cây châm bạc châm liên tiếp xuống, một đồ án hình thái cực xuất hiện ở bụng Mộc Phong Vãn. Lưỡng nghi châm, khởi. Mạc Phàm thầm quát một câu. Đồng thời, một cây châm bạc đâm vào ngực Mộc Phong Vãn, một cây châm vào mi tâm cô.
Sau khi hắn quát nhẹ lên, 81 cây châm bạc kia sáng lên, toàn bộ linh khí bên trên như tinh linh, chuyển động vòng quanh ngân châm, chui vào trong cơ thể Mộc Phong Vãn. Một dòng lưỡng nghi chi khí xuất hiện trong cơ thể Mộc Phong Vãn, nếu có dụng cụ chữa bệnh ở bên cạnh, nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên. Rõ ràng chỉ có mấy chục cây châm bạc, trong cơ thể Mộc Phong Vãn lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là phá hoại không kiêng nể gì, sau đó là nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cũ bị hủy diệt, mới lại nhanh chóng sinh trưởng trong cơ thể Mộc Phong Vãn, sinh cơ bừng bừng phóng thích mà ra. Ngay cả Sở Khuynh Thành là người thường cũng có thể nhận thấy được, thân thể chị họ không chỉ chuyển biến tốt đẹp, càng phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Trước kia chị họ luôn oán giận làn da không đẹp, bây giờ làn da như đứa bé mới sinh, ngay cả cô cũng có chút hâm mộ. Lực lượng mới nhanh chóng tràn lên phía trên, đến ngực, Mạc Phàm rút châm trên ngực ra, đến đầu, ngân châm ở mi tâm được rút ra, lúc này lông mày luôn nhíu chặt của Mộc Phong Vãn mới giãn ra. Mạc Phàm thở phào một hơi, thầm than. Lưỡng nghi châm thực tiêu hao linh khí. Cửa phòng bệnh mở ra, đám Lưu Nguyệt Như vội vàng đi vào. Thế nào rồi, Mạc tiểu thần y? Lưu Nguyệt Như vội vàng hỏi. Chắc là sẽ lập tức tỉnh lại. Mạc Phàm có chút yếu ớt nói. Tuy hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, nhưng bây giờ chỉ ở cảnh giới trúc cơ, linh khí hùng hậu còn chưa đủ rõ. Lưỡng nghi châm này lấy linh khí làm cơ sở. Nhìn thì đơn giản, nhưng đạo lý từ sinh đến mất đi, từ nhất sinh ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tiêu hao thật lớn linh khí, là huyền tự châm thuật trong cửu huyền thập thần của thần Nông Tông. Kiếp trước, hắn đến trúc cơ hậu kỳ mới có thể thi triển. Chỉ một lát vừa rồi, linh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao 7-8 phần, nếu như không tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, châm thuật này khó mà thực thi được. Mạc Phàm mới nói xong, quả thật Mộc Phong Vãn mở to mắt. Mơ hồ nhìn một số người xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Oa, tiểu soái ca cũng đến đây. Nhà đầu ngốc, sao con nói chuyện với Mạc tiểu thần y như vậy, Mạc tiểu thần y đã chữa trị cho con, bây giờ cảm thấy thế nào, có đỡ hơn chút nào không? Lưu Nguyệt Như nói, tuy là đang răn dậy, nhưng giọng điệu tràn đầy quan tâm. Mạc tiểu thần y. Mộc Phong Vãn lộ vẻ nghi ngờ, cô ngủ một giấc. Tiểu soái ca lúc trước cần cô chăm sóc phẫu thuật kết sỏi liền biến thành Mạc tiểu thần y rồi. Chỉ là cô vẫn sờ thân thể mình trong chăn, vẻ mặt khiếp sợ. Trước khi hôn mê, phía bên phải phía sau lưng và trên bụng cô căn bản không thể đụng vào, khẽ đụng sẽ đau muốn chết, bây giờ lại không có việc gì rồi. Mẹ, cậu ấy làm gì con vậy, hình như không đau nữa. Lưu Nguyệt Như sửng sốt, vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm. Không có gì. Chỉ cầm lấy mấy kim đan trên người chị thôi. Mạc Phàm cười trêu ghẹo nói. Mẹ kiếp, bà đây tu luyện 20 năm không dễ dàng mới luyện ra được mấy kim đan kia, lại bị em cầm lấy hết, em đang trả thù bà đây sao? Mộc Phong Vãn cười nói. Nhà đầu ngốc, không đứng đắn chút nào, đọc ít tiểu thuyết thôi. Lưu Nguyệt Như ấn trán Mộc Phong Vãn, trong lòng cũng yên tâm không ít. Phải biết rằng, trước khi Mộc Phong Vãn hôn mê không chỉ ói ra rất nhiều máu, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức, bây giờ lại có tâm tình trêu chọc với Mạc Phàm. Chỉ nhìn điểm này, đã nói lên Mạc Phàm chữa trị có tác dụng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chói tai chen vào. Lưu phu nhân, tôi hoài nghi cậu ta cho con gái bà uống thuốc giảm đau gì đó, thuốc đông y hưng phấn, loại thuốc này nhìn vô cùng bình thường trong thời gian ngắn, tác dụng của thuốc qua đi, trái lại sẽ nặng hơn. Mánh khóe như vậy từng xuất hiện ở America chúng tôi rồi, đợi bà đưa tiền cho cậu ta, cuối cùng không tìm thấy cậu ta nữa. Trác cười mỉa nói. Mạc Phàm ở trong phòng bệnh chỉ hơn nửa tiếng, sao có thể chữa khỏi ung thư? Những lời này như một chậu nước lạnh hắt xuống. Vẻ mặt không ít người sửng sốt, sắc mặt Lưu Nguyệt Như cũng âm u hơn. Bà quản lý mấy bệnh viện lớn của sở ra, sao lại không biết? Có một số kẻ lừa đảo tự xưng là Vân Du Thần Y, giả danh lừa gạt khắp nơi, không ít người bệnh sốt ruột, không ngờ là chỉ bị lừa, tiền bạc bị lừa gạt thì không nói, bệnh tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sắc mặt Mộc Phong Vãn vẫn bình thường. Không phải chứ? Đương nhiên không phải, Mạc Phàm. Sở Khuynh Thành có chút tức giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trác một cái, chuẩn bị giải thích thay Mạc Phàm. Những người này không biết Mạc Phàm chữa trị như thế nào. Nhưng cô tận mắt nhìn thấy, không có uống thuốc gì, chỉ có một bộ ngân châm. Nhưng cô còn chưa nói xong,
đã bị Mạc Phàm giữ chặt lấy. Ở đây có máy siêu âm là biết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Đúng vậy, làm siêu âm sẽ biết được chân tướng rồi. Tôn Đông Lâm cười nói, vẫn là bộ dạng người hiền lành. Khi nói chuyện, ông ta còn liếc mắt tán dương Trác. Trên mặt Trác lộ ra vẻ đắc ý, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu đồng y có thể chữa khỏi ung thư, anh ta sẽ nuốt ngân châm. Hai y tá đẩy máy siêu âm tới, dùng mành bao quanh giường bệnh. Chỉ trong phút chốc, một tiếng thét kinh hãi truyền từ bên trong ra. Không thấy nữa, không thấy u nữa. Những lời này như sấm sét giữa trời quang, vẻ mặt Trác và Tôn Đông Lâm khiếp sợ. Cho tôi xem. Hai y tá mang mấy bức hình siêu âm ra, đưa cho Trác, Tôn Đông Lâm, và cả người nhà của Mộc Phong Vãn, sau đó đẩy máy siêu âm sang một bên. Thật sự không còn khối u nữa sao? Lưu Nguyệt Như mang kết quả đến cho một bác sĩ nhìn xem, kinh ngạc vui mừng nói. Trác và Tôn Đông Lâm lấy kết quả kiểm tra, trên mặt là âm trầm bất định, mãi mà không nói nên lời. Không giao không phẫu thuật, không tới nửa tiếng, thật sự chữa được ung thư, còn là ung thư giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã khuếch tán. Trong phòng bệnh, ánh mắt những người này nhìn về phía Mạc Phàm hoàn toàn thay đổi. Còn trẻ tuổi như vậy đã chữa khỏi ung thư, chỉ sợ y thuật như vậy cũng không tìm được ở nước ngoài. Chuyện này không có khả năng. Trác giận dữ hét lên. Kết quả siêu âm là của các cậu, gì mà không có khả năng, cậu vẫn nên nhanh chóng xác nhận bệnh AIDS của cậu đi, Mạc tiểu thần y có thể chữa khỏi ung thư, bệnh AIDS của cậu chắc chắn hơn phân nửa rồi. Thường Ngộ Xuân vuốt râu cười đắc ý nói. Xung quanh tràn đầy tiếng cười, Trác tái mặt rời đi. Tôn Đông Lâm ở một bên cười theo, ánh mắt âm tình bất định không biết nghĩ ra chủ ý gì. Người của Mộc gia vây quanh Mộc Phong Vãn, tràn đầy vui mừng. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Mộc Phong Vãn vui vẻ, khóe miệng hơi cong lên, lặng lẽ xoay người rời đi. Bệnh của Mộc Phong Vãn đã khỏi, hắn cũng nên suy nghĩ đến phương pháp kiếm tiền. Mới ra khỏi phòng bệnh không xa, Tôn Đông Lâm cười giả nhân giả nghĩa đuổi theo ra. Mạc tiểu thần y đợi đã. Ông tìm tôi có việc gì? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Mạc tiểu thần y còn đang đến trường phải không? Cậu có muốn kiêm chức không? Tới chỗ chúng tôi làm bác sĩ đi, sẽ không làm chậm trễ việc học của cậu, thỉnh thoảng đến chữa trị cho bệnh nhân là được. Tôn Đông Lâm cười hỏi. Chỉ cần giữ Mạc Phàm lại, nửa tiếng chữa khỏi ung thư, tên tuổi của bệnh viện còn vang dội hơn bác sĩ Trác, đến lúc đó không phải tiền sẽ vào ào ào sao? Mạc Phàm nghĩ một lát. Một tháng bao nhiêu tiền? Bây giờ hắn thiếu nhiều tiền, nếu đến bệnh viện khám bệnh, cũng là lựa chọn không tệ, có thể kiếm chút tiền cũng có thể cứu người. Tôn Đông Lâm thấy có hy vọng, trong lòng vui vẻ, vươn hai tay ra. Cậu cũng biết tiền lương của bác sĩ không cao, tiền lương một tháng của tôi cũng hơn 2 vạn, lần này tôi làm chủ một tháng cho cậu 1 vạn, thế nào? Bác sĩ chính quy cũng chỉ có tiền lương như vậy. Chắc chắn Mạc Phàm không phải là đứa bé nhà có tiền. Tiền lương 1 vạn là số tiền thu nhập cao ở thành phố Đông Hải rồi, theo ý ông ta, lừa gạt giữ Mạc Phàm không thành vấn đề gì. 1 vạn sao? Mạc Phàm nhíu mày, cười nói. Viện trưởng Tôn vẫn nên mời Cao Minh Khắc đi. Sắc mặt Tôn Đông Lâm thay đổi, trên mặt vẫn là tươi cười như trước, nhưng xuất hiện thêm tàn ác. Nhưng Mạc Phàm có thể chữa trị ung thư, nếu không thì đừng nói Mạc Phàm là học sinh trung học, cho dù là nghiên cứu sinh muốn tiến vào bệnh viện của bọn họ. Không đưa 10 vạn phí vào cửa thì đừng nghĩ đến chuyện tiến vào. Đừng mà, Mạc thần y, chúng ta có thể bàn bạc, như vậy đi, khi cậu chữa bệnh người bệnh lấy thêm thuốc chăm sóc sức khỏe hoặc thuốc nhập khẩu, loại thuốc không trong phạm vi bảo hiểm y tế, tôi có thể trích phần trăm cho cậu, hiệu quả và lợi ích rất được, 1 tháng 4,5 vạn không thành vấn đề, đúng rồi, một số chi phí kiểm tra cũng có thể trích phần trăm cho cậu. Tôn Đông Lâm cười nói, tiền lương bác sĩ không cao. Nhưng muốn lấy tiền riêng thì có cả đống biện pháp, trên cơ bản đều là mua các thuốc quý, làm các loại kiểm tra. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười mỉa. Bệnh viện như vậy càng đừng tìm tôi là đông y. Nói xong hắn dứt khoát xoay người rời đi, không để ý đến Tôn Đông Lâm nữa. Mạc Phàm còn chưa ra khỏi bệnh viện, di động vang lên. Mạc thần y, tôi là mẹ của Mộc Phong Vãn, bây giờ cậu ở đâu? Giọng nói thanh thúy của Lưu Nguyệt Như truyền từ trong điện thoại đến. Mạc Phàm do dự, vẫn nói. Tầng 1 khu nội trú.
Cậu đợi tôi một lát, tôi lập tức xuống ngay. Lưu Nguyệt Như vội vàng nói. Được. Điện thoại tắt máy không lâu, khuôn mặt của phu nhân Lưu Nguyệt Như đỏ bừng chạy từ trong thang máy ra. Tuy kiểu tóc và quần áo đều hơi loạn, quyến rũ cũng không sánh bằng Sở Khuynh Thành, nhưng đổi lại thục nữ đẫy đà hơn. Nhìn Mạc Phàm trong đại sảnh, vẻ mặt Lưu Nguyệt Như áy náy đi tới. Vừa rồi quá cao hứng, không có để ý Mạc Thần Y rời đi, mong Mạc Thần Y không lấy làm phiền lòng. Không sao. Mạc Phàm cười nhạt nói. Mạc Thần Y không trách móc là được rồi, Mạc Thần Y có rảnh cùng ăn một bữa cơm không, cậu cứu Vãn Nhi, Mộc gia chúng tôi còn chưa cảm ơn cậu thật tốt. Lưu Nguyệt Như chỉnh lại dáng vẻ, nhiệt tình nói. Ăn cơm thì không cần, tôi còn có việc, cho nên không chào hỏi đã đi rồi. Mạc Phàm giải thích. Lưu Nguyệt Như hơi nhíu mày, tuy bà đã 40 tuổi, ngay cả con gái cũng đã 20 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, bất luận dáng người, khuôn mặt, mị lực không giảm so với năm đó. Đi trên đường với Mộc Phong Vãn, Sở Khuynh Thành, còn hấp dẫn đám người hơn cả hai người kia, thậm chí nhiều năm thường xuyên có người xin phương thức liên lạc của BA trước mặt mọi người. Bà vừa đến thành phố Đông Hải chưa được vài ngày, đã có không ít người hẹn bà ăn cơm, đều bị bà từ chối hết, nhưng bà lại bị một chàng trai từ chối rồi. Bà không tức giận, đôi môi khêu gợi hơi nhếch lên, lấy một cái thẻ và một chuỗi chìa khóa từ trong túi ra. Nếu Mạc Thần Y không rảnh, vậy mong Mạc Thần Y nhận lấy biệt thự Vân Trung tự này, đây là Mộc gia chúng tôi báo đáp ơn cứu mạng của Mạc Thần Y. Biệt thự Vân Trung tự sao? Lông mày Mạc Phàm nhướn lên. Tất nhiên là hắn biết biệt thự Vân Trung tự, Tần lão gia của Tần gia cũng ở Vân Trung tự. Linh khí ở đó gấp ba bên ngoài, nếu tu luyện ở nơi đó, cho dù không dựng tụ linh trận cũng làm ít công to. Nhưng biệt thự Vân Trung tự, mỗi một căn biệt thự không hơn 1.000 vạn thì đừng mơ mua được, ở bên trong đều là nhà giàu có chân chính ở thành phố Đông Hải. Lúc trước Mộc Phong Vãn làm y tá ở bệnh viện, hắn còn tưởng Mộc Phong Vãn sống trong gia đình bình thường. Ai biết mẹ cô vừa ra tay sẽ là biệt thự Vân Trung tự. Sao thế, Mạc tiên sinh không thích sao? Lưu Nguyệt Như hỏi. Không có, chỉ là phần lễ này hơi nặng. Mạc Phàm nói chi tiết. Lúc trước hắn còn đang phát sầu vì chỗ tu luyện, nhà chị họ thuê cho hắn, từ lần trước bị hắn hấp thu linh khí 10 dặm xung quanh, bây giờ còn chưa khôi phục. Hắn rất thích biệt thự này, chỉ là so với chữa khỏi cho Mộc Phong Vãn, có hơi nặng. Có thể là Mạc Thần Y còn chưa hiểu rõ Vãn Nhi nhà chúng tôi, có phải Mạc Thần Y nghi ngờ rõ ràng Mộc gia có thể lấy ra biệt thự ngàn vạn, vì sao Vãn Nhi lại làm y tá trong một bệnh viện? Lưu Nguyệt Như cười quyến rũ nói. Mạc Phàm gật đầu. Bệnh viện cậu làm phẫu thuật kết sỏi là của Mộc gia tôi, Mộc gia chúng tôi không có nhiều bệnh viện ở thành phố Đông Hải, nhưng nếu cậu qua thành phố Giang Nam, mới nhìn thấy không ít bệnh viện của Mộc gia chúng tôi. Mộc gia ở Giang Nam sao? Mạc Phàm hơi híp mắt lại, Mộc gia ở Giang Nam. Kiếp trước, cha thích nhất nhắc tới hai chuyện, chuyện thứ nhất là nếu tên nhóc con thi được vào trường quân đội, sau này ông đây đi đâu trên mặt đều là ánh sáng. Cha là quân nhân, có tình cảm của quân nhân. Vẫn cổ vũ hắn thi vào trường quân đội, lúc ấy không biết, lên đại học hắn mới hiểu dụng tâm lương khổ của cha. Vào trường quân đội, có quân đội che chở, cả đời không lo ăn uống, cũng không ai dám bắt nạt hắn. Chuyện thứ hai là nếu tên nhóc con lấy được thiên kim của Mộc gia, chắc chắn xưởng dược nhà chúng ta có thể sống lại. Mộc gia là nhà giàu nổi tiếng ở thành phố Giang Nam, làm giàu dựa vào bệnh viện. Cả nước gần như mỗi thành phố đều có bệnh viện của Mộc gia. Nếu hắn lấy thiên kim của Mộc gia, 100 xưởng dược phá sản cũng có thể sống lại. Mạc Phàm thở dài một hơi, không ngờ y tá nóng bỏng hắn tiện tay cứu thực ra là thiên kim của Mộc gia, đúng là người không thể xem bề ngoài. Mạc Thần Y, bây giờ có thể nhận lấy căn biệt thự này chứ? Mạc Phàm gật đầu, nhận lấy chìa khóa và thẻ mở cửa trong tay Lưu Nguyệt Như. Một biệt thự Vân Trung tự so với Mộc Phong Vãn, quả thật không đáng kể chút nào. Trong biệt thự chỉ có giúp việc, bình thường chịu trách nhiệm dọn dẹp và nấu cơm, tôi đã dặn dò bà ấy, Mạc Thần Y có thể vào ở bất cứ lúc nào, thủ tục sang tên tôi sẽ bảo người nhanh chóng đi làm xong tôi bảo Vãn Nhi đưa qua cho cậu. Lưu Nguyệt Như cười nói. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, không chỉ cảm thấy bất ngờ về Lưu Nguyệt Như, cũng bất ngờ về thủ đoạn của bà. Trách không được người phụ nữ này có thể gả đến nhà giàu, thủ đoạn xã giao không giống bình thường.
nếu Lưu Nguyệt Như tìm bừa một người mang thủ tục đến, Mạc Phàm cũng không nghĩ nhiều. Nhưng Bảo Mộc Phong Vãn tự mình mang qua, chắc chắn Lưu Nguyệt Như có ý khác. Chút tâm tư nhỏ ấy, há có thể giấu được Y Tiên Bất Tử hắn. Tôi nhận biệt thự, nếu có việc, cứ việc nói thẳng đi. Lông mày Lưu Nguyệt Như nhướn lên, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại thay đổi không ít. Quả thật bà tìm Mạc Phàm có việc, chỉ là không ngờ lại bị Mạc Phàm nhìn ra. Mạc Phàm mới 16 tuổi, cho dù dày dặn kinh nghiệm cũng không có năng lực thành thục đến thế. Bây giờ không chỉ Vãn Nhi có ý với Mạc Phàm, ngay cả bà cũng có ý với Mạc Phàm rồi. Nếu Mạc Thần Y đã nói vậy, tôi cũng không che giấu nữa, tôi nghe Khuynh Thành nói nhà cậu nợ tiền Vương gia, nếu Mạc Thần Y không ghét bỏ có thể đến bệnh viện của Mộc gia chúng tôi khám bệnh, tiền thuốc men do cậu định đoạt, chi phí lấy được Mộc gia chúng tôi sẽ không thu một đồng, toàn bộ đều là của Mạc Thần Y, thế nào? Tôn Đông Lâm có thể nhìn thấy tiềm năng trên người Mạc Phàm, bà không nhìn ra sao được. Cả thế giới có nhiều người bệnh ung thư như vậy, nhưng không có một bác sĩ nào có thể nói chữa khỏi 100%, nhưng trước mắt bà có một người. Mạc Phàm nhìn gương mặt mê người của Lưu Nguyệt Như, nhíu mày. Mộc gia đúng là hào phóng, toàn bộ chi phí chữa trị đều thuộc về hắn, Mộc gia chỉ cần thanh danh. Có thể, nhưng tôi có ba điều kiện. Mạc Thần Y cứ nói. Lưu Nguyệt Như vui vẻ nói. Thứ nhất, tôi muốn thu 1/10 gia sản của từng người bệnh. Mạc Phàm vươn một ngón tay ra. Mạc Thần Y có trái tim nhân hậu, chuyện này không thành vấn đề. Không ít gia đình vì chữa trị ung thư mà táng ra bại sản cũng không chữa khỏi, Mạc Phàm chỉ lấy 1/10 gia sản, đối với người không có tiền chữa trị ung thư mà nói, cũng không khác gì làm việc thiện. Còn về những kẻ có tiền, 1/10 gia sản quý hơn, gia sản 1 triệu thì chi phí chữa trị là 1.000 vạn, muốn tiền không muốn mạng thì đừng oán giận Mạc Phàm. Một ngày hai người bệnh, sau này có thể gia tăng. Với tu vi hiện giờ của hắn, tối đã chỉ sử dụng được 2 lần lưỡng nghi châm, hơn nữa sẽ tổn hại đạo cơ. Có thể. Trong mắt Lưu Nguyệt Như lộ ra vui mừng sợ hãi. Một ngày chữa trị cho 2 người ung thư, hiệu suất còn cao hơn chữa trị cảm mạo. Nếu để tôi nhìn thấy bệnh viện của bà khai linh tinh thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc đơn kiểm tra, tôi sẽ lập tức rời đi. Mạc Phàm không lưu tình nói. Chuyện này thì Mạc Thần Y yên tâm, bệnh viện của Mộc gia chúng tôi chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng về điểm này. Ừm. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Thần Y chuẩn bị bắt đầu từ ngày nào? Lưu Nguyệt Như hỏi. Ngày mai. Mạc Phàm nói. Chuyện trong nhà sớm giải quyết một ngày, cha mẹ có thể bớt đi một cọng tóc bạc. Được, tôi sẽ đi sắp xếp. Không lâu sau, Mạc Phàm rời khỏi bệnh viện ung bướu, lên xe taxi đi về phía Vân Trung Thự. Phải đến nơi tu luyện nhìn xem mới được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.